mà lúc trước mắng phế vật mấy vị kia, giờ phút này cũng là mặt mo nóng lên, coi là có thể nhẹ nhõm cầm xuống Bất Niệm Thiên, ai có thể nghĩ, cô nương kia nhi là thuộc thỏ, phương hướng quay trở về. Đường đường đại la trưởng giáo, sẽ chỉ trốn, âm ma chân tiên chỗ thủng liền mắng. Bảy cái đánh một cái, ngươi còn có mặt mũi nói. Không đợi Bất Niệm Thiên ngôn ngữ, liền nghe Triệu Bân mở đối, hắn nói cũng đúng sự thật, nhìn kia bảy cái không biết xấu hổ người, có thể giảng nửa điểm võ đức. Hắn cái này một mắng không sao, chúng tiên vương mặt mò có chút không nhịn được. Không ai đáp lời, đều tại mưu đủ sức lực truy sát Bất Niệm Thiên, về phần độ kiếp thằng danh kia, người mẹ nó cho lão tử chờ lấy, thiên kiếp luôn có kết thúc kia một cái chớp mắt, nhìn lão tử không đem ngươi hầm. Oanh, ầm, bảy đại tiên vương truy sát, động tĩnh vô cùng to lớn. Mênh mông thâm thúy táng tiên biển, nhấc lên từng mảnh sóng to gió lớn. Sát chó sao? Trốn vĩnh hằng giới Vân Thương Tử, ý tứ sâu xa nói. Không sai, một màn kia tựa như là dắt chó, Bất Niệm Thiên chạy trốn tới đâu, chúng đỉnh phong tiên vương liền đuổi tới đâu, nghiễm nhiên từng cái thuốc cao ra chó, một bộ không dán tại Bất Niệm Thiên trên thân. Không coi là xong tư thế. Lão cẩu, để mạng lại. Triệu công tử bên này, mắng vẫn như cũ hăng hái. Bát Cực Thiên Quân sợ, chính bỏ mạng ra bên ngoài đồn, cũng không phải sợ Triệu Bân. Mà là sợ trận này thiên kiếp, bổ vào trên thân quá mẹ nó đau, hắn thật tốt một bộ tiên khu, giờ phút này đâu còn có nửa điểm hình người. Đại La Thiên Tay. Triệu Bân vượt ngang Thương Miểu, một trường từ phía trên phủ xuống. Hắn đỉnh lấy thiên kiếp, một trường này tự có thiên uy giấu giếm, nặng nề như núi lớn, mang theo quyền lực lượng hủy diệt, ép Bát Cực Thiên Quân phịch một tiếng quỳ xuống đất, tàn tạ thân xác, tức thời thành một bãi thịt nát. Nhỏ nghiệt xúc, đừng chờ thiên kiếp kết thúc. Bát Cực Thiên Quân chỉ còn nguyên thần, nhưng như cũ tức giận ngập trời. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất, hắn quay đầu liền làm nhất sợ sự tình, không muốn sống ra bên ngoài trốn. Triệu công tử tất nhiên là không làm, đầu đội lên Lôi Hải, ở phía sau liều mạng truy sát, nếu có thể diệt lão già này, cũng coi như cho Bất Niệm Thiên giảm bớt áp lực, thiên kiếp kết thúc lúc, còn sẽ có một trận ác chiến muốn đánh. Làm sao? Lão già kia chạy quá nhanh, hắn sửng sốt không đuổi kịp. Đợi truy đến biên giới, Bát Cực Thiên Quân đã thoát ra táng tiên biển. Như thế, vậy liền không thể lại truy, dám ra cái này táng tiên biển, đối phương thật có thể một kích đem hắn dây, hắn đất độ kiếp, biên giới chính là lôi trì, dám vượt lôi trì một bước, chắc chắn bị diệt sát. Sớm tối diệt ngươi. Triệu công tử hừ lạnh một tiếng, lại lùi về táng tiên biển. Nhìn Bát Cực Thiên Quân, dù thoát ra đến, lại là đứng không vững, tiên vương thân thể đã bị bổ diệt. Chỉ còn tàn tạ nguyên thần, bát đại tiên vương liên hợp vây công, bây giờ sợ là thuộc hắn thê thảm nhất. Định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Chịu một trận sét đánh, Bát Cực Thiên Quân cũng giải trí nhớ, không dám tiếp tục hướng phía trước góp. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, chờ thiên kiếp tán đi, hắn sẽ đích thân xé thẳng danh kia. Phốc! Tại hắn nhìn xem, Triệu Bân rơi xuống thiên khung. Là lôi uy lại mạnh mẽ một điểm, suýt nữa đem hắn bổ diệt. Tới. Triệu Bân tay cầm Long Uyên, lại nghịch thiên giết đi lên. Tiên lôi so hắn càng sinh động, vờn quanh chủ nhân quanh thân hấp thu thiên kiếp lôi uy. Cái này, là nó thao thiết thịnh yến. Lôi điện yếu. Không biết cái nào nháy mắt, Vân Thương Tử thì thào một câu. Lôi điện đã là chỉ có nó biểu, lôi đang từ từ suy yếu. Cái này liền chứng minh, thiên kiếp đã có hạ màn kết thúc dấu hiệu. Thân là độ kiếp người Triệu công tử, rõ ràng nhất. Hắn cũng rõ ràng, lôi điện tán đi về sau, còn có càng bá đạo hơn kiếp, hơn phân nửa là pháp tắc thân kiếp, chính là không biết, sẽ có mấy tôn pháp tắc thân. Thiên kiếp, muốn kết thúc. Thấy lôi điện tiêu tán, Bát Cực Thiên Quân mang theo đao tới. Còn có truy sát Bất Niệm Thiên kia bảy vị, cũng đều tại thứ nhất giây lát giáng lâm, Bất Niệm Thiên liều chết bảo vệ hắn, con hàng này tám thành chính là Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, đem hắn bắt, còn sợ Bất Niệm Thiên không đi vào khuôn phép. Siêu. Bất Niệm Thiên hoành đi cửu tiêu, cũng tại một phương hạ xuống. Nàng chưa hướng phía trước góp, bởi vì thiên kiếp có vẻ như còn chưa xong. Nàng có thể nhìn ra, khoảng cách tương đối gần chúng tiên vương cũng có cảm thấy, chỉ vì độ kiếp người kia phiến tinh hải, còn có hủy diệt ý chí tại rong chơi, rất hiển nhiên, chân chính thiên phạt kiếp số còn chưa giáng lâm. Phốc! Triệu Bân khục một ngụm máu, thân hình lảo đảo lắc lắc. Không đợi hắn đứng vững. Liền thấy phương đông tinh khung có một bóng người hiển hóa. Là cái lão nhân, nhìn không ra cái gì lạ thường,
sinh bình thường, duy nhất tương đối chói mắt, là hắn xuyên một kiện dị thường cũ nát áo bông, lần đầu tiên cho người cảm giác, chính là hòa ái dễ gần. Triệu Bân nhìn ánh mắt kỳ quái, cái này người hắn gặp qua. Chính là ngày xưa Niết Bàn cổ thành, cái kia khắc tượng gỗ lão nhân ra, đối phương tiễn hắn khối kia tượng gỗ, giờ phút này còn tại vĩnh hằng giới bên trong đặt vào, bây giờ. Lại là tại thiên kiếp của hắn bên trong hiển hóa. Đúng là một tôn thần. Vân Thương Tử thì thào một câu. Ngày ấy hắn cũng là ở đây, không nhìn ra có cái gì cái lạ thường. Lần này lại nhìn, là hắn tầm mắt quá thấp, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ta có phải là phát? Triệu Bân một tiếng nói thầm, vô ý thức nhìn thoáng qua vĩnh hằng giới. Thần minh khắc ra tượng gỗ, như lấy ra đi bán hẳn là rất đáng tiền. Là hắn, tiên giới chế tài người. Mặt trời lặn tiên vương hai mắt nhắm lại, nhận ra là tôn thần nào. Ở đây chúng tiên vương bao quát bất niệm thiên ở bên trong, cũng đều nhận ra. Không cần hỏi lại, đây là một trận pháp tắc thân kiếp, người độ kiếp muốn cùng lúc thần minh đối chiến, thiên kiếp như vậy không phổ biến, phàm là có thể dẫn xuất bực này thiên phạt người, đều không phải vật trong ao. Mà vĩnh hằng tiên thể, có vẻ như chính là loại người này. Cũng đúng, hắn truyền thừa là một mạch nghịch thiên huyết thống. Nhân quả sao? Một tiếng này lẩm bẩm ngữ, truyền lại từ tinh không xa xôi. Vẫn là Niết Bàn cổ thành, vẫn là cây kia khô cằn dưới cây già, người xuyên phá áo bông chế tài người, hướng cái này phương nhìn thoáng qua, giống như có thể cách vô tận tinh không, trông thấy thiên kiếp bên trong pháp tắc thân. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, thứ hai tôn pháp tắc thân giáng lâm. Kia là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, như từ trong mộng đến, thấy không rõ tôn vinh. Nàng khí chàng rất lớn, hiển hóa lúc toàn bộ tinh không đều một trận lắc lư, cũng không biết trùng hợp, vẫn là ngắm quá chuẩn, nàng rơi xuống lúc lại đem chế tài người pháp tắc thân, dẫm cái băng diệt. Cái này, hàm xúc như bất niệm thiên, đều ngọc miệng khẽ nhếch. Cái khác tiên vương, cũng là nhìn một mặt kinh ngạc, mà nhất là lúng túng, vẫn là hướng cái này nhìn tiên giới chế tài người, một giây trước còn cười rất ôn hòa, cái này một cái chớp mắt liền khóe miệng thẳng kéo. Đây con mẹ nó cũng quá xấu hổ, pháp tắc thân bị dẫm diệt. Đợi cẩn thận một nhìn, hắn lại một tiếng ho khan. Thứ hai tôn pháp tắc thân, có vẻ như là kẻ hung hãn. Tú Nhi, Triệu Bân trong lòng một câu, trong mắt tinh quang lóe sáng. Tung thấy không rõ đối phương chân dung, hắn cũng giống vậy có thể nhận ra. Một thế nguyệt thần, nhìn thấy quỷ môn quan dị tượng, chúng tiên vương đều kết luận. Như thế. Tôn thứ nhất pháp tắc thân bị dẫm diệt, liền không có gì ngạc nhiên, nguyệt thần uy danh quá thịnh, cửu thế truyền thuyết cùng thần thoại cũng không phải là trưng cho đẹp, trời xanh không xuất thủ. Ai đến đều vô dụng. Cái này diệt rồi, Vân Thương Tử tàn hồn từng đợt xung động. Hoàn toàn chính xác diệt, chế tài người pháp tắc thân bị dẫm diệt về sau, liền chưa lại hiện ra. Mà một thế nguyệt thần pháp tắc thân, thì bổ chế tài người chống chỗ, đứng ở phương đông tinh khung. Thật có ý tứ. Bất niệm thiên ánh mắt kỳ quái. Pháp tắc thân cướp nàng gặp qua rất nhiều, bực này tên vở kịch vẫn là đầu về nhìn. Một thế nguyệt thần chính xác bá đạo, ra sân liền dẫm diệt một tôn thần minh. Oanh! Kình thiên đạp đất quỷ môn quan, chấn áp tại táng tiên trong biển. Đứng ở trước cửa một thế nguyệt thần, tựa như địa ngục đến ma thần. Triệu Bân nắm chặt Long Uyên, tai kiếp trông được thấy Tú Nhi, có một loại rất linh cảm không lành. Đến! Vân Thương Tử một tiếng gào to. Lời còn chưa dứt, liền thấy chúng tiên vương nhìn về phương Tây. Lại một tôn pháp tắc thân hiển hóa, vẫn như cũ là nữ tử, sau lưng có một tòa nguy nga cung điện diễn hóa, trong điện có thể nghe lệ quỷ kêu rên, nghe các vị tiên vương đều run lên, kia mẹ nó là Diêm La Điện. Không sai, là hai thế nguyệt thần. Chớ nói chúng tiên vương, liền ở xa Niết Bàn cổ thành chế tài người, đều buông xuống đao khắc. Vĩnh hằng tiên thể trận này cướp. Có vẻ như so trong tưởng tượng càng thú vị, vừa đưa ra hai cái nguyệt thần. Lại chạy tới họp sao? Triệu Bân cầm kiếm tay, nắm càng chặt. Lại, vì cái gì nói lại, bởi vì cục diện này giống như đã từng quen biết. Ngày xưa cuồng anh kiệt độ động hư cướp là, nguyệt thần pháp tắc thân cũng là một tôn tiếp một tôn đến, tám tôn pháp tắc, nàng chiếm một nửa còn nhiều, bây giờ, hắn động hư cướp, có vẻ như cũng có cái này manh mối. Nói thực ra, hắn cũng không muốn tai kiếp trông được thấy Tú Nhi, cô nương kia Nhi rất hung hãn. Sợ cái gì đến cái gì, tam thế nguyệt thần thật sự lên sàn, tựa như ảo mộng bỉ ngạn hoa, phiêu đầy toàn cái táng tiên biển, cổ xưa xa xăm đạo âm, như một thiên dễ nghe tiên khúc,
vang vọng từ xưa đến nay. Oanh! Không đợi đám người thoảng qua thần, một đầu tiên lộ liền từ phương xa bày tới. Trên đó có một nữ tử, đạp trên tiên lộ mà đi, từng bước đều sinh liên hoa. Hoàng Tuyền Lộ, Triệu công tử hít sâu một hơi. Xem đi, Tú Nhi chính là chạy tới họp, đằng sau khẳng định còn có. Nếu không thế nào nói Nguyệt Thần Đồ Nhi, một đoán một cái chắc, bốn đời Nguyệt Thần về sau, đời thứ năm giáng lâm, vọng hương đài cổ xưa xa xăm, chiếu rọi lấy một vài bức hình tượng, diễn thành tang thương dị tượng. Ta bấm ngón tay tính toán, phía dưới là đời thứ sáu. Vân Thương Tử lời nói ung dung, lời nói có chút chắc chắn. Không chỉ hắn, Triệu Bân cùng chúng tiên vương cũng là như vậy cho rằng. Cửu thế Nguyệt Thần, từ đại đại tiểu nhân trình tự theo thứ tự ra sân thôi. Nhưng, phía sau giáng lâm một tôn pháp tắc thân, phủ định tất cả suy đoán. Cũng không phải là lục thế Nguyệt Thần, vẫn là xuyên phá áo bông vị kia, không ngờ hiển hóa. Có gan ngươi lại cho lão phu dẫm diệt. Hướng cái này nhìn chế tài người, dù chưa ngôn ngữ, nhưng thần thái đại biểu hết thảy. Thần minh mà, liền không nên có nhiều như vậy cái lòe loẹt ý nghĩ, bởi vì thật khả năng thành thật. Nói dẫm liền dẫm. Đời thứ sáu Nguyệt Thần giáng lâm. Chế tài người pháp tắc thân lại bị dẫm cái tan thành mây khói. Ở đây quần chúng tập thể kéo khóe miệng, cuối cùng là cái gì thiên kiếp, đây chính là thần minh pháp tắc thân na. Thế nào cái nói dẫm liền dẫm, mà lại, vẫn là cùng một tôn thần minh, bị liên tiếp dẫm hai hồi. Ta, tốt xấu là chế tài người. Chế tài người câu nói này, nói lời nói chân thành. Xong việc, hắn cái này còn lại chỉ có xấu hổ. Triệu Bân thì hít sâu một hơi. Không hổ là Tú Nhi a. Ra sân quả nhiên là giá trị tràn đầy, tiên giới chế tài người a. Chính là duy nhất một tôn không nhận áp chế thần minh, như vậy dẫm người ta thích hợp sao? Oanh! Cầu Nại Hà tùy theo hiển hóa, trên cầu đứng thẳng một tôn phong hoa tuyệt đại thần. Tôn thần này cùng lúc trước mấy vị kia, đều không thế nào đồng dạng, cái khác pháp tắc thân sau khi đi ra, cơ bản đều an tĩnh tĩnh đứng ở đó, thời hạn chưa tới, liền sẽ không mở công, sẽ không đi đánh Triệu Bân. Vị này ngược lại tốt, sau khi ra ngoài lại đứng ở trên cầu duỗi người. Triệu Bân nhìn hai mắt tròn trịa, cái này mẹ nó chính là có thần trí sao? Chúng tiên vương cũng là một mặt ngây ngốc, cửu thế Nguyệt Thần cũng quá quỷ dị. Mà mẹ nó, lại tới, Vân Thương Tử một tiếng gào to. Cái gọi là lại tới, là chỉ chế tài người pháp tắc thân, lại lần thứ ba hiển hóa. Chúng tiên vương chau mày, cùng một cái thần minh pháp tắc thân, trước cùng sau đúng là ba lần hiển hóa. Cái này cũng trong mắt phá vỡ thông thường, nhìn chung sử sách, cũng không bực này tiền lệ, là có cái gì cái ngụ ý sao? Một lần hai lần không còn ba. Chế tài người lại không tâm tình khắc tượng gỗ, đã đứng lên. Cái này pháp tắc thân lại bị dẫm diệt, hắn thật sẽ chửi mẹ. Ầm, tám thế Nguyệt Thần ầm vang hiện ra, sông vong xuyên tịch thiên quyển địa. Vừa đứng vững chế tài người pháp tắc thân, lại một lần nữa bị dẫm diệt. Chế tài người che ngực. Tâm cảnh bình thản như hắn, giờ phút này đều mặt mo đen kịt, từ hắn phong thần, vẫn là lần đầu như vậy xấu hổ, liền dẫm ba lần, mặt mo thế nào còn có chút không nhịn được đâu. Không để ngươi ra đi, ngươi nhất định phải ra tới. Vân Thương Tử lại nói, tàn hồn tại vĩnh hằng giới bay tới bay lui. Hắn tính nhìn ra, chế tài người pháp tắc thân là thật muốn ra tới đi bộ một chút, mà Nguyệt Thần pháp tắc, chính là không để hắn ra tới một lần dẫm diệt một lần. Nhìn ngươi nha ra mặt dày bao nhiêu. Nhưng còn có. Triệu Bân vòng nhìn xem bốn phương, trong tay Long Uyên nắm thật chặt. Đã tới tám tôn Nguyệt Thần pháp tắc, thứ chín thế có thể hay không cũng hiển hóa. Cái này, cũng là chúng tiên vương muốn hỏi, cửu thế Nguyệt Thần nếu là góp đủ, hình tượng nên rất đẹp mắt. Bọn hắn đều như vậy nghĩ, tất nhiên là như bọn hắn mong muốn. Thứ chín thế Nguyệt Thần thật sự đến, 18 tầng địa ngục rung động cửu tiêu. Cũng là trong chớp nhoáng này, hư vô thương miểu chợt thấy lôi đình, mới hiển hóa thứ chín thế Nguyệt Thần, cũng là cùng với cái này đạo lôi minh, chậm rãi tiêu tán, 18 tầng địa ngục dị tượng, cũng giống vậy biến mất. Quỷ dị, quá quỷ dị. Ở đây người bao quát Triệu Bân ở bên trong, đều là bực này tâm cảnh. Đến đều đến, thế nào còn đi đây, cửu thế khó được cùng đài A. Trời xanh lại nhúng tay. Cái này một lời, là chế tài giả thuyết. Hắn ngửa mặt nhìn Thương Miểu, đã có một loại nào đó cảm thấy, mới cái kia đạo lôi đình, tuyệt đối là trời xanh ý chí, không để thứ chín thế Nguyệt Thần hiển hóa, hoặc là nói, là ngăn cản chín cái Nguyệt Thần cùng nhau hiện thế. Cái này dọa người,
chỉ là một cái động hư cảnh thiên kiếp, lại trêu đến trời xanh nhúng tay. Hắn không phân rõ, trời xanh đến tột cùng là nhằm vào độ kiếp người, vẫn là nhằm vào cửu thế nguyệt thần. Nhữ, đến tột cùng cùng nguyệt thần ra sao quan hệ? Chế tài người lại nhìn táng tiên biển, tiếp cận chính là Triệu Bân. Pháp tắc thân cướp, nói trắng ra chính là một loại nhân quả kiếp số, phàm là hiển hóa kiếp trung pháp tắc thân, hoặc nhiều hoặc ít, không có chỗ nào mà không phải là cùng độ kiếp người có một chút nhân quả, tựa như hắn pháp tắc thân. Bây giờ, cửu thế nguyệt thần đến 8 cái, thứ 9 còn bị ngăn lại. Việc này thật không đơn giản, nếu không phải nhân quả quá sâu, vì sao lại có bực này cục diện? Oanh! Ầm ầm! Nhìn táng tiên biển, đã là sóng biển ngập trời. Cùng lúc thần minh, 8 tôn đứng ở trong đó, uy áp vô cùng kinh khủng, diễn dịch rất nhiều dị tượng, cũng nhiều hủy diệt ý tứ, các nàng đều không thần trí, lần này đại biểu là trời xanh ý chí. Ai là độ kiếp người, liền đại biểu trời xanh chu diệt ai? Bị vây vào giữa Triệu Bân, đã là toàn thân băng lãnh. Mặc dù còn chưa khai chiến, nhưng cũng sợ uy áp đã lồng mộ toàn thân, bừng tỉnh giống như vài tòa 8.000 trượng cự nhạc, đặt ở đầu vai của hắn, hắn vượt qua nhiều lần như vậy thiên kiếp, càng thuộc lần này nhất kiềm chế. Thủ vững đạo tâm, bất niệm thiên truyền âm một tiếng. Trận này cướp chiến trận quá lớn, lại đến 8 cái nguyệt thần. Kinh khủng như vậy kiếp số, Triệu Bân hắn chưa hẳn chống đỡ nổi. Triệu Bân không đáp lời nói, cưỡng ép đứng vững thân hình, nháy mắt chiến lực toàn bộ triển khai, nhà hắn Tú Nhi mạnh bao nhiêu, hắn trong lòng hiểu rõ, năm đó một cái nguyệt thần đều đem hắn đánh cái gần chết, vừa không nói đến là 8 cái. Oanh! Chân chính thiên kiếp, kéo ra màn che. Một thế nguyệt thần dẫn đầu mở công, vượt ngang Hạo Vũ, quỷ môn quan kình thiên đạp đất. Triệu Bân lúc này huy kiếm, nghênh trời vạch ra một đạo tinh hà. Một thế nguyệt thần tuy bị chém lui, nhưng quỷ môn quan lại là môn hộ mở rộng. Triệu công tử một bước không có thế nào đứng vững, tại chỗ bị nuốt vào, đây là hắn lần thứ nhất tiến quỷ môn, so trong tưởng tượng quỷ dị rất nhiều, lọt vào trong tầm mắt tối như mực một mảnh, có ác quỷ tung bay, có huyết hải tung hoành, càng có hủy diệt sấm sét, bừa bãi tàn phá bay múa, trừ đây, chính là ồn ào tiếng vang, không biết là lệ quỷ kêu rên, vẫn là đại đạo thiên âm. Mở! Triệu Bân trong lòng một quát, huy kiếm bổ ra hắc ám. Đối mặt, liền thấy hai thế nguyệt thần vượt qua tinh hà mà tới. Đây cũng là kẻ hung hãn, Diêm La Điện cái kia cô quạnh băng lãnh. Triệu công tử ngắm cũng chuẩn, trước một cái chớp mắt vừa thoát ra một thế nguyệt thần quỷ môn quan, cái này một giây, liền đâm đầu thẳng vào hai thế nguyệt thần Diêm La Điện, trong điện ngược lại là có ánh sáng, lại là thấu đầy âm trầm, cũng không biết ai tại tuyên án, thanh âm uy nghiêm cổ xưa, đếm kỹ một thế cuộc đời thiện và ác. Ngô! Triệu Bân rên lên một tiếng. Tâm thần suýt nữa sụp đổ. Hắn lại một lần bổ ra màn ngăn, nhảy ra Diêm La Điện. Trong điện có Khô Diệt Quang đuổi theo ra, thành một thanh cái thế thần kiếm, lại nhanh đến liền thuấn thân đều không tránh khỏi, tại chỗ bị gỡ một đầu cánh tay, lại miệng vết thương oanh có u quang, đều là thần minh sát ý. Oanh! Không đợi hắn thở một ngụm, Hoàng Tuyền Lộ liền hoành phô thiên khung. Là 4 đời nguyệt thần giết tới, đem Triệu công tử vây ở đầu kia. Tràn đầy trông gai cổ lộ trên, pháp tắc dây xích sen lẫn tung hoành, cùng với u lãnh ánh sáng, diễn xuất hủy thiên diệt địa lực lượng. Phốc! Triệu Bân tức thời đẫm máu, bị pháp tắc xích sắt khóa nguyên thần. Không đợi hắn tránh thoát trói buộc, liền thấy Hoàng Tuyền Lộ bị ngạn hoa mở, chính là tam thế nguyệt thần từ trên trời giáng xuống, dị tượng lại cùng Hoàng Tuyền Lộ dung hợp, có hoa không lá bị ngạn, tràn ngập vô tận ma lực. Cho ta, mở! Triệu công tử cắn chặt hàm răng. Tế thiên diệt nguyên thần kiếm. Khóa lại hắn thể phách pháp tắc xích sắt, tại chỗ bị đánh đoạn, liên đới vần quanh quanh người hắn bị ngạn hoa, cũng một đóa tiếp nối một đóa bị chấn diệt, hóa thành từng đạo hoa mi ánh sáng, tiêu tán không gặp. Đợi hắn thoát ra Hoàng Tuyền Lộ, đã máu me khắp người. Nhưng đây là kiếp, pháp tắc thân sẽ không cho thở dốc cơ hội. Năm thế nguyệt thần cùng lục thế nguyệt thần cùng nhau, giết tới, một cái vọng hương đài, một cái tam sinh thạch. Tại cùng một giây lát cự chiến, cũng là tại cùng một giây lát nở rộ thần quang, liên hợp quét ra một mảnh lực lượng hủy diệt. Triệu công tử thấy chi tâm sợ, một bước lên trời mà đi. Làm sao lực lượng hủy diệt khóa chặt, một kích đem hắn trúng đích. Này một kích đã diệt hắn nửa cái thân xác, liền cái này còn có hủy diệt còn sót lại, ngay cả trường sinh quyết tái sinh lực lượng, đều bị hóa giải không ít, nhìn bất niệm thiên sinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nguyệt thần pháp tắc lại kinh khủng như vậy. Đi Hoàng Tuyền Lộ,
sao có thể không lên cầu Nại Hà? Đứng ở trên cầu bảy thế nguyệt thần, chưa lại duỗi người. Nàng thần sắc chất phác trống rỗng, nghiễm nhiên như một tôn băng lãnh con rối. Cũng đúng, nàng giờ phút này đại biểu là trời xanh, lo liệu chính là am hiểu ý chí, tự nhiên không có linh tính, cũng không có khả năng lưu thủ, cách không một chỉ xuyên thủng Triệu Bân mi tâm, trọng thương Triệu Bân nguyên thần. Đừng ép ta bão nổi. Triệu Bân một tiếng mắng to, một chưởng chém nứt cầu Nại Hà. Xong việc, hắn liền bị cuốn vào sông Vong Xuyên, cũng không biết nước sông này là cái gì diễn hóa, cái kia quỷ dị phi thường, đọa thân trong sông, hắn liền đứng cũng không vững, không biết bị thôn tính tiêu diệt bao nhiêu khí huyết. Vĩnh Hằng Tiên Vực, mở. Triệu Bân tiếng quát âm vang, mở Vĩnh Hằng dị tượng. Mênh mông cổ xưa đại thế giới, hoàn toàn chính xác có đủ bá đạo, mạnh mẽ đè gãy sông Vong Xuyên, nhưng hắn Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng gặp tám thế nguyệt thần hủy diệt đả kích, đúng là bị một kiếm bổ diệt vạn vật, khủng bố vô song kiếm uy, tìm bản tố nguyên, đuổi tới Triệu Bân kia, máu tươi tại chỗ. Đúng lúc gặp hai thế nguyệt thần giết tới, cho nó bổ một trường. Nội tình hùng hậu Vĩnh Hằng máu tươi, hiểm tại chỗ bạo diệt. Triệu Bân kéo lấy tàn khu sông tiêu mà lên, nghênh trời một quyền đánh lui bốn đời nguyệt thần, lật tay lại là một kiếm, chém lui năm thế nguyệt thần, tam thế nguyệt thần công phạt hắn chưa ngăn lại, lồng ngực bị tại chỗ xuyên thủng. T. Vân Thương Tử nhìn hít khí lạnh, tàn hồn không ngừng run rẩy. Lúc này mới đợt thứ nhất công phạt, độ kiếp người đã tổn thương như vậy thảm thiết, sợ là một trận sinh tử đại kiếp, đối thủ quá cường hãn, Triệu Tử Long bất kỳ một cái nào lắc thần, đều có thể bị giết hết thành tro. Thủ vững đạo tâm, bất niệm thiên vẫn như cũ là lời này. Đỉnh phong tiên vương tâm cảnh như nàng, giờ phút này cũng không khỏi run sợ. Truyền thuyết nguyệt thần, so với nàng trong tưởng tượng càng mạnh, mà lại là tám cái đánh một cái, lấy Triệu Bân lực lượng, hiển nhiên chiến không được, nếu là không đến một trận đại niết bàn, hắn hôm nay nhất định táng ở trong thiên kiếp. Chớ chết mới tốt. Chúng tiên vương diện mục đều dữ tợn, đúng là đang lo lắng Triệu công tử. Kia hàng cũng không thể chết rồi. Hắn chết đi cái kia tìm Vĩnh Hằng huyết mạch. Phốc, huyết quang chợt hiện, Triệu Bân lại đẫm máu tinh không. Cần niết bàn. Đây là hắn suy nghĩ trong lòng. Sinh tử đại kiếp, không có niết bàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thu liễm tâm cảnh, tại chiến bên trong diễn hóa chính mình đạo, vô địch chiến ý thành một con rồng vần quanh, còn có đạo kinh chữ cổ, cũng là từng khỏa hiển hóa, với hắn quanh thân trái phải, sắp xếp tung hoành. Thật sinh huyền ảo chữ cổ. Bất niệm thiên trong lòng lẩm bẩm ngữ. Cùng là quần chúng các vị tiên vương, cũng đều từng cái nhắm lại hai mắt. Thời gian lâu dài, bọn hắn trong mắt đều lóe sáng tinh quang, cái kia hẳn là đạo kinh bên trong cất giấu chữ cổ, cũng chính là nói, tiểu tử kia ngộ qua đạo kinh, đạo gia vô thượng truyền thừa, hắn là từ đâu mà tới. Không ít tiên vương bên cạnh mắt, cách không nhìn nhìn bất niệm thiên. Bất niệm thiên không có gì tình cảm biến hóa, đây cũng không phải là nàng giáo. Nàng cũng thật bất ngờ, tiểu tử này cùng đạo gia còn có chút ít nguồn gốc. Nếu không phải quan hệ không tầm thường, như thế nào để hắn lĩnh hội đạo kinh, kia ảo diệu chữ cổ, đều là từng sợi đạo tắc lắng đọng ra tới. Oanh! Ầm ầm! Huyết sắc đại chiến càng lộ vẻ mãnh liệt, toàn bộ tinh hải đều đang run. Bị quần ẩu Triệu Bân, chính xác thảm để người không đành lòng nhìn thẳng, nhưng hắn tâm cảnh đã có chỗ lột xác, chiến chi đạo diễn hóa đến cực hạn. Vô địch chiến ý như lửa thiêu đốt, đã thành bất diệt tín niệm. Chiến! Hắn vừa hô chấn thương khung, đối mặt ác chiến tám tôn nguyệt thần. Pháp tắc thân đương nhiên không phải đóng, ra tay liền sát sinh đại thuật. Tinh hải chiến trường bởi đó xảy ra biến hóa, vô cùng hàm ý hướng ra ngoài lan tràn, mạnh như các vị tiên vương, đều bị đâm đến đạp đạp lui lại, lại nhìn vùng thế giới kia, đã bị liên miên tịch diệt vầng sáng lồng mộ, thấy không rõ độ kiếp người thân hình, chỉ thấy mơ hồ bóng người. Còn có bát đại nguyệt thần, cũng là mông lung, càng nhiều là đao mang kiếm quang trưởng ấn quyền ảnh, mỗi lần va chạm tinh hải đều lên sóng biển ngập trời. Thật mạnh nội tình. Tuyệt thiên lão tổ mi già nhíu chặt, bị độ kiếp người cả kinh không nhẹ. Cái khác chúng tiên vương tâm cảnh cũng kém không nhiều, đặc biệt là mặt trời lặn tiên vương, trong mắt có hàn mang bắn ra bốn phía, so sánh hơn 100 năm trước, tiểu tử này lại mạnh không ít, quỷ hiểu được bao nhiêu tạo hóa. Hắn, phải chết. Cái này, là chúng tiên vương thời khắc này suy nghĩ. Vĩnh Hằng một mạch rất bất phàm, như trưởng thành, từng cái đều tuyệt đại ngoan nhân, như thế một cái mầm tai vạ, tất nhiên là bóp chết trong trứng nước, tối nay chính là một cái cơ hội tốt, tỉnh ngày sau chảy máu cướp. Có phong thần chi tư.
đồng dạng đang quan chiến chế tài người, lời lẽ khuyên nhủ vuốt vuốt sợi râu. Cùng lúc có thể ác chiến tám tôn nguyệt thần người, năm nào thành tựu tuyệt đối không tầm thường. Phong. Cái này một chữ, là tám tôn nguyệt thần trăm miệng một lời. Dứt lời, táng tiên biển đúng là dâng lên một vòng trăng tròn, tung xuống chính là rảo khiết vô hạ ánh sáng, chớ nói Vân Thương Tử, liền chúng tiên vương đều thấy chi đô không dám nhìn thẳng, bởi vì trăng tròn sẽ bị họa loạn tâm cảnh, nhìn nhiều như vậy liếc mắt, liền cảm giác tâm thần muốn bị kéo vào vực sâu, vĩnh thế không được siêu sinh. Đây là một loại cổ xưa cấm pháp, từ tám tôn thần minh liên hợp thi triển. Triệu Bân kêu rên u ám, bị vây ở trăng tròn bên trong, khó mà chạy trốn ra ngoài. Tự đứng ngoài có thể rõ ràng trông thấy hình ảnh kia, người tại mặt trăng bên trong lung tung va chạm, nhưng chính là ra không được, chỉ từng sợi màu vàng máu, nhiễm tại trên ánh trăng, cho rảo khiết vô hạ thêm một vòng ảm đạm ánh sáng. Chống đỡ, Vân Thương Tử một tiếng gào to. Triệu Bân Từ không rảnh phản ứng hắn, bởi vì tình cảnh của hắn rất không ổn. Tám tôn nguyệt thần liên hợp tế ra mặt trăng, chính từng tấc hủy diệt hắn thể phách, lại là khó mà nghịch chuyển. Hắn dựa vào làm ngạo vạn pháp trường sinh quyết, giờ phút này lại thành bài trí, tái sinh lực lượng cũng vô hiệu. Bất niệm thiên gương mặt trắng bệch một điểm, đây là cái tử cục A. Nhìn Triệu Bân diệt vong thể phách, thời khắc đều có thể hóa thành cho. Đây chính là vĩnh hằng tiên thể thiên phạt sao, thập tử vô sinh kiếp số A. Như đổi lại là nàng, sợ là không đợi chúng thần tế mặt trăng, nàng đã bị đả diệt, ai có thể chống chọi tám tôn nguyệt thần vây công. Răng rắc, răng rắc. Trăng tròn bên trong bực này tiếng vang, liên tiếp chưa phát giác, nghe cực khiếp người. Độ kiếp người thể phách còn tại từng khúc hóa diệt, cái gì cái lực lượng đều ngăn không được. Triệu Bân con người huyết hồng một mảnh, sớm biết một trận chiến này không tốt đánh, cũng không biết Nguyệt Thần còn có cái này thần thông, tám tôn Nguyệt Thần liên hợp sang tháng sáng, là khác loại thứ 9 thế sao? Hoặc là thứ 10 thế? Cửu chuyển luân hồi. Đây là luân hồi lực lượng. Triệu Bân tại trong khốn cảnh có giác ngộ. Là luân hồi lực lượng tại hóa diệt hắn. Mỗi ngày nghĩ hắn nhà Tú Nhi, thời khắc mấu chốt cho hắn đến như vậy cái kinh hỉ lớn, bị luân hồi lồng mộ, hắn đã phân không rõ chân thực cùng hư ảo, chỉ biết khí lực của hắn, ngay tại trong luân hồi tàn lụi. Nhưng có giác ngộ, bát đại nguyệt thần lại nhẹ môi hé mở, vẫn như cũ là trăm miệng một lời. Các nàng đạm mạc trong trẻo lạnh lùng cùng cô quạnh, đều là uy nghiêm vô thượng. Ta tâm bất tử, thân ta bất diệt. Vẫn là một câu nói như vậy, Triệu Bân thời khắc đều nhớ. Hắn có một loại bất diệt chấp niệm, phải sống về cố hương. Phụ thân còn đang chờ hắn. Vợ con còn tại ngủ say. Hắn là mang theo sứ mệnh đến tiên giới, sao có thể ngã ở trên đường. Tâm cảnh của hắn lại biến, về nhà chấp niệm giống như cho hắn vô tận lực lượng, kia cửu chuyển luân hồi, cái kia đáng sợ luân hồi lực lượng, hủy hắn thân cùng hồn, lại là diệt không được đạo tâm của hắn. Cái này một cái chớp mắt, khí lực của hắn tái tạo. Cũng là cái này một cái chớp mắt, hắn hình thái biến. Nhìn mái tóc dài màu vàng óng kia, đúng là một tia từng sợi hóa thành huyết hồng, như mặt trời hai con ngươi, cũng dần dần rút đi quang huy, biến như giống như lỗ đen, mi tâm cũng khắc ra cổ xưa thần văn. Cực cảnh, các vị tiên vương đều một tiếng kinh dị, tự nhiên nhận ra loại kia hình thái. Kia là thế gian bá đạo nhất trạng thái, bất tử không thương tổn bất hủ bất diệt. Rất tốt. Một tiếng này nữ tử khẽ nói, tại từ nơi sâu xa vang lên. Dường như Nguyệt Thần đang nói, làm sao thế gian không một người nghe thấy. Oanh! Thương thiên một tiếng ầm ầm, chấn hoàn vũ đều rung chuyển. Là độ kiếp người nghịch thiên mở cực cảnh, chạm đến cấm kỵ. Chớ nói chín đại tiên vương, liền âm thầm chú ý nơi đây chế tài người, trong lòng cũng không khỏi một tiếng kinh dị. Hắn nhìn qua rất nhiều người độ kiếp, nhưng ở trong thiên kiếp mở cực cảnh. Hôm nay vẫn là đầu hẹn gặp lại. Là Nguyệt Thần quá bá đạo, vẫn là tiểu tử kia quá yêu nghiệt. Đỉnh lấy thiên kiếp mở cực cảnh, đây là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Triệu Bân còn bị vây ở trăng tròn bên trong, cực cảnh bất hủ bất diệt, đối kháng luân hồi mục nát hủy diệt, hai loại cực đoan lực lượng, ở trong cơ thể hắn diễn dịch, hắn tại hủy diệt bên trong lần lượt sống lại. Diệt, bát đại Nguyệt Thần nhẹ môi hé mở, cũng như trên thương tuyên án. Đáp lại các nàng. Thì là một đạo vang vọng hạo vũ long ngâm. Triệu Bân đúng là hóa thân thành rồng, kia là hắn chiến ý, đạo tâm, chấp niệm cùng cực cảnh kết hợp, một cái bá thiên tuyệt thần long bãi vĩ, đem kia rảo khiết vô hạ trăng tròn, đụng cái ầm vang vỡ nát, liên đới chấn giữ bốn phương tám tôn nguyệt thần,
cũng bởi vì lực lượng này bị Thật Hoành lật ra đi. Bá khí! Vân Thương Tử lại một tiếng gào to, có chút phấn khởi. Liền cực cảnh đều mở, trận này cướp đã có đường sống. Thật làm cho lão phu ngoài ý muốn. Hắc Uyên lão tổ hít sâu một hơi, trong tay sát kiếm tranh minh. Độ kiếp vị này quá mẹ nó yêu nghiệt, vậy mà đỉnh lấy thiên kiếp, mở kia bất tử bất diệt, nếu để cho hắn còn sống, năm nào hẳn là một đại họa bưng, hôm nay cơ hội vừa vặn, nhất định phải đem nó diệt. Cái này, cũng là chúng tiên vương ý nghĩ. Bóp chết yêu nghiệt tại cái nôi, mới là vương đạo. Giống, càng đục long ngâm, còn tại vang vọng. Hóa thân hình rồng triệu bân, thân rồng xoay quanh ép động càn khôn. Nhìn tám tôn nguyệt thần, thì bị đánh liên tục bại lui, cái gì cái quỷ môn quan, cái gì cái diêm la điện, cái gì cái sông vong xuyên, cái gì cái cầu nại hà, giờ phút này đều không dùng được, cũng đỡ không nổi hóa rồng người kia, phi phàm ngăn không được, pháp tắc thân còn liên tiếp diệt vong, tái tạo về sau vẫn như cũ không đáng chú ý. Có hậu bối thế này, lão phu lòng rất an ủi. Chế tài người cái này một lời nói chân thành. Không biết vì sao, thấy kia tám tôn nguyệt thần bị bạo trùy, tâm tình của hắn lại có một loại nói không nên lời chua thoải mái, lại để cho ngươi dẫm ta pháp tắc thân, còn mẹ nó dẫm ba lần, nhìn. Bây giờ gặp báo ứng đi. Nguyệt thần bản tôn như tại, không biết nên làm cảm tưởng gì. Chế tài người lại một tiếng nói thầm, liếc mắt nhìn tận tiên giới. Hắn chính là tiên giới chế tài người, là duy nhất một tôn không nhận áp chế thần minh. Chỉ cần hắn muốn nhìn, tìm người vẫn là rất dễ dàng. Lúng túng là, hắn cái này trước sau sau nhìn một vòng lớn, cũng không có nhìn thấy Nguyệt thần bản tôn. Nhưng hắn chắc chắn, Nguyệt thần là tại tiên giới. Chỉ có điều, cô nương kia nhi quá tà dị, không biết giấu đi đâu. Chế tài người làm được hắn phần này, cũng là rất xấu hổ. Giống, lại là một tiếng long ngâm, chấn táng tiên sóng biển đào vạn trượng. Lại là một cái thần long bãi vĩ. Một kích quét ngang tám tôn nguyệt thần. Một màn kia, là phá lệ rung động, chỉ tại bất niệm thiên xem ra, tuyệt đối đủ kinh dị, kia là nguyệt thần pháp tắc thân na. Truyền thuyết cùng thần thoại, bây giờ tám cái đánh một cái, đúng là bị quét ngang. Ổn. Vân Thương Tử tàn hồn không rung động, cực cảnh cho hắn cực lớn lòng tin. Bất tử bất diệt trạng thái, còn không tùy tiện tiểu tử kia sóng, vượt qua thiên kiếp. Cũng chỉ vấn đề thời gian. Hết lần này tới lần khác, có biến cho nên sinh ra. Cái gọi là biến cố, là chỉ tám tôn nguyệt thần, đúng là tai kiếp bên trong dung hợp. Cái này, bất niệm thiên nhìn thần sắc dữ tợn. Các vị tiên vương ánh mắt, cũng là có đủ kỳ quái. Đây là thiên kiếp A, kia là pháp tắc thân na. Thế nào còn có dung hợp nói chuyện, mà lại dung hợp sau nguyệt thần, biến dị thường cường đại, sau lưng dị tượng, cũng không biết là cái gì, mơ hồ có thể gặp quỷ cửa đóng. Mơ hồ có thể thấy cầu nại hà, nhưng hết thảy tất cả, cũng không bằng vầng trăng kia sáng rõ ràng, nó uy áp, là hủy thiên diệt địa mạnh. Lại dung hợp, Triệu Bân trong lòng một câu. Một màn này hắn từng gặp. Cuồng Anh Kiệt Độ động hư thiên kiếp lúc, cũng có nguyệt thần hợp nhất tên vở kịch. Chưa từng nghĩ, hắn cái này cũng muốn lên diễn một lần, mà lại là tám tôn hợp nhất. Siêu! Đám người nhìn chăm chú, tám thế hợp nhất nguyệt thần, từng bước một lên như diều gặp gió. Đợi đăng lâm cửu tiêu, nàng cũng thay đổi hình thái, lại hóa thân thành một con phượng hoàng, sau lưng có mặt trăng xen lẫn, quanh thân có từng sợi giống như ngầm hiện lực lượng xen lẫn, kia là trong truyền thuyết luân hồi lực lượng. Đến, Triệu Bân một chút không sợ, đối mặt giết tới đây. Nguyệt thần cường thế hơn, một cái phượng hoàng dương cánh, luân hồi lực lượng ngưng hóa tiên hà, suýt nữa đem Triệu Bân chém thành hai đoạn. Còn tốt, Triệu Bân tại cực cảnh trạng thái, có phải là bất diệt? Đứt gãy thân rồng, nháy mắt phục hồi như cũ. Giống. Bang bang. Long ngâm cùng với phượng hoàng kêu vang, vang đầy tứ hải bát hoang. Đáng sợ thiên kiếp, diễn biến thành rồng cùng phượng tranh hùng. Đại chiến tình cảnh, biến càng thêm to lớn. Càn khôn mất nhan sắc, hỗn hỗn độn độn bên trong, chỉ còn kia một rồng một gió, từ phương đông trời tiêu, chiến đến phương tây thiên khung, lại từ phương tây thiên khung, đánh tới phương bắc thương miểu, mỗi có một lần va chạm. Tất có hủy diệt vầng sáng lan tràn, nghiền tinh không sụp đổ, đáng tinh hải sóng biển lăn lộn. Nhìn chiến cuộc, một rồng một gió đúng là không phân sàn sàn nhau. Triệu Bân thân rồng, thời khắc tại hủy diệt. Nguyệt thần Phượng Hoàng, cũng là sụp đổ không ngừng. Hắn là bất tử bất diệt trạng thái, thân rồng tại tái tạo. Nàng chính là trời xanh ý chí,
bị đả diệt một lần liền khôi phục một lần. Bọn hắn tranh hùng, sợ là muốn đánh tới dài đằng đẵng mới tính xong. Có ý tứ. Chế tài người một tiếng thổn thức, trong mắt thần quang lấp lóe. Hắn tại khắc ấn hình tượng, bởi vì trận này thiên kiếp rất bất phàm. Xem kịch lúc, hắn vẫn không quên vòng nhìn tiên giới, còn tại Triệu Bân Nguyệt thần bản tôn. Đáng tiếc, vẫn là không có tìm được. Trên thực tế, Nguyệt thần bản tôn là ở, cũng chính cách vô tận tinh không, nhìn xem kia phiến tinh hải, nàng đồ nhi, lại một lần lột xác, lại thật nhìn chằm chằm vô vọng thiên phạt, mở cực cảnh. Thiên kiếp người cũng nhúng tay, quả thực không có phong độ. Nguyệt thần từng có một cái chớp mắt ngửa mắt, nhìn chính là mờ mịt hư vô. Chế tài người có thể nhìn ra trời xanh nhúng tay, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Nguyên nhân chính là có thể nhìn ra, nàng mới phá lệ khó chịu, nếu không phải trời xanh ngăn cản thứ 9 thế, ra tới chính là 9 cái pháp tắc thân, như thế, Triệu Bân lại mở cực cảnh, sẽ giúp nàng một đại ân. Ngươi là, trước làm hư quy củ. Cái này ung dung một câu, không biết ai lại nói. Có lẽ là tối tăm trời xanh, đang cảnh cáo Nguyệt thần, nhân tiên giới chế tài người pháp tắc thân, thật vất vả ra tới tản bộ một lần, người mẹ nó lại dẫm diệt người 3 lần, cho người ta chừa chút nhi mặt tốt ha. Hứ, Nguyệt thần xem thường, quay người liền đổi cái chỗ ngồi. Không đổi không được a, ai bảo người theo đuổi nàng quá nhiều, lại mỗi cái đều là thần minh, đều như dài mũi chó, nàng giấu cái kia đều có thể tìm được. Thái thượng, đừng chờ lão nương cửu thế hợp nhất. Bỏ chạy lúc, Nguyệt thần lại liếc mắt nhìn Thương Miểu hư vô. Chúng thần có thể tìm được hắn, âm thầm có người chỉ dẫn, cũng chính là cái gọi là thái thượng. Đợi thu mắt, nàng độn không còn hình bóng. Biến mất trước đó, hắn trả về nhìn một cái Triệu Bân. Nàng cũng nghĩ qua đến, nhưng nàng không thể, như chúng thần biết Triệu Bân chính là nàng đồ nhi, sẽ là một trận tử kiếp. Tú nhi. Triệu Bân một tiếng kêu gọi, đến nhiều không hiểu. Hắn có cảm giác Nguyệt thần trong bóng tối nhìn xem hắn. Bốn phương không có hồi âm, có chỉ là Nguyệt thần Phượng Hoàng hủy diệt công phạt. Sông cùng Phượng chiến, đánh đất trời tối tăm. Ông ánh táng thiên biển, bị náo thành hỗn loạn tưng bừng chi địa. Không ai sẽ nghĩ tới, vĩnh hằng tiên thể thiên kiếp, đúng là diễn đến bực này cục diện, không chỉ phá cấm kỵ, còn mở mấy cái khơi dòng, như tám tôn Nguyệt thần quỷ dị. Như thần linh pháp tắc bị dẫm diệt. Hắn phải chết. Lời này như ma chú đóng dấu, vang vọng tại chúng tiên vương trong đầu. Bọn hắn cảm nhận được uy hát yêu ta, độ kiếp người kia chính là uy hát yêu ta, này tinh hải treo một cái táng chữ, vậy liền đem một mạch nghịch thiên huyết thống, táng ở chỗ này, còn có bất niệm thiên, cũng nhất định phải giết hết. Đây không phải nói mạnh miệng. Bọn hắn thật có tư cách này. Triệu Bân khi độ kiếp, bọn hắn tuyệt không nhàn rỗi. Đều đã bí mật thi pháp, đã ở táng tiên trong biển, phải liệt rất nhiều sát trận, chỉ chờ thiên kiếp kết thúc kia một cái chớp mắt, sẽ ngay lập tức, chụt sát độ kiếp người, cho dù bất niệm thiên ở đây, cũng cứu không đi tên tiểu bối kia, nhưng đây là một cái tử cục. Hoàn toàn chính xác, bất niệm thiên bây giờ là có lòng mà không có sức. Xuyên bởi vì biến cố quá nhiều, đã siêu nàng trưởng khống. Giống, bang bang, cùng với gào thét cùng kêu vang. Rồng cùng Phượng lại từ phương Đông Thiên khung đánh trở về. Chiến cuộc vẫn như cũ bất phân cao thấp, chỉ vì nhất định thời hạn bên trong, hai người đều là bất tử bất diệt trạng thái, Triệu Bân bắt không được Nguyệt thần Phượng Hoàng, tám thế hợp nhất Nguyệt thần, từ cũng bắt không được thần Long Triệu Bân. Nhìn, ta để ngươi nhìn. Triệu Bân trong lòng lạnh quát, đánh lấy liền thẳng đến chúng tiên vương. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn, chúng tiên vương liếc mắt thấy rõ, đều lộ một vòng cười lạnh. Đều đang phi thân sau đột, còn muốn dùng thiên kiếp hố bọn ta. Sợ là nghĩ quá tốt đẹp, ta chờ, là mang theo đầu óc. Triệu Bân cũng mặc kệ cái này kia, đỉnh lấy thiên kiếp liều mạng truy sát. Chúng tiên vương lại cười lạnh, từng cái đều thoát ra táng tiên biển. Không có táng tiên biển trói buộc, tu vi của bọn hắn cảnh giới từ cũng không nhận áp chế, lại trở lại đỉnh phong, đây chính là bọn hắn ỷ vào, có gan liền đuổi theo ra đến, bất kỳ cái gì một người đều có thể đem ngươi dây. Triệu Bân thông suốt định thân, lại lui về táng tiên biển. Chỉ có thiên kiếp bực này đại sát khí, hắn lại là không thể đi ra ngoài. Chính như chúng tiên vương suy nghĩ, hắn dám can đảm bước ra táng tiên biển một bước, tiếp theo một cái chớp mắt chính là lôi đình tuyệt sát, đáng tiếc táng tiên biển không có kết giới màn ngăn, không phải, hắn sẽ đường đường chính chính thu thập một phen. An tâm độ kiếp, bất niệm thiên lại truyền tới lời nói,
cũng không muốn Triệu Bân bởi vì chúng tiên vương mà phân thần. Triệu Bân thu suy nghĩ, chuyên tâm ác chiến Nguyệt Thần Phượng Hoàng, từng một trận đánh Nguyệt Thần pháp tắc thân sụp đổ, nhưng cũng chỉ là sụp đổ, hắn có cực cảnh bất tử bất diệt, Nguyệt Thần Phượng Hoàng cũng là đồng dạng trạng thái. Thiên kiếp mà, trời xanh ý chí mà. Tại định giá thời hạn bên trong, pháp tắc thân là bất diệt. Đương nhiên, tiên giới chế tài người pháp tắc thân là một cái ngoại lệ, hắn là bị Nguyệt Thần sinh sôi dẫm diệt, không tại độ kiếp người phạm trù, quỷ hiểu được vì sao sẽ có cục diện này, làm không tốt trời xanh chưa tỉnh ngủ. Ông! Đột nhiên một tiếng oanh minh, tinh không lại sập nửa bầu trời. Là Nguyệt Thần Phượng Hoàng dương cánh, quét ra óng ánh khắp nơi tiên quang, chính là hàng thật giá thật luân hồi lực lượng, quả thực là đem Triệu Bân hóa thành một đống xương khô, mỗi một cắt xương cốt đều in hủy diệt lực lượng. Cực cảnh không phải bài trí, cưỡng ép khôi phục Triệu Bân thể phách. Xương khô tại mục nát bên trong hóa thần kỳ, Triệu công tử đằng thiên mà tới. Triệu Nguyệt Thần một kích, làm đồ nhi nào có không trả về đi đạo lý, mạnh mẽ thân rồng, từ mờ mịt hư vô xoay quanh mà xuống, mỗi một khối vảy rồng đều nở rộ rực rỡ quang huy, cô động thành tiên kiếm, chặt đứt Nguyệt Thần cánh phượng, bổ diệt nàng phượng thân, mạnh mẽ đánh lung tung lộn xộn. Bang bang! Phượng Hoàng kêu vang vang lên theo, Nguyệt Thần lại dục hỏa trùng sinh. Long Phong lại nhấc lên ngập trời đại chiến, tinh hải lại lắc lư không chịu nổi. Tốt huyền ảo lực lượng! Triệu Bân không chỉ ở chiến, còn tại chiến bên trong lĩnh hội. Nguyệt Thần cửu chuyển luân hồi, lại vì hắn mở ra một mảnh khác trời, để hắn đối đạo mênh mông, không khỏi nghiêm nghị kinh sợ, đạo không có tận cùng, luân hồi cũng chỉ ở giữa một loại, lại đều như vậy đoạt thiên tạo hóa. Chỉ mong thời gian lâu dài một chút. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, chỉ hắn chính mình nghe thấy. Trận này cướp là cơ duyên, kiếp trung Nguyệt Thần chính là tạo hóa, Nguyệt Thần Phượng Hoàng nhiều tồn tại như vậy một giây. Hắn liền nhiều một giây lĩnh hội, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể ngộ ra luân hồi chi đạo. Làm sao, không như mong muốn. Không biết cái nào nháy mắt, Nguyệt Thần Phượng Hoàng ảm đạm một điểm. Mà Nguyệt Thần Phượng Hoàng công phạt, cũng theo đó ít đi một phần hủy diệt, rất có trở về hình người tư thế. Cái này liền chứng minh, pháp tắc thân cướp đã thịnh cực chuyển suy, đang từ từ hướng phía kết thúc chậm rãi diễn dịch. Nguyệt Thần Phượng Hoàng tại suy bại, Triệu Bân trạng thái cũng có biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cực cảnh bất diệt tại tán loạn. Chúng tiên vương nhìn mắt tránh tinh quang, cũng đều bước vào táng tiên biển, đứng ở tinh hải biên giới, thời khắc chuẩn bị công phạt, thiên kiếp sắp kết thúc, bọn hắn chuẩn bị tốt vở kịch, liền phải leo lên sân khấu. Cong! Bất Niệm Thiên cũng tế tiên kiếm, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Trận này tử cục vẫn là có đường sống, chỉ tại cái này táng tiên biển, nàng không còn là một mình phấn chiến, đều bị lấy trói buộc. Bị áp chế tu vi, động hư cảnh Triệu Bân cũng là có lực đánh một trận. Oanh! Đám người nhìn chăm chú, Nguyệt Thần Phượng Hoàng sụp đổ. Nó từ thương miểu rơi xuống, tại ngã xuống đến trên đường, trở về hình người, lại tám tôn Nguyệt Thần tách rời, hư ảo mông lung bóng hình xinh đẹp, đều có luân hồi quanh quẩn, nhưng nó tia sáng lại so lúc trước càng ảm đạm. Sau đó chính là Triệu Bân, to lớn thân rồng cũng nổ diệt. Hắn cũng trở về hình người. Chính là một bộ đẫm máu thân thể, chỉ vì cực cảnh trạng thái đã tiêu tán, lại không kia bất tử bất diệt, chỉ dựa vào trường sinh quyết, thời gian ngắn không cách nào khép lại thiên kiếp vết thương. Oanh động táng tiên biển, cuối cùng là rơi vào bình tĩnh. Tám tôn Nguyệt Thần chưa lại công phạt, nhanh nhẹn đứng ở bát phương. Bị vây quanh ở chính giữa Triệu công tử, thì thân hình lảo đảo, một trận chiến này đánh quá mẹ nó thảm thiết, cực cảnh đều bị đánh tan, như lại làm một trận. Tám tôn Nguyệt Thần thật có thể đem hắn đánh thành cho bụi. Trong truyền thuyết kinh diễm nhất nữ thần minh, cuối cùng là quay người dần dần từng bước đi đến. Các nàng trước khi đi đều từng có một cái chớp mắt ngoái nhìn, đối Triệu Bân chừng mắt nhìn. Triệu Bân nhìn tâm thần hoảng hốt, không biết chân thực vẫn là ảo giác, tổng cảm giác cái này tám tôn Nguyệt Thần pháp tắc thân, đều cất giấu một vòng cổ xưa thần trí, chỉ ở thiên kiếp kết thúc lúc mới có thể chân chính hiển lộ ra. Đợi hắn thoảng qua thần. Tám tôn Nguyệt Thần đã dần dần từng bước đi đến. Các nàng như từ trong mộng đến, bây giờ cũng như mộng huyễn rời đi. Cùng với pháp tắc từng tôn tiêu vong, động hư cướp mới chính thức kết thúc. Cho ta chu diệt. Bình tĩnh chẳng qua một hai giây lát, liền nghe quát to một tiếng. Là mặt trời lặn tiên vương, cái thứ nhất khôi phục chu sát đại trận. Cái khác tiên vương cũng như thế, từng tòa đại trận nghênh trời hiển hóa. Diệt ta. Triệu Bân một tiếng lạnh quát. Độn hướng vĩnh hằng giới. Xong việc,
chính là đoàn một thanh âm vang lên, hắn không thể trốn vào vĩnh hằng giới, ngược lại như gặp trở ngại, đụng cái đầu rơi máu chảy, chỉ vì vĩnh hằng giới khép kín, hoặc là nói nhiều một tầng màn ngăn. Cái gọi là màn ngăn, là chỉ luân về lực lượng. Kia là thiên kiếp còn sót lại, khóa hắn vĩnh hằng giới. Vĩnh hằng giới bị khóa không quan trọng, Triệu công tử gặp trở ngại cũng không sao, nhưng các vị tiên vương sát trận, liền rất đáng sợ, còn chưa đứng vững Triệu công tử, tại chỗ bị ánh đao kiếm mang bao phủ trong đó. Đại La Càn Khôn, Bất Niệm Thiên một tiếng khẽ nói, sớm đã một tay thành ấn quyết. Đây là một loại không gian dịch chuyển pháp, muốn đem Triệu Bân chuyển ra tới. Làm ta là bài trí. Mặt trời lặn tiên vương một tiếng nhe răng cười, cũng là một tay bấm niệm pháp quyết. Sớm biết Bất Niệm Thiên đến một màn như thế, hắn đã sớm chuẩn bị, dùng cũng là một loại không gian loại bí thuật, cưỡng ép điên đảo càn khôn, thậm chí Bất Niệm Thiên Đại La Càn Khôn, trong khoảnh khắc mất năng lực. Còn có lão phu, Khô Diệt Tiên Vương như một đạo quỷ mị, hiển hóa tại Bất Niệm Thiên sau lưng. Bất Niệm Thiên xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, muốn bỏ chạy, làm sao chậm một bước, Khô Diệt Tiên Vương hủy diệt một chỉ, đã xem nàng một mực khóa chặt. Dễ như trở bàn tay một kích, nháy mắt xuyên thủng nàng tử phủ. Thật có lỗi, hai tử bệnh, lâm thời đi bệnh viện, hôm nay một chương. Phốc, Bất Niệm Thiên tử phủ bị phá, huyết quang biểu lộ ra khá là đỏ bừng. Mà sát trận bên trong màu vàng huyết hoa, cũng là cực kỳ óng ánh. Là Triệu công tử đẫm máu, không thể trốn vào vĩnh hằng giới, không thể bị rời đi, tất nhiên là chịu cái nguyên bộ, kia từng tòa kinh khủng chu sát trận. Đem hắn nhuốm máu thân thể, đánh cái không gặp người hình. Còn tốt, hắn nội tình căn cơ đầy đủ hùng hậu. Chu sát trận tuy nhiều, lại không có thể đem hắn giết hết. Chúng tiên vương nhìn hít khí lạnh, con hàng này thuộc tiểu cường sao. Bị thiên kiếp tổn thương chỉ còn nửa cái mạng, đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ chịu nhiều như vậy chu sát trận, đúng là không thể diệt hắn. Người mẹ nó, Triệu công tử một tiếng này thầm mắng, không khỏi ho mấy ngụm máu. Là hắn đánh giá thấp trận này thiên kiếp, cũng là đánh giá thấp luân hồi lực lượng, vĩnh hằng giới bị khóa chết, hắn trước đó lại không có chút nào phát giác, nếu sớm biết không gian phong cấm, đồ đần mới phải đứng ở kia bị sát trận chào hỏi. Siêu! Bất Niệm Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Triệu Bân bên cạnh thân. Nàng thương tích quá nặng quá khốc liệt, rơi xuống lúc một bước không có đứng vững, suýt nữa một đầu cắm nhập tinh hải, có thể gặp nàng dưới bụng cái kia dày đặc lỗ máu. Là bị Khô Diệt Tiên Vương tổn thương, phá diệt nàng tử phủ, có tiên lực tán loạn mà ra, dù là vạn pháp trường sinh quyết, đều không thể đem tử phủ khép lại. Là Khô Diệt Tiên Vương quá ác, tế ra một kích cũng là rất có tính nhắm vào. Đại La Tiên Tông trường sinh quyết dù huyền ảo, nhưng cũng không phải không có khắc chế chi pháp. Mà hắn lúc trước một chỉ, chính là Khô Diệt phá hư cùng phong cấm, là nhằm vào trường sinh quyết bí thuật, muốn nặng hơn nữa tố ra tử phủ, ít nhất phải 3 ngày. Hơn nữa còn phải là toàn đỉnh phong trạng thái. Thu. Bất Niệm Thiên nhẹ phẩy tay, muốn đem Triệu Bân lấy đi. Làm sao tử phủ đã vỡ tan, tiểu thế giới thành bài trí. Thu. Chuyện giống vậy Triệu Bân cũng tại làm, muốn đem Bất Niệm Thiên thu nhập tử phủ. Nhưng, hắn tử phủ cũng như vĩnh hằng giới, bị thiên kiếp còn sót lại luân hồi lực lượng, cho triệt để phong tỏa, cũng thành bài trí, chứ nói thu cái người sống đi vào. Giờ phút này liền một khối tiên thạch đều không bỏ ra nổi. Oanh, ầm. Bốn phương tám hướng đều có oanh minh, là 8 tôn đỉnh phong tiên vương giáng lâm. Bọn hắn cười hung tàn, nhìn Triệu Bân cùng Bất Niệm Thiên ánh mắt, tựa như ác lang nhìn chằm chằm một tảng mỡ dày, biến cố về sau đợi lâu như vậy, cuối cùng là chờ đến cái này thao thiết thịnh yến, phải thật tốt hưởng dụng. Tiền bối, liên lụy ngươi, Triệu Bân miễn cưỡng đứng vững. Chớ nói ngốc lời nói. Bất Niệm Thiên thì cưỡng ép điều động tiên lực. Còn muốn làm vô vị dẫy dụa, mặt trời lặn tiên vương hí ngược cười một tiếng. Muốn chiến vậy liền tới. Bản tôn như ngươi mong muốn. Mặt trời lặn tiên vương là cái thực sự người, nói đến hắn liền đến. Gặp hắn một trưởng vỗ đến, lòng bàn tay có mặt trời nở rộ tia sáng. Bọn chuột nhắt, Triệu Bân quát một tiếng âm vang, tiếc trời một quyền ra tay bá đạo. Trưởng ấn cùng quyền ảnh va chạm. Không gian bởi đó lôi điện xé rách. Nhìn đấu chiến đôi bên, Triệu Bân sừng sững không động, ngược lại là mặt trời lặn tiên vương, lại đạp đạp lui 3-5 bước, lòng bàn tay mặt trời băng diệt, xương bàn tay cũng đã nổ nát vụn, có từng sợi màu bạc máu tươi thuận tay chảy ngang. Còn có mạnh như vậy chiến lực, cái khác tiên vương đều kinh hãi. Kinh ngạc nhất vẫn là mặt trời lặn tiên vương, mặt mo cái kia một mảnh nóng bỏng.
hắn là đỉnh phong tiên vương, cho dù là tại táng tiên biển áp chế tu vi, cũng thay đổi không được sự thật này, đối đầu một cái nỏ mạnh hết đà động hư cảnh, đúng là bị một quyền đánh lui, quả thực mất mặt. Giết! Mặt trời lặn tiên vương thẹn quá hóa giận, chiến lực dây lát bên trên đỉnh phong. Vẫn là một vành mặt trời, từ phía sau hắn từ từ bay lên, vạn đạo tia sáng nở rộ, như kiếm ánh sáng, khóa chặt Triệu Bân cùng Bất Niệm Thiên, tranh minh chói tai kiếm ngân vang, làm cho tâm thần người ngăn không được đau đớn. Tới! Triệu Bân mở vĩnh hằng trời ngự, đối mặt công giết tới đây. Như kiếm ánh mặt trời, đánh cho trời ngự cái kia hỏa hoa bắn ra bốn phía. Phách thiên trảm! Triệu Bân huy kiếm lăng thiên, mười màu vàng trượng kiếm mang bỗng hiện. Mặt trời lặn tiên vương rên lên một tiếng, bị chém một bước lảo đảo. Giờ phút này không lên, chờ đến khi nào? Mặt trời lặn tiên vương nổi giận, đầy dẫy dày đặc huyết quang. Không cần hắn nói nhảm, cái khác tiên vương cũng đã đánh lén mà đến, Kim Luân Pháp Vương, Khô Diệt Tiên Vương, Xích Quỷ Lão Đạo cùng Hắc Huyên Lão Tổ, cùng nhau công hướng Bất Niệm Thiên, còn lại bốn vị thì vây công Triệu Bân. Huyết sắc đại chiến lại lên. Tinh hải lại sóng cả vạn trượng. Hai cái bốn đánh một chiến trường, được đầy huyết quang, phần lớn là Triệu Bân cùng Bất Niệm Thiên máu tươi, bị riêng phần mình đối thủ đè lên đánh, một lần lại một lần đẫm máu tinh không, mấy lần hiểm chôn thây tinh hải sóng lớn bên trong. Cùng cấp bậc đối chiến, thực lực bọn hắn không tầm thường. Đặc biệt là Triệu công tử, có vượt cấp đánh nhau tư bản. Làm sao trải qua một trận thiên kiếp, hắn đã tổn thương cảnh hoàng tàn khắp nơi. Có thể sử dụng chiến lực quả thực có hạn, từ đánh không lại chúng tiên vương vây công, Bất Niệm Thiên tình trạng cơ bản không sai biệt lắm, thương tích quá nặng. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Vĩnh hằng giới bên trong, Vân Thương Tử gấp trên nhảy dưới tránh. Không gian tùy thân bị luân hồi lực lượng phong tỏa, Triệu công tử vào không được, hắn cái này từ cũng ra không được, chỉ có thể ở đây làm quần chúng, mỗi thấy Triệu Bân cùng Bất Niệm Thiên đẫm máu một lần, hắn tàn hồn liền sẽ run rẩy một lần. Diệt! Bát cực thiên quân tiếng quát chấn thiên, tế một hơi màu vàng tiên đao. Tiên đao cực bất phàm, có thể tự hành thổ nạp tiên lực, rủ xuống tràn đao khí, bừng tỉnh giống như thành một mảnh thác nước, nghiền không gian nổ nát vụn, tuyệt diệt lực lượng bay múa, liền tinh hải chi quang đều bởi đó ảm đạm. Siêu! Triệu Bân trèo lên đi cửu tiêu, né qua bát cực tuyệt sát, huy kiếm đánh bay tiên đao. Đối mặt, liền thấy âm ma chân tiên đánh giết mà đến, càn quét một mảnh sát khí hải dương. Triệu Bân một bước không đi tốt, tại chỗ bị sát khí bao phủ, kinh khủng âm ma lực lượng tiềm ẩn sát khí bên trong, thông qua vết thương của hắn chui vào thể phách, tùy ý làm loạn, không biết đoạn mất hắn bao nhiêu gân mạch. Phá! Triệu Bân cưỡng ép xé rách sát khí hải dương, như dao long vọt người mà ra. Không đợi hắn đứng vững, Tuyệt Thiên Lão Đạo tựa như một con u linh giáng lâm, một trường đem nó vung mạnh lật, sau đến mặt trời lặn tiên vương nhất là tàn nhẫn. Tế một vành mặt trời, chiếu diệt Triệu Bân nửa cái thân xác. Chiến! Triệu Bân lôi thần giận cùng nguyên thần cộng minh, vừa hô phá thương khung. Vẫn là mặt trời lặn tiên vương, mới diễn hóa xuất một vành mặt trời, tại chỗ bị chấn cái bạo diệt, Triệu công tử thấy khe hở cắm châm, rất tự giác cho nó bổ sung một kiếm, suýt nữa đem nó chém thành hai đoạn, vì thế hắn cũng trả giá bằng máu, chịu âm ma chân tiên một chỉ, nguyên thần bị xuyên thủng. Còn không đền tội. Bát cực thiên quân một câu cô quạnh, trong cơ thể có một vệt kim quang vọt lên tận trời. Kia là một vòng màu vàng tiểu bảo tháp, khảm nạm lấy từng khỏa sáng như tuyết linh châu, tại vù vù về sau, biến như núi khổng lồ, khí thế cái kia rộng rãi bàng bạc, lăng thiên đem Triệu Bân ép vào trong đó. Phong! Bát cực thiên quân nhàn nhạt một câu, một tay bóp ấn quyết. Dứt lời, liền thấy kim sắc bảo tháp bên trên khắc ra một cái phong chữ. Phía sau Tuyệt Thiên Lão Đạo thì ném ra ngoài bốn cây chiến kỳ, cắm ở bảo tháp bốn phương tám hướng, là vì ra chỉ bảo tháp phong ấn, mặt trời lặn tiên vương cũng không nhàn rỗi, diễn hóa mặt trời treo tại trên bảo tháp không, âm ma chân tiên thì miệng phun một sợi màu đen khí, hóa thành một đầu ô long, còn quấn bảo tháp xoay quanh. Chu tiên quyết, vạn kiếm quy nhất, tiếc trời quyền, Triệu Bân liên tiếp ra tay, mãnh liệt oanh kích lấy bảo tháp. Nhưng cái đồ chơi này rất cứng rắn, sửng sốt không thể oanh mở. Không những không có oanh mở, ngược lại khí lực của hắn, bị trong tháp một cỗ lực lượng thần bí, đánh cho máu xương bay tứ tung, còn sót lại khí huyết cũng tan tác không ít. Triệu Bân, Bất Niệm Thiên thấy chi, muốn giết tới cứu viện. Làm ta là bài trí, tứ đại tiên vương liên thủ đem nó ngăn lại. Lại là một mảnh đỏ bừng huyết quang, giết Bất Niệm Thiên có lòng mà không có sức.
Trên thực tế, Triệu công tử cũng không cần nàng cứu, tiểu tử kia thủ đoạn nhiều nữa đâu. Oanh! Cùng với một tiếng sấm rền, hư vô phía trên sấm sét bay múa. Chúng tiên vương vô ý thức ngửa đầu, cũng là cùng một giây lát hai mắt nhắm lại, cái này lôi điện đến nhiều là không hiểu, chính yếu nhất chính là, kia rõ ràng không phải thiên kiếp, lại vẫn cứ tiềm ẩn thiên kiếp hủy diệt sức mạnh. Không đúng, là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, Bát Cực Thiên Quân nháy mắt thấy rõ. Nhưng cái này lôi điện, ở đâu ra thiên uy? Chúng tiên vương một đầu dấu chấm hỏi. Chớ nói mấy người bọn hắn, liền Bất Niệm Thiên cũng kinh dị, lôi bên trong vì sao tiềm ẩn thiên uy? Thiên phạt, lôi đình kiếm, bị vây ở bảo tháp bên trong Triệu Bân, tiếng quát cùng lôi đình hôm sau hô ứng, đầy trời sấm sét tùy theo ngưng tụ, tụ thành một thanh lôi đình chi kiếm, từ thiên khung thẳng tắp rơi xuống. Răng rắc, phòng ấn bảo tháp tại chỗ vỡ vụn, tứ đại tiên vương đều bị đẩy lui. Triệu Bân thì kéo lấy máu xối thân thể, như một vệt kim quang xuyên thẳng thiên vũ, huy kiếm chỉ phía xa Thương Miểu, dẫn động đầy trời lôi đình, hắn đúng như một tôn lôi đình. Toàn thân trên dưới đều là lôi điện xé rách. Vượt qua một trận động hư kiếp, lôi giữa bầu trời uy càng mạnh. Nhìn từ đằng xa, không biết thật sự cho rằng là thiên kiếp. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân lại hét to, huy kiếm chỉ phía xa phía dưới. Lôi điện như mưa vùng vãi tinh hải, liền đới vây công Bất Niệm Thiên tứ đại tiên vương cũng cùng nhau chiếu cố, trong lúc đó có sấm sét hóa thành lôi đình kỳ lân, đầy trời mừng rỡ, đúng như ảo thuật. Giết tới. Hợp lực chu diệt. Tứ đại tiên vương nghiến răng nghiến lợi, mở thủ hộ chi pháp bước lên trời. Chân chính thiên kiếp bọn hắn đều có thể đi ngạnh kháng, tất nhiên là không sợ bực này lôi đình. Điểm ấy, Triệu Bân tất nhiên là minh bạch. Tung minh bạch, hắn cũng chiếu bổ không lầm. Vô luận là hắn hay là Bất Niệm Thiên, giờ phút này cần đều là thời gian thở dốc, để khôi phục thương thế, lấy lôi điện kiểm chế bát đại tiên vương. Không thể thích hợp hơn, chưa chừng còn có thể thừa dịp loạn thoát ra đi. Đang khi nói chuyện, tứ đại tiên vương đã công sát đi lên. Triệu Bân có phần hiểu chuyện, tại chỗ mở quang minh chi thân. Quang minh cùng lôi điện tương dung, mỗi đạo lôi đều tia sáng bắn ra bốn phía. Tiếng rên rỉ nhất thời, ở đây trừ Bất Niệm Thiên, có một cái tính một cái đều bị lắc hai mắt đen kịt, chủ yếu là không có phòng bị, thủ hộ chi pháp không phòng được quang minh, lúc này mới bị đánh trở tay không kịp. Hắc ám một cái chớp mắt. Đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Triệu Bân một kiếm quét ngang bát hoang, đem bốn tôn tiên vương chém xuống thiên khung. Bất Niệm Thiên cũng không bỏ qua cái này cơ hội tốt, đồng dạng lật tung chúng tiên vương. Nàng lại một bước lên trời, đi vào Triệu Bân bên cạnh thân, một tay đặt ở Triệu Bân trên bờ vai, thi một loại cấm kỵ chi pháp, cũng hoặc là nói là không gian chi pháp, mang theo Triệu Bân nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu? Hai mắt thành thanh minh chúng tiên vương, đều là đưa tay năm ngón tay chỉ lên trời. Không gian chi pháp mà, bọn hắn cũng thông hiểu, làm sao bọn hắn chậm nửa nhịp, chưa thể đem hai người ngăn lại, đợi đuổi theo ra táng tiên biển, đã không gặp hai người bóng dáng, quỷ hiểu được vượt qua đến cái kia phiến tinh không. Đáng chết, đám người diện mục đều dày đặc, dữ tợn như địa ngục ác quỷ. Đây chính là cái tình thế chắc chắn phải chết, đúng là làm cho đối phương trốn. Mặt trời lặn tiên vương lấy truyền âm thạch, diễn thiên. Ta muốn hắn vị trí chính xác. Thù lao đâu, truyền âm trong đá có ung dung lời nói vang lên, chính là diễn thiên lão đạo. Từ nhỏ không được ngươi. Không dám. Có thể lần nữa lưu cho ta nói, cho mọi người bổ sung. Đây là hoàn toàn yên tĩnh tinh không. Có một viên tĩnh mịch sao trời lẻ loi trơ trọi treo tại kia. Nhưng, yên lặng của nơi này, lại bởi vì một tiếng oanh minh bị đánh vỡ. Chính là hai viên thiên thạch, từ cách xa tinh tế, nhập vào tĩnh mịch cổ tinh, kia là Triệu Bân cùng Bất Niệm Thiên, bởi vì Bất Niệm Thiên thương tích quá nặng, hoành thậm chí độ không gian xảy ra sai sót, mới ngã xuống nơi đây. Tiền bối. Triệu Bân chật vật bò lên, lay động lắc chạy về phía một phương. Bất Niệm Thiên đã hôn mê, bị vùi lấp tại trong đá vụn, đợi hắn gỡ ra từng khối đá vụn, đập vào mi mắt chính là đẫm máu một màn, trời mới biết vọng động không gian cấm pháp, nàng trả ra đại giới. Là bực nào thảm thiết, không chỉ thọ nguyên bị tổn hại, lần này còn rơi xuống đỉnh phong tu vi. Nhìn nàng tử phủ, vẫn là triệt để phong cấm. Nhìn nàng bản nguyên, cũng đang chậm rãi sói mòn. Nàng tựa như một đóa hoa, chính đón gió thu tàn lụi. Đi mau! Vĩnh Hằng Giới, Vân Thương Tử bận bịu hoàng nhắc nhở. Chạy ra táng tiên biển, không có nghĩa là đã chạy ra tử cục, đối phương có thể tìm được bọn hắn lần thứ nhất.
tư cũng có thể tìm được lần thứ hai, có Diễn Thiên một mạch trong bóng tối hỗ trợ, khóa chặt vị trí chỉ vấn đề thời gian. Triệu Bân cõng lên Bất Niệm Thiên, một đường đi lung la lung lay. Bất Niệm Thiên tổn thương dị thường thảm trọng, hắn không phải là không như thế. Mỗi khi gặp giờ phút này, hắn đều vô cùng cảm kích Nguyệt Thần. Nếu không phải Tú Nhi dạy hắn nền vững chắc nền móng góp nhặt nội tình, hắn đã sớm đổ trong năm tháng. Răng rác, răng rác. Triệu Bân trong cơ thể xương cốt va chạm thanh âm, một đường cũng không ngừng. Hắn vận chuyển công pháp, cũng vận chuyển Trường Sinh Quyết, một bên khử diệt thiên cướp giết ý, một bên tái tạo thể phách, trừ đây, chính là huyết mạch chi lực cùng bản nguyên chi lực trôi tràn, thủ hộ Bất Niệm Thiên nguyên thần. Lịch sử một màn, luôn luôn kinh người tương tự. 100 năm trước, hắn cũng là như vậy cõng Mộng Điệp đào vong. Chưa từng nghĩ 100 năm sau, đồng dạng tên vở kịch lại trình diễn một lần. Chỉ có điều, lần này không phải là mộng bướm, mà là Mộng Điệp bản tôn. Buông ta xuống đi. Bất Niệm Thiên đôi mắt đẹp ảm đạm, vừa nói chuyện khàn giọng yếu ớt. Mộng Điệp cũng đã nói lời giống vậy, nàng cùng Mộng Điệp cũng có đồng dạng tâm cảnh. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Triệu Bân ánh mắt có phần kiên định, năm đó hắn chưa buông xuống Mộng Điệp, hôm nay cũng sẽ không thả Bất Niệm Thiên, vô luận là Tiên Tông vẫn là sông Vong Xuyên, hắn đều sẽ đưa nàng trở về. Bất Niệm Thiên lộ một vòng mỏi mệt cười, cười bên trong cất giấu một tia ôn nhu. Có lẽ là Mộng Điệp ký ức cho phép, gò má nàng nhẹ nhàng dán tại trên vai của hắn. Cái này, sẽ là sư tôn cùng Đồ Nhi. Vân Thương Tử một tiếng nói thầm, tổng cảm giác hai người này là lạ. Hắn có tâm hỗ trợ, dù là cầm một chút linh dược cho hai người này. Làm sao, Vĩnh Hằng Giới bị khóa chết rồi, người bên ngoài vào không được, nơi này linh dược cũng đưa không ra, bao quát hắn cái này đạo tàn hồn, cũng bị vây ở nơi đây, luân hồi lực lượng quá mẹ nó tà dị. Chỉ mong có thể trốn qua Diễn Thiên suy tính. Vân Thương Tử lẩm bẩm ngữ, bao hàm chờ mong. Đoạn đường này quá nhiều gặp trắc trở, lại trải qua không dậy nổi kích động. Nói đến Diễn Thiên suy tính, Bát Đại Tiên Vương còn tại Táng Tiên Biển đứng đấy, yên lặng chờ Diễn Thiên cho vị trí chính xác, nhưng chờ 3 năm ngày, cũng không thấy Diễn Thiên lão đạo cho cái nhắc nhở, dứt khoát bạt vô âm tín. Còn chưa tìm ra. Chúng Tiên Vương lần lượt hỏi thăm, sắc mặt đã đen, tối như than cốc. Cái này đều 3 năm ngày, liền cái động hư tiểu bối đều tìm không được. Tìm không ra cũng coi như, người mẹ nó ngược lại là cho cái đáp lời a. Có lực lượng thần bí che lấp. Không biết ở đâu Diễn Thiên lão đạo, cuối cùng là cho hồi âm. Hắn ánh mắt sáng tối chập chờn, còn tại một lần lại một lần thôi diễn, nhưng kia hàng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, đúng là không có nửa điểm vết tích, hoặc là nói, là quỷ dị lực lượng che đậy hành tung của hắn. Nghĩ thêm thù lao, liền nói thẳng. Mặt trời lặn Tiên Vương hừ lạnh, chưa phát giác coi là Diễn Thiên lão đạo là muốn ngồi lên giá. Chỉ cần có thể tìm được Triệu Bân cùng Bất Niệm Thiên, tăng giá hắn cũng là có thể tiếp nhận. Diễn Thiên lão đạo lại không ngôn ngữ, lúc này cũng không phải thù lao vấn đề, hắn là thật thôi diễn không ra, quỷ hiểu được đó là một loại như thế nào lực lượng, hắn thôi diễn chi pháp, sửng sốt thành bài trí. Siêu. Triệu Bân như một đạo hắc ảnh, ghé qua tại giữa rừng núi. Hắn tình trạng tốt hơn nhiều, khí huyết dù vẫn như cũ uể oải, nhưng đã không còn đáng ngại, ngược lại là Bất Niệm Thiên, thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tu vi còn đang không ngừng hạ xuống. Không nên a. Vĩnh Hằng Giới bên trong, Vân Thương Tử bay tới bay lui. Cái gọi là không nên, là chỉ Diễn Thiên một mạch, cái này đều 3 năm ngày, lấy Diễn Thiên đạo hạnh, cũng nên thôi diễn ra vị trí, hay là nói, mặt trời lặn thần giáo cùng Diễn Thiên một mạch bởi vì thù lao trở mặt rồi. Thu suy nghĩ, hắn lại nhìn Triệu Công Tử, nói cho đúng là nhìn Bất Niệm Thiên. Nàng tổn thương cũng không nhẹ, lại không chỉ một loại tổn thương. Phản vệ ép đều ép không được. Triệu Bân huyết mạch bản nguyên không tiêu tan, liên tục không ngừng quán thâu, cũng không chỉ một lần nhìn lén nó thể phách, nhiều loại lực lượng đang đan xen bay múa, có thiên cướp giết ý cũng có băng lãnh cô quạnh phản vệ lực lượng. Hắn đạo hạnh quả thực có hạn, đối với cái này bó tay toàn tập. Hắn có thể làm chỉ là thủ hộ Bất Niệm Thiên nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, Bất Niệm Thiên liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Có người. Trầm mặc Vân Thương Tử, đột nhiên một tiếng, Triệu Bân thông suốt định thân, hướng phía trước nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, mộc lấy ánh trăng trong ngần, dần dần hiển hóa ra ngoài, nàng đúng như người trong mộng,
khi thì hư ảo lại khi thì ngưng thực, để người không biết là người là quỷ. Mộng tiên, Triệu Bân không khỏi sững sờ. Đúng, tuyệt đối là mộng tiên, Vân Yên bản tôn. Thế nhưng là, giờ phút này gặp lại mộng tiên, hắn có loại vô cùng cảm giác xa lạ, bởi vì từ mộng tiên trên thân, hắn không có nhìn thấy Vân Yên cái bóng, trừ giống nhau như đúc, có vẻ như không có gì quan hệ. Nhà dột còn gặp mưa, Vân Thương Tử một tiếng thầm mắng. Toàn bộ hồng hoang đều biết, mộng tiên cùng Bất Niệm Thiên gặp mặt nhất định đánh nhau. Nàng lưu lại, ngươi nhưng rời đi. Mộng tiên nhanh nhẹn mà đứng, lời nói nhập mộng huyễn tiên khúc. Tiền bối tốt xấu cùng nàng nổi danh, như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Triệu Bân nói, lông mày tùy theo nhíu chặt, đối phương hiển nhiên kẻ đến không thiện. Còn có, mộng tiên trên thân vì sao không có Vân Yên cái bóng, hóa thân bị bản tôn hoàn toàn vứt bỏ rồi. Phàm là đối phương có Vân Yên tí xíu ký ức, cũng sẽ không đối với hắn lãnh đạm như vậy băng lãnh. Muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Mộng tiên nhạt nói, tiên vương khí uẩn ẩm vang hiện ra. Triệu Bân từ ngăn không được, liền hắn mang Bất Niệm Thiên đều bị cùng nhau đụng đổ. Mộng tiên như mộng một loại giết tới, không đợi Triệu công tử rơi xuống, liền một tay bóp lấy Triệu Bân cổ, liền như vậy nâng tại trong giữa không trung, đáng sợ tiên vương đạo tắc, đem Triệu Bân cấm gắt gao. Ngô! Triệu Bân cái trán gân xanh lộ ra ngoài, lại là không thể động đậy. Vị này cùng Bất Niệm Thiên cùng cấp bậc, diệt hắn chỉ cần một cái chớp mắt. Đột nhiên, có một sợi gió nhẹ thổi hây hây, lay động mang tại trên cổ hắn Thúy Ngọc Tiểu Linh Đan, kia là năm đó sư phó Vân Yên đưa cho hắn, để hắn gặp phải nguy cơ lúc, liền lay động Linh Đan. Yên tĩnh tịch mịch trong đêm, Linh Đan âm thanh vẫn là như vậy dễ nghe. Lần này Vân Yên sợ là sẽ không đến, bởi vì đây là Vân Yên bản tôn. Trên hoàng tuyền lộ, đi an toàn. Mộng tiên nhẹ môi hé mở, tựa như trời xanh tuyên án. Triệu Bân chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, tựa như đã trông thấy một tôn tử thần, ngay tại hướng hắn huy động bàn tay, muốn đem hắn kéo vào đen nhánh địa ngục, trước khi chết một nháy mắt, đã không biết chân thực hư ảo. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm lấp lóe một vòng sáng ngời. Có một bóng người xinh đẹp từ trong cơ thể hắn đi ra, như mộng cũng như ảo. Đúng là Vân Yên, không biết từ chỗ nào mà đến, đúng là đẩy lui mộng tiên, nàng như mộng bên trong tiên tử, treo tại Triệu Bân trước người. Lắng nghe Linh Đan âm thanh, tỉnh lại chính là trong nhân thế ký ức. Cái này, Vân Thương Tử một tiếng kinh ngạc. Thế nào lại một giấc mộng tiên, lại là từ Triệu Tử Long trong cơ thể ra tới. Trong truyền thuyết bản tôn cùng hóa thân, một màn này nhìn xem thật sinh kỳ quái. Đây là Vân Yên. Triệu công tử cũng có một ít mộng, xác định đây là hắn tại Thiên Tông sư phó. Nhưng hắn không rõ, Vân Yên từ đâu xuất hiện, mơ mơ hồ hồ liền đến. Vậy mà có thể ra mộng, bản tôn quả thực đánh giá thấp ngươi. Mộng tiên một câu trong trẻo lạnh lùng cô quạnh, trong mắt cũng hơi có một tia kinh ngạc. Kia là nàng hóa thân, đã bị nàng vứt bỏ, hoặc là nói là bị nàng phong nhập Triệu Bân trong mộng cảnh, không có nàng dẫn dắt, hóa thân có thể đi tới, hơn nữa còn đưa nàng bản này tôn đẩy lui. Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không giết hắn. Vân Yên cũng nhanh nhẹn mà đứng, lời nói bên trong cũng tiềm ẩn băng lãnh. Không sai. Nàng tại Triệu Bân trong mộng, vĩnh viễn cũng không thể ra tới, nhưng thế gian không có tuyệt đối sự tình, mộng có thể vây khốn nàng, lại khốn không được nhân quả, đây là nàng đồ nhi, vĩnh viễn không thay đổi. Bản tôn đổi chủ ý, hôm nay liền đưa ngươi thu hồi. Mộng tiên nhẹ nhàng nâng ngọc thủ, năm ngón tay mở ra hướng Vân Yên. Thu cái chữ này dùng tuyệt hảo tuyệt diệu, nàng cũng có nói lời này tư bản, ai bảo nàng là bản tôn đâu. Tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm. Chỉ cần nàng nguyện ý, đều có thể đưa nàng hóa thân thu hồi lại. Vân Yên không động, mi tâm khắc ra một đạo thần văn. Trừ đây, chính là một tầng cổ xưa quang lồng mộ toàn thân. Mộng tiên tế ra thu hồi lực lượng, lại bị cổ xưa quang hóa diệt. Vân Yên vẫn là cái kia Vân Yên, như một giấc mộng đứng ở Triệu Bân trước người. Nàng là hóa thân, nhưng nàng đã không phải bình thường hóa thân. Thần minh đóng dấu. Mộng tiên đôi mắt đẹp một cái chớp mắt nhắm lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Yên mi tâm. Nàng thật bất ngờ, nàng hóa thân trên thân, ở đâu ra thần minh đóng dấu, lại cực kỳ bất phàm thêm quỷ dị, liền bản tôn thu hồi hóa thân, lại đều có thể hóa giải, đây là tôn thần nào minh gieo xuống này cấm chế. Rất quen thuộc ánh sáng. Triệu công tử trên dưới trái phải quét lượng Vân Yên, có một loại cảm giác quen thuộc. Không biết vì sao, hắn tựa như từ Vân Yên trên thân, nhìn thấy Tú Nhi cái bóng.
nhìn nhiều như vậy vài lần, hắn bỗng nhiên đến mãnh liệt buồn ngủ, cùng với Thanh Phong ngã trên mặt đất, tùy theo chìm vào mộng đẹp, phảng phất lại mơ tới Thiên Tông Tử Trúc Phong, nhưng trên đó cũng không sư phụ hắn Vân Yên. Hắn dù ngủ, nhưng sự tình không xong. Mộng Tiên cùng Vân Yên vẫn còn, một nam một bắc cách không tương vọng. Một cái bản tôn một cái hóa thân, giờ phút này lại cách không giằng co. Để ta nhìn xem, được thần minh đóng dấu ngươi, đến tột cùng có mấy phần đạo hạnh. Mộng Tiên nhạt nói, lại như mộng một loại dáng lâm, một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, quanh quẩn lấy một sợi khô diệt mộng ảo ánh sáng. Cùng bản tôn chiến, Vân Yên vinh hạnh cực kỳ. Vân Yên một tiếng khẽ nói, có thể cùng bản trước tôn thân pháp. Mộng Tiên tuyệt diệt một chỉ, nàng đúng là nhẹ nhõm né qua, nàng tu vi tuy thấp, nhưng đóng dấu gia trì, này sẽ là một đạo thủ hộ chi quang, cũng sẽ là một cái lợi khí, tại trong tay nàng cả công lẫn thủ. Nguyệt thần, trong truyền thuyết nữ thần minh. Cái này đạo đóng dấu, chính là nàng quà tặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diễn Thiên. Như vậy trầm mặc, là tiêu khiển chúng ta. Táng Tiên trong biển tiếng mắng chửi, mấy ngày chưa từng đoạn tuyệt. Vẫn là kia bát đại tiên vương, lại tại như thế mấy ngày, chờ lấy Diễn Thiên cho bọn hắn vị trí, nhưng lão già kia, quả thực để người nén giận, người không có tìm được không nói, giờ phút này liền cái rắm đều không thả. Bọn hắn mắng to, Diễn Thiên nghe thật sự rõ ràng. Sở dĩ không có đáp lời, là đang nghiên cứu quỷ dị lực lượng. Hắn thôi diễn chi pháp đoạt thiên tạo hóa, cơ bản không có thất thủ qua, hết lần này tới lần khác lần thôi diễn này động hư tiểu bối, đúng là không thể phá vỡ kia lực lượng thần bí, liền bất niệm thiên tung tích, cũng thành trống không. Thần minh thủ đoạn sao? Diễn Thiên không chỉ một lần như vậy tự hỏi, càng hỏi ánh mắt càng thâm thúy. Không ai cho hắn đáp án, phải hay không phải, tìm được kia người mới biết. Táng Tiên biển mắng náo nhiệt, tĩnh mịch tinh không cũng là oanh âm thanh một mảnh liền một mảnh. Là Vân Yên cùng Mộng Tiên, bản tôn cùng hóa thân đấu chiến, động tĩnh không phải bình thường lớn, liền cổ tinh đều cho người ta đánh nổ. Thật có ý tứ. Vân Thương Tử là duy nhất quần chúng, nhìn cái kia không hiểu ra sao. Mộng Tiên hắn thấy qua, nhưng đối diện vị kia, đến cùng có phải hay không hóa thân, hắn còn không tốt kết luận, chỉ biết kia thần minh đóng dấu, rất mạnh cũng rất tà dị, Mộng Tiên đạo pháp đúng là không cách nào phá mở. Tiểu tử ngươi đến tột cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Từ chiến trường thu tâm thần, Vân Thương Tử lại nhìn Triệu Bân. Con hàng này ngủ ngược lại là thơm ngọt, nên làm một cái giấc mơ kỳ quái, khi thì lông mi thi triển, khi thì mặt lộ vẻ bàng hoàng, khi thì thần thái an nhàn, khi thì lại hiển đau khổ không chịu nổi, biểu lộ các loại diễn dịch. Vẫn là Tử Trúc Phong mộng, Triệu Công Tử lại tới một lần. Mộng vẫn là chân thật như vậy, cũng như ký ức như vậy ấm áp. Cùng hai lần trước không ra thế nào giống nhau chính là... Lúc này không có thấy Vân Yên, toàn bộ Tử Trúc Phong đều không thấy bóng dáng, chỉ có một loại cổ xưa xa xăm tiếng đàn, trong mộng vô hạn vang vọng, cũng không biết ai tại đàn. Vân Yên. Triệu Bân đứng ở dưới cây một tiếng kêu gọi, cuối cùng thị lực nhìn nhìn. Thật lâu cũng không thấy có hồi âm, sợ là sư phụ hắn về nhà ngoại. Như thế, quanh đi quẩn lại 3 năm ngày, hắn như bị vây ở Tử Trúc Phong, như bị vây ở trong mộng, muốn đi đi không được, nghĩ tỉnh lại lại không mở ra được mắt. Giống như bị nhét vào cái này tự sinh tự diệt. Chẳng biết lúc nào, mới thấy một bóng người xinh đẹp lên núi. Chính là sư phó Vân Yên, trong tay còn cầm giỏ thức ăn. Triệu Bân ngay lập tức xẻ tới, cầm cái kính lúp, nhìn sư phó tựa như đang nghiên cứu đồ cổ, hắn đầu dù không rõ ràng, nhưng nhập mộng trước sự tình lại nhớ kỹ, Vân Yên mơ mơ hồ hồ hiển hóa. Nhưng nhìn đủ, Vân Yên đi đến bếp lò. Ngươi tình huống như thế nào? Triệu công tử nhỏ giọng hỏi. Ta, sống ở ngươi trong mộng, Vân Yên khẽ nói cười một tiếng. Triệu Bân nghe cái kia một mặt mờ mịt, người còn có thể sống trong mộng. Vân Yên đã hệ vòng một váy, tuyệt không cho Triệu Bân giải thích quá nhiều. Không giải thích là đúng, bởi vì giờ khắc này Triệu công tử, cả người đều là chóng mặt, cũng không biết là mộng cảnh nguyên nhân, vẫn là hắn ngủ quá sâu quá chết, ý thức biến có chút hỗn độn, thậm chí một giây trước còn nhớ rõ rõ ràng sự tình, trong nháy mắt này biến mông lung. Vẫn là ấm áp bữa tối. Vẫn là sư tôn cùng tiểu đồ nhi. Hai người như nhiều năm không gặp bạn cũ, trong mộng nói năm đó sự tình, không có ân oán gút mắc, không có trần thế ồn ào náo động, cho nên hết thảy đều tường hòa bình tĩnh, tựa như một phương không tồn tại ở thế gian ở giữa tịnh thổ. Ảm đạm tinh huy tung xuống, Triệu Bân chậm rãi mở mắt.
lọt vào trong tầm mắt thấy chính là u ám trời, không gặp nửa viên sao trời. Triệu Bân sững sờ như vậy một hai giây lát, mới thông suốt nhảy lên thân, ngay lập tức vòng nhìn bốn phương, cái này đã không phải Tử Trúc Phong, là thế giới chân thật, ngủ say bất niệm thiên, liền nằm tại cách đó không xa. Có phải là quên một chút nhi cái gì? Triệu Bân xoa không, một mình nói nhỏ. Cho đến bất niệm thiên bên cạnh thân, hắn mới thu tâm thần, một tay đặt ở bất niệm thiên mi tâm, lại một lần quán thâu bản nguyên chi lực, tiếp tục thủ hộ nó nguyên thần, vị tiền bối này tổn thương lại chuyển biến xấu. Giấc mộng kia tiên, là ai? Vân Thương Tử hỏi. Không biết, Triệu Bân tuyệt không nói rõ, lại nhìn nhìn thiên địa. Nhìn cái này tàn tạ chi cảnh tượng, nơi này lúc trước nên từng có một trận đại chiến. Đoán không sai, hẳn là mộng tiên cùng Vân Yên, định đánh hôn thiên ám địa. Có thần minh đóng dấu gia trì, nàng là thật mạnh a. Vân Thương Tử thổn thức nói, từ đầu đến cuối hắn đều là duy nhất quần chúng. Thấy Triệu công tử hơi có vẻ mê mang, khéo hiểu lòng người hắn, vẫn không quên cho nó truyền đến một đạo hình ảnh, chính là Vân Yên cùng mộng tiên đại chiến, nhìn Triệu công tử nhíu mày, hoàn toàn chính xác mạnh nhiều không hợp thói thường. Nguyệt thần đóng dấu, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Nhưng hắn không hiểu, Nguyệt thần khi nào cho Vân Yên chồng đóng dấu. Còn có Vân Yên sống ở hắn trong mộng, cái này đến cùng thật giả. Hắn chưa suy nghĩ nhiều, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chuyên tâm nội thị thể phách, còn sót lại luân hồi lực lượng vẫn còn, khóa lại hắn tử phủ, cũng khóa lại hắn vĩnh hằng giới, nếm thử nhiều lần đều không thể phá vỡ. Ngươi, lại thành một người nghèo rất mồng tơi, Vân Thương Tử lo lắng nói. Đây là một câu nói nhảm, vĩnh hằng giới khóa gắt gao, cũng không chính là kẻ nghèo hèn. Triệu Bân không thèm để ý con hàng này, nhìn chằm chằm vĩnh hằng giới một trận nhìn lén, luân hồi lực lượng vô cùng mơ hồ. Hắn tự nhiên tham không thấu, cũng hoặc hắn thời gian không đủ, mặt trời lặn thần giáo sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ vĩnh hằng giới thu mắt, hắn lại nhắm vào bất niệm thiên. Hắn tử phủ không giải được, hắn vĩnh hằng giới cũng bị khóa, hắn phải tìm làm ít đồ, thí dụ như tiên thạch, thí dụ như chữa thương thánh dược, cũng thí dụ như truyền tống vực môn, những cái này bất niệm thiên đều có. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể phá vỡ bất niệm thiên tử phủ. Hắn từng nhìn lén một đường. Bất niệm thiên tử phủ là bị khô diệt lực lượng phong cấm. So sánh luân hồi, cậy mở bất niệm thiên trong cơ thể tiểu thế giới, có vẻ như càng thêm dễ dàng. Nhưng có phương pháp tốt, Triệu Bân nhìn về phía Vân Thương Tử. Cái gọi là phương pháp tốt, là tại không thương tổn bất niệm thiên điều kiện tiên quyết phá tử phủ. Vân Thương Tử trầm ngâm một hồi lâu, khô diệt lực lượng cũng không có như vậy dễ phá. Nghe người ý tứ này, vẫn là có biện pháp. Ta có thể có biện pháp gì? Trực tiếp động mạnh thuận tiện. Nàng đã tổn thương đủ thảm, Triệu Bân không nghe Vân Thương Tử nói linh tinh, chuyên tâm nghiên cứu bất niệm thiên, nàng tử phủ không chỉ bị phong cấm, hơn nữa còn tan vỡ, kia vết rách chính là cái cửa vào. Nhìn không biết bao lâu, hắn mới mở tiên nhãn. Tiên vương tử phủ có không trọn vẹn, hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Miễn cưỡng thấy rõ liền đầy đủ, một cái tiên nhãn thuấn thân đầy đủ. Lúng túng là, hắn thuấn thân không có thể đi vào đi. Chỉ vì bất niệm thiên tử phủ, có bảo vệ cấm chế, cũng chính là không gian chi pháp, kia là một tầng màn ngăn, cứng rắn muốn đi đến sông. Không khác gặp trở ngại. Nghe ta, động mạnh trực tiếp nhất, Vân Thương Tử lại nói. Tiền bối, Triệu Bân chưa phản ứng con hàng này, nhẹ giọng kêu gọi bất niệm thiên. Muốn tìm nhập tử phủ phương pháp, hỏi bất niệm thiên thắng qua hỏi Vân Thương Tử, người đều tổn thương như vậy thê thảm, như lại bởi vì tử phủ mà tăng thêm thương thế. Hậu quả kia liền nghiêm trọng, cái này cần cẩn thận một chút. Hắn kêu gọi, bất niệm thiên thật sự mở mắt. Nhưng cũng chỉ ba lượng giây lát, nàng có bất tỉnh nhập mộng đẹp. Xong, Triệu công tử liền bị chấn lộn ra ngoài, chỉ vì bất niệm thiên trong cơ thể kia mấy cỗ phản phệ lực lượng, tại cái này một cái chớp mắt có tiết ra ngoài, hắn cái này không để ý, tại chỗ bị chấn thương cân động cốt. A, à, U Lâm núi rừng bên trong, nữ tử đau khổ than nhẹ khi thì vang lên. Cái nào đó gọi Triệu công tử người tài, thật sự tin Vân Thương Tử chuyện ma quỷ, thật sự động mạnh, mang theo hắn Long Uyên, muốn mạnh mẽ mở ra bất niệm thiên tử phủ, như vậy thô lỗ, người không thương mới là lạ. Nhanh một chút nữa, Vân Thương Tử thúc giục nói. Đây không phải pha trò, lão đầu nhi nói có phần đứng đắn. Dù sao bọn hắn còn trong lúc chạy trốn, bất kỳ cái gì trong nháy mắt, diễn thiên một mạch đều có thể tìm được vị trí, bất kỳ cái gì trong nháy mắt. Cửu gia đều có thể đuổi tới nơi này, cũng không liền phải mau chóng chạy mà.
bằng cước lực mở độn, tất nhiên là so ra kém truyền tống vực môn. Vĩnh hằng giới bị khóa chết, chỉ có thể từ bất niệm thiên cái này hạ thủ. Pháp này đau thì đau một chút, nhưng dù sao cũng so mất mạng mạnh. Nhìn bất niệm thiên, hai đầu lông mày bộc lộ tràn đầy vẻ thống khổ, vốn là ngủ an tường điềm tĩnh, bây giờ sửng sốt thành ác mộng, trong lúc đó từng tỉnh qua mấy lần, nhưng lời nói không nói một câu liền lại rơi vào hôn mê. Tốt một cái khô diệt lực lượng. Triệu Bân một tiếng thầm mắng, lại vén lên tay áo. Hắn coi như lưu lại tay, giấu như vậy mấy phần lực đạo, nếu là hắn chiến lực toàn bộ triển khai, vị này coi như không phải gọi hai tiếng đơn giản như vậy, không có cách, hắn cần tiên thạch cùng truyền tống vực môn. Ngừng, có động tĩnh, Vân Thương Tử đột nhiên một câu. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng đã có phát giác, lúc này đứng lên. Cuối cùng thị lực đi xem, có thể thấy một đạo huyết sắc thiên thạch, từ không trung nện xuống đến, a à không đúng, đây không phải là thiên thạch, mà là một người, định nhãn như vậy một nhìn, còn là người quen. Phệ Tiên Lão Vu, cũng không biết bị ai làm, không gặp thân xác, chỉ còn nguyên thần, mà lại là tàn tạ nguyên thần. Thật mẹ nó, hữu duyên na. Triệu Bân một tiếng thổn thức, Vân Thương Tử một tiếng chặt lưỡi. Từ Lão Vu hang ổ bị phá hủy, đây là bọn hắn lần thứ hai thấy con hàng này. Lần đầu tiên là tại cầm tù lúc minh tòa kia tử lâu, Lão Vu cho mặt trời lặn thần tử đưa thánh linh, bọn hắn nhớ kỹ, ngày ấy đen trắng song sát cũng tại, Lão Vu chân trước vừa đi kia hai chân sau liền đuổi theo, bây giờ thấy Lão Vu bị đánh như vậy thê thảm, tám thành chính là đen trắng song sát kiệt tác. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, Lão Vu đem một tòa núi cao nện cái sụp đổ. Triệu Bân còn tại ngắm nhìn bầu trời, Phệ Tiên Lão Vu hiện thân, đen trắng song sát có phải là liền tại phụ cận. Nếu là ở đây, nhưng mời bọn họ hỗ trợ, hơn phân nửa có thể giúp hắn đục mở bất niệm thiên tử phủ. Nhưng, nhìn thật lâu cũng không thấy hai người kia thân ảnh. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Vân Thương Tử liền nói ngay. Xong hắn lại bồi thêm một câu, lấy hắn bản mệnh khí có thể phá mở bất niệm thiên tử phủ. Nếu không thế nào nói là cơ hữu tốt, Triệu công tử suy nghĩ cùng con hàng này không mưu mà hợp. Hắn cũng có tiên vương pháp khí, làm sao tại vĩnh hằng giới. Cũng không liền phải tìm cái khác mà. Thật vừa đúng lúc, đụng vào một con tàn huyết lão vu, điều kiện tiên quyết là, kia hàng bản mệnh khí vẫn còn ở đó. Siêu! Hắn hóa mấy đạo phân thân, canh giữ ở bất niệm thiên bên cạnh thân. Mà hắn, thì mang theo Long Uyên trộm đạo đi qua, mỗi đến một chỗ, liền sẽ lưu lại 3 năm đạo phân thân, là khắc ấn nghịch hướng kêu gọi trận, một khi tình huống không đúng, cũng coi như cho mình lưu một cái đường lui. Bởi vì núi non sụp đổ, vùng thế giới kia đã là một vùng phế tích, đầy đất đá vụn. Triệu Bân đến lúc đó, chính thấy Lão Vu khoanh chân trên mặt đất, tổn thương nhiều thảm, tàn tạ nguyên thần chiếu đến ảm đạm tinh huy, gần như trong suốt, trừ đây, chính là một đen một trắng hai sợi sát khí, quanh quẩn nguyên thần không tiêu tan. Thật đúng là đen trắng song sát thủ bút. Triệu Bân trong lòng một câu, nhận được hai người kia sát khí. Có thể đem một tôn tiên vương trùy thành cái này hùng dạng. Song sát định cũng trả giá bằng máu. Như hắn suy đoán, đen trắng song sát tổn thương cũng cực thảm trọng. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không để Phệ Tiên Lão Vu cho trốn. Khá lắm đen trắng song sát, cho Lão Phu trở lấy. Phệ Tiên Lão Vu chữa thương lúc cũng không muộn chửi mắng, trong miệng chỗ trôi tràn, tất cả đều là nguyên thần lực lượng, hắn những ngày này chỉ toàn số con dẹp, đồ nhi bị diệt, bảo bối cả mất đi, liền hang ổ bị người hủy. Liền cái này. Còn có hai người điên, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn không thả. Kia hai tên điên chính là đen trắng song sát, đánh lên chính xác không muốn sống. Tới đi bảo bối. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Tùy theo, liền thấy u ám trên trời lôi minh nổ vang, cô quạnh sấm sét, bay múa đầy trời. Hả? Mới nhắm mắt Phệ Tiên Lão Vu, lại thông suốt mở mắt, vô ý thức ngửa đầu nhìn trời. Lọt vào trong tầm mắt. Liền thấy lôi điện bừa bãi tàn phá. Mà lại, lôi bên trong còn tiềm ẩn thiên uy. Hắn nhìn hai mắt nhắm lại, cũng nhìn lông mi hơi nhíu, bởi vì dạng này lôi, hắn đã từng thấy qua, đêm đó truy sát vĩnh hằng tiên thể lúc, từng thấy nó dùng qua, chính là lôi thần một mạch bí mật bất truyền. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Bân trong lòng lại một quát, cô động lôi đình làm kiếm. Lão Vu thấy chỉ bỗng nhiên biến sắc, lôi đình kiếm là thẳng đến hắn mà đến. Cũng chính là nói, vĩnh hằng tiên thể liền tại phụ cận, tại dẫn lôi công phạt hắn. Cút ra đây! Lão Vu quát to một tiếng,
nguyên thần lực lượng hoành bày bát phương. Không hổ là tiên vương, cho dù đã đến nỏ mạnh hết đà, nó nguyên thần uy thế vẫn bá đạo như cũ vô song, giấu tại chỗ tối triệu bân, suýt nữa bị đụng đổ ra ngoài, may hắn cực hạn, sớm trốn vào lòng đất. Cong! Lôi đình kiếm ông động, đã từ phía trên chém xuống tới. Lão Vu nhìn cũng không nhìn, phật tay một trưởng đả diệt. Không sao, đả diệt thứ một tia chấp kiếm, còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Đầy trời đều là sấm sét, đầy trời cũng đều là lôi đình kiếm, chỉ cần Triệu Bân còn sống, chỉ cần hắn Thái Sơ Thiên Lôi Quyết còn tại vận chuyển, lôi điện liền sẽ không dừng lại, chỉ dựa vào pháp này hắn liền có thể mài chết một mảng lớn. Giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây. Lão Vu lại hét to, cảm giác lực lồng mộ thiên địa. Đáng tiếc hắn trạng thái không tốt, cảm giác cũng cực lớn nhận hạn chế. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tế ra càng thêm rộng rãi nguyên thần lực lượng, như hải dương hướng bốn phương mãnh liệt, chỉ vì bức ra dẫn lôi giả, bởi đó hắn nguyên thần thể lại vặn vẹo một điểm, có thể thấy được hắn thương nặng bao nhiêu. Không đi ra, liền không đi ra. Triệu công tử ổn ép một cái, giấu tại lòng đất không ngoi đầu lên. Hắn đang chờ một cái cơ hội, một cái tuyệt sát lão Vu cơ hội. Trước đó, dùng sét đánh hắn dừng lại, vẫn rất có cần thiết, tung giết không chết lão gia hỏa kia, cũng đủ hắn uống một bình, gần chết tiên vương, lại chỉ còn tàn tạ nguyên thần, nhất e ngại lôi đình. Cong! Ầm ầm! Lôi đình mưa kiếm che ngập bầu trời, cùng với oanh minh đầy trời phách trảm. Lão Vu mặt mày dữ tợn, không ngừng huy động đại thủ, càn quét một mảnh lại một mảnh, không có ra tay một lần. Nguyên thần chi quang liền ảm đạm một điểm, thương thích quá nặng, tàn tạ nguyên thần chịu không được dày vò. Hắn bản mệnh khí vẫn còn ở đó. Vân Thương Tử kết luận, tàn hồn đặt kia trên nhảy dưới tránh. Hoàn toàn chính xác, lão Vu bản mệnh khí vẫn còn, chỉ có điều đã dung nhập nguyên thần bên trong, chuẩn xác hơn nói, là ngay tại trấn áp kia hai đạo đen bạch sát khí, dám ngông cuồng động bản mệnh pháp khí, đen bạch sát khí tất phản công. Vân Thương Tử có thể nhìn ra, Triệu công tử chính mình môn thanh. Nguyên nhân chính là môn thanh, hắn cái này lôi điện mới đánh cho càng hăng hái. A, à, Phệ Tiên lão Vu một tiếng kêu gào, đúng là mở đột. Cũng không thể lại hao tổn, hắn cũng không có tư bản tại cái này hao tổn, tìm không được núp trong bóng tối dẫn lôi giả, hắn chính là một cái bia sống, luôn có nhịn không được thời điểm, làm không tốt sẽ còn ném mạng. Đi đâu? Triệu Bân từ lòng đất thoát ra, như một đạo ánh vàng một bước lên mây. Lão Vu cuối cùng là nhìn thấy dẫn lôi người, thật sự là vĩnh hằng tiên thể. Nhữ đáng chết. Phệ Tiên lão Vu con người tinh hồng, mi tâm chém ra một đạo nguyên thần kiếm. Bởi vì trạng thái không tốt, hắn cái này đạo nguyên thần kiếm, tiên thiên liền thiếu tuyệt diệt lực lượng, nhưng hắn thấy, tuy là uy lực không đủ, đồng dạng có thể dây dẫn lôi người, trọng thương tiên vương cũng là tiên vương. Giết ta. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, tại nguyên thần kiếm tới người trước một cái chớp mắt. Thi di thiên hoán địa. Tất nhiên là cùng lão Vu đổi vị trí, hố người bí pháp, lấy kia chi mâu công kia chi khiên mà. Ngô! Lão Vu vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị chuyển quá khứ. Đúng lúc gặp nguyên thần kiếm giết tới, hắn cái này chịu cái ngay ngắn. Phốc! Nguyên thần huyết quang chợt hiện, lão Vu bị tại chỗ xuyên thủng. Vốn là tổn thương nhiều thê thảm, bây giờ lại chịu một kiếm này, lão Vu cả người đều không tốt. Vặn vẹo nguyên thần thể đã có băng diệt hiện ra, bản mệnh khí chấn áp hai đạo đen bạch sát khí, mãnh liệt phản công. Hắn một bước không chút đứng vững, suýt nữa một đầu cắm xuống hư thiên. Cũng không đợi hắn đứng vững, Triệu công tử tựa như thần quang từ phía trên mà xuống. Phía sau, chính là Triệu Bân kinh điển đấu pháp, một đầu đụng vào lão Vu trong ngực, mang theo lão Vu, từ phía trên đập xuống, nhìn Vân Thương Tử thổn thức chặt lưỡi, tiểu tử này đánh nhau quả thực hung hãn. Cũng đúng, Đại La Tiên Tông người đánh nhau đều rất phách lối. Vạn pháp trường sinh quyết là đồ tốt, có liều tổn thương nội tình. Oanh! Lại là một tiếng oanh minh. Triệu Bân liên quan lão Vu nguyên thần, đem một tòa núi cao từ đầu nện vào chân. Nhìn xem đều đau, Vân Thương Tử tàn hồn run lên. Nếu là hắn bị như vậy quẳng, sẽ làm trận tan thành mây khói. Tàn hồn cùng nguyên thần vẫn là có khoảng cách, bị nện thảm như vậy, Phệ Tiên lão Vu vẫn không có chết. Chỉ có điều lúc trước dấu hiệu, bây giờ hóa thành hiện thực, cũng chính là nguyên thần ngay tại băng diệt. Còn chưa xong. Triệu Bân còn ôm chặt lão Vu, mang theo hắn một khối biến mất. Là nghịch hướng kêu gọi trận, hắn muốn dùng không gian chi lực thu thập lão Vu. Vẫn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800,
pháp này so quảng người dễ dùng nhiều, hắn gặp bao nhiêu không gian, lão Vu liền chịu bao nhiêu khe hở xé rách, vốn là diệt vong nguyên thần thể, tại từng khúc nổ nát vụn. Đi ra cho ta đi. Triệu Bân một tay thăm dò vào lão Vu nguyên thần, sinh sôi túm ra nó bản mệnh khí. Chính là một cái sáng như tuyết tiên đao, đây mới là lão Vu bản mệnh khí chân chính hình thái. Chiếm bản mệnh khí, hắn một bước phi thiên bỏ chạy, liền sợ lão Vu tại trước khi chết tới một cái tự bạo, cho dù là một đạo tàn tạ nguyên thần, tiên vương cấp tự bạo, cũng có đem hắn mang hộ đi khả năng. A, à, không có bản mệnh khí chấn áp, đen bạch sát khí nháy mắt phản công. Thật muốn tự bạo nguyên thần lão Vu, tại chỗ bị sát khí bao phủ. Hắn kêu thảm là vô cùng thê lương, bản mệnh nguyên thần triệt để sụp đổ. Hắn chết cực phiền muộn, mới từ đen trắng song sát kia trốn tới, quay đầu liền đụng vào vĩnh hằng tiên thể, đây mới là một cái hố to, hắn đường đường một tôn tiên vương, đúng là bị một tên tiểu bối đưa tiễn. Phốc, Triệu Bân từ phía trên mà xuống, cái kia máu tươi cuồng phún. Vì giết hết phệ tiên lão Vu, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Ông, sáng như tuyết tiên đao có phần không thành thật, từng đợt ông rung động. Chủ nhân bỏ mình, bản mệnh khí từ cũng bị hủy diệt đả kích. Chân áp, Triệu Bân một tiếng âm vang, cuồn cuộn bản nguyên rót vào. Tiên đao đóng dấu tại chỗ bị đè xuống, nháy mắt yên lặng. Liền ngươi, Triệu Bân không có chậm trễ, mang theo đao thẳng đến bất niệm thiên. Nếu ngay cả tiên vương pháp khí đều không phá nổi, vậy liền không có cách. Bầu trời đêm thâm thúy, tinh quang ảm đạm. Triệu Bân đem bất niệm thiên bày ở đám mây bên trên, lấy bản nguyên bảo vệ nó nguyên thần. Mà hắn, thì tay cầm tiên đao, cuồn cuộn huyết mạch chi lực rót vào, cực điểm khôi phục tiên vương pháp khí uy lực. Trên thực tế, vô luận hắn quán thâu bao nhiêu lực lượng, cũng không thể hoàn toàn thôi động cái này tiên đao. Chỉ vì, hắn tu vi quá thấp. Trừ đây, chính là tiên đao đóng dấu. Chỉ cần đóng dấu vẫn còn, đao liền không phải đao của hắn. Tiền bối, đắc tội. Triệu Bân trong lòng một câu, xách đao liền chém. Tiên đao rơi xuống nháy mắt, có tiếng leng keng vang vọng. Tùy theo chính là bất niệm thiên một tiếng than nhẹ, cũng như lúc trước đau khổ không chịu nổi. Còn quá cứng rắn. Triệu Bân lần thứ hai vung đao, nhiều hơn cầm một điểm lực đạo. Vẫn là thanh thúy tiếng leng keng, tựa như hai khối sắt đá va chạm. Bất niệm thiên gương mặt tức thời trắng bệch, khóe miệng còn có máu tươi trôi tràn. Phá! Triệu Bân lại vung đao, cuồn cuộn tiên lực tung hoành. Một lần hai lần không còn ba, bất niệm thiên tử phủ, thật sự bị tiên đao chém ra một đạo cái khe nhỏ, có tiên lực từ bên trong bại tiết, còn có khô diệt lực lượng rong chơi, kia là khô diệt tiên vương phong cấm. Chính xác trời không phụ người có lòng. Triệu Bân thu tiên đao, trốn vào bất niệm thiên tử phủ. Tiểu thế giới này hắn là lần thứ hai đến, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Lúc trước như một bọn người ở giữa tịnh thổ, lần này lại nhìn, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm không chịu nổi, đều bởi vì khô diệt tiên vương tuyệt diệt một kích. Triệu Bân tìm truyền tống vực môn, cưỡng ép chuyển ra tử phủ. Còn có tiên thạch cùng thánh dược chữa thương, cũng chuyển ra một đống lớn. Ra tử phủ, hắn ngay lập tức cho bất niệm thiên phục dụng đan dược. Thương thế của nàng dược thạch bất lực, Vân Thương Tử chậm rãi nói. Luôn có chỗ tốt, Triệu Bân một viên tiếp nối một viên bóp nát. Làm xong những cái này, hắn mới dùng phù chú, đem bất niệm thiên phong cấm, thu nhập một viên chiếc nhẫn màu xanh, đây là một mai không gian giới chỉ, cũng là từ bất niệm thiên tử phủ cầm, tạm thời trước dùng đến thôi. Ông! Vực môn một trận ông rung động, Triệu Bân biến mất theo. Hắn một điểm không dám khinh thường, thời khắc đều tại vận chuyển huyền thiên quyết, diễn thiên một mạch như vậy thằng danh con, nhất định còn tại tìm hắn, lại gặp một lần bát đại tiên vương, vậy liền thật sự là quỷ môn quan. Hoàn toàn chính xác, diễn thiên một mạch còn tại âm thầm thôi diễn. Chỉ có điều, diễn thiên lão đạo trạng thái không thế nào tốt. Cái gọi là không hề tốt đẹp gì, chính là gặp thôi diễn phản phệ. Đến tột cùng là cái gì lực lượng? Ho ra máu diễn thiên lão đạo, con người cái kia tinh hồng không chịu nổi. Bao nhiêu năm, hắn vẫn là đầu về tại tiểu bối trong tay kinh ngạc. Đi xem bát đại tiên vương, sắc mặt so diễn thiên lão đạo càng khó coi hơn. Thời khắc mấu chốt đồng đội như xe bị tuột xích, sửng sốt để con vịt đã đun sôi bay, tiên giới như vậy mênh mông, đi đâu tìm vĩnh hằng tiên thể. Vực môn thông đạo chung, Triệu Bân đã ngồi xếp bằng. Đào vong nhiều ngày như vậy, lần thứ nhất tĩnh tâm đả tỏa. Hắn từng nếm thử mở ra vĩnh hằng giới, nếm thử giải khai tử phủ phong cấm,
làm sao luân hồi lực lượng quá quỷ dị, sửng sốt mở không ra, cái này giống một tầng gông xiềng, đem khí lực của hắn trong ngoài đều cho khóa kín. Đi Sirius vực, tìm Thanh Thiên chân nhân. Vân Thương Tử đột nhiên một câu. Đáng tin cậy không, Triệu Bân thu tâm thần, không quên nhìn thoáng qua Bất Niệm Thiên. Hắn là phải tìm cường giả cứu Bất Niệm Thiên, thương thế của nàng còn tại tiếp tục chuyển biến xấu bên trong, chiếu như vậy xuống dưới, không ra dăm ba tháng, tôn này tuyệt đại tiên vương, liền sẽ rơi xuống đạo hư cảnh. Tất nhiên là đáng tin cậy, Vân Thương Tử lời nói ung dung. Hắn cái gì cái lai lịch, Triệu Bân xách ra bầu rượu. Theo bối phận để tính, hắn cùng Bất Niệm Thiên cùng thế hệ, lão phu từng tại Côn Luân Thịnh Hội gặp qua hắn, cùng người Đại La Tiên Tông rất có nguồn gốc, Trường Sinh Tiên còn lúc tại vị, hai người còn thường xuyên pha trà luận đạo, nhân phẩm từ không thể nói, chí ít sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Tin ngươi, Triệu Bân lấy tinh không đồ, tìm Sirius vực tọa độ. Khoảng cách cũng không xa, ước chừng đoán chừng nhiều nhất 3 năm ngày liền đến. Nếu có động tĩnh tỉnh lại ta. Triệu Bân hóa ra mấy đạo phân thân, hắn thì chìm vào mộng đẹp. Hắn mơ hồ nhớ lại, Vân Yên từng cùng hắn nói qua, nàng sống ở giấc mộng của hắn bên trong, lần này nhập mộng cảnh, tất nhiên là tìm Vân Yên, nếu có thể đem nàng mời ra mộng cảnh, hơn phân nửa cũng có thể giải bây giờ cái này khốn cục. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng, nhập mộng mở mắt lúc, đã là Tử Trúc Phong. Lại nghĩ sư phó rồi. Vân Yên đứng trước dưới tàng cây, lẳng lặng vẽ tranh. Triệu Bân lại xách ra kính lúp, nhìn Vân Yên như nghiên cứu đồ cổ, cái này một cái có máu có thịt người, đúng là sống ở trong mộng, quả thực để người không nghĩ ra, mộng chi đạo đều là như vậy loè loẹt. Vậy không bằng, sư phó đem quần áo thoát rồi. Vân Yên cười nói, thoát không thoát đều như thế. Triệu Bân còn tại trên dưới trái phải nhìn nhìn. Hắn tiên nhãn là có thể thấu thị, xuyên không mặc quần áo có vẻ như không có gì khác nhau. Có điều, hắn coi như yếu điểm nhi mặt, xác định Vân Yên là một người sống thuận tiện. Có thể hay không ra mộng, Triệu Bân thu kính lúp. Rất khó, đủ 3 năm giây lát, mới nghe Vân Yên đáp lại. Đây là lời nói thật, mộng chi đạo rất tà dị, nàng kém xa bản tôn ngộ sâu, như tùy ý ra mộng, nàng là làm không được, về phần lần trước ra mộng cảnh, đều bởi vì kia thần chi đóng dấu âm thầm giúp đỡ. Nhưng cái này đóng dấu, cũng chỉ có thể giúp hắn một lần. Muốn theo ý xuất nhập, nàng còn phải lĩnh hội mộng chi đạo. Nhà ngươi bản tôn đâu? Triệu Bân lại hỏi. Không biết, Vân Yên nhẹ nhàng giao đầu. Đêm đó cùng mộng tiên chiến, đánh lấy liền không gặp bản tôn. Mà Triệu Bân chỗ nhìn đấu chiến hình ảnh, cuối cùng cũng chưa thấy mộng tiên cái bóng. Hoặc là nói, Vân Thương Tử truyền hình ảnh của hắn, vốn chính là tàn khuyết không đầy đủ, đại chiến kết thúc trước đó, là một mảnh mơ hồ, mộng tiên đến tột cùng đi đâu. Vân Thương Tử cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Nàng nhưng có lưu lại lời gì? Triệu Bân hỏi lần nữa. Trong miệng hắn nàng tất nhiên là chỉ Nguyệt Thần, chắc chắn Tú Nhi tới qua mộng cảnh này. Đối với cái này hắn một điểm không ngoài ý muốn, đây chính là một tôn thần, bản lãnh lớn đâu. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo, Vân Yên khẽ nói cười một tiếng. Cái này, chính là Nguyệt Thần để lại cho Triệu Bân, cũng chỉ có cái này bát tự. Nàng chưa hề nghĩ tới, tiểu tử này lại còn có một cái làm thần minh sư tôn, mà lại tôn kia nữ thần, vẫn là kinh diễm nhất thần minh, kia cửu thế luân hồi truyền thuyết, từ xưa chính là một đoạn thần thoại. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, lời này Nguyệt Thần từng cùng hắn nói qua. Sơ tâm chính là đạo tâm, hắn tại rất nhiều năm trước liền đã có giác ngộ, về phần Nguyệt Thần vì sao không gặp hắn, hơn phân nửa là chúng thần truy sát. Lúc này mới lấy mộng cảnh phương thức giáng lâm, đưa thần minh đóng dấu cho Vân Yên. Cái này đóng dấu, giúp hắn đại ân. Nếu không phải đóng dấu trợ chiến, hắn hơn phân nửa đã chết. Triệu Bân chưa dừng lại quá lâu, quay người ra mộng cảnh, Vân Yên giữ lại cho mình trong mộng. Lúc nào hắn nghĩ đến, nằm kia ngủ một giấc thuận tiện, sống ở trong mộng sư phó, từ đầu tới đuôi đều cảm thấy rất tà dị. Lại về hiện thực, hắn lại khắc không gian bên trái. Chuyến này là đi Sirius vực, tìm Thanh Thiên chân nhân. Đường xá xa xôi, hắn đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, vẫn là nghiên cứu vĩnh hằng giới, nghiên cứu trên đó luân hồi lực lượng, bực này lực lượng rất huyền ảo, trong truyền thuyết cửu chuyển luân hồi, lấy thiên kiếp phương thức còn sót lại xuống tới. Cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể ngộ ra loại này nói. Đương nhiên, hắn là trong đêm tối tìm tòi, chậm rãi cảm ngộ.
như Nguyệt Thần vẫn còn, như cho hắn chỉ điểm một hai, nhất định có thể làm ít công to. Siêu. Triệu Bân tái xuất vực môn, đã là Sirius vực. Đây là hắn nhập tiên giới về sau, tới qua lớn nhất tinh vực. Chuyện xưa như sương khói na. Vân Thương Tử lại phạm bệnh cũ, lại đặt kia buồn vô cớ. Rất hiển nhiên, hắn tới qua mảnh tinh vực này. 800 năm sau trở lại chốn cũ, tất nhiên là sinh lòng cảm hoài. Trong miệng người Thanh Thiên chân nhân, có đáng tin cậy hay không? Triệu Bân một bên nhìn tinh không đồ vừa nói, như lời này, hắn một đường đã hỏi rất nhiều lần, dù sao người kia hắn chưa thấy qua, dù sao liên quan đến thân gia tính mạng, tùy tiện tiến về sợ sẽ là một trận ách nạn. Hắn nhân phẩm hồng hoang đều biết, tuyệt không phải cướp gà trộm chó hạng người. Vân Thương Tử một câu nói dõng dạc, kích động liền kém phát thể độc. Triệu Bân không nói, chỉ nhìn thoáng qua Bất Niệm Thiên, hắn chờ được, vị này đã đợi không dậy nổi, ba ngày thời gian nàng lại hàng tu vi, thương thế so lúc trước càng hỏng bét, nhu cầu cấp bách một tôn tiên vương thi pháp cứu chữa, lại tiếp tục trì hoãn, coi như không phải rơi xuống hàng giai đơn giản như vậy, sẽ chân chính nguy hiểm sinh mệnh. Mạo hiểm cũng phải thử một lần. Triệu Bân hít sâu một hơi, lại một lần nữa mở vực môn. Dựa theo Vân Thương Tử chỉ dẫn, tại một cái yên tĩnh trong đêm, hắn giáng lâm tại một viên phàm nhân cổ tinh, tinh không trên bản đồ đối nó có đánh dấu, thế nhân đều gọi nó phàm trần tinh, cơ bản không có tu sĩ. Ẩn thế tại phàm trần. Triệu Bân một tiếng nói thầm, thẳng đến phương đông một vùng biển. Kia là một mảnh bao la biển cả, trong đó treo lấy một hòn đảo nhỏ. Như chưa ra ngoài, hẳn là liền tại bên trong, Vân Thương Tử nói. Triệu Bân từ trên trời giáng xuống. Đối hòn đảo nhỏ này chắp tay cúi người, Đại La Tiên Tông đệ tử. Bái kiến tiền bối. Thật lâu, cũng không thấy trong đảo có hồi âm. Toàn bộ đảo nhỏ, như mặt nước phẳng lặng một loại bình tĩnh. Triệu Bân lại tiến lên một bước, đồng dạng lời kịch lại sách một lần. Cửa đang mở. Lần này, trong đảo cuối cùng là có đáp lại. Nghe âm sắc, hẳn là một cái lão nhân hiền lành, ngữ khí có phần ôn hòa. Ngươi nghe một chút, như vậy hiền hòa lão tiền bối. Có thể là hạ lưu mặt hàng. Vân Thương Tử nói, đánh đáy lòng là vô điều kiện tin tưởng, ẩn thế tại phàm trần, hiển nhiên sớm đã khám phá hồng trần. Triệu Bân không nghe hắn nói linh tinh, bởi vì hắn nếm qua phương diện này thua thiệt. Tưởng tượng ngày xưa, Hạo Thiên Tiên Vương cũng là hiền lành ôn hòa, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều không giống cái nhân vật phản diện. Nhưng kết quả đây, tên kia cho hắn đến một cái tươi mát thoát tục tên vở kịch. Nếu không phải Tú Nhi có lưu chuẩn bị ở sau, hắn sớm tại đêm đó liền thăng thiên. Sững sờ cái gì đâu? Vân Thương Tử một tiếng gào to. Triệu Bân nhìn thoáng qua bốn phía, nhấc chân nhập đảo nhỏ tự. Trong đảo không quá mức cấm chế, cũng tươi thấy linh lực rong chơi, hết thảy đều như phàm trần, có trái cây rau quả trồng, còn có thành mẫu ruộng lúa cây ăn quả, cực giống một cái thôn đường, phòng xá đều là phòng trúc nhỏ. Hắn đến lúc đó, chính thấy một cái nông phu gánh nước tưới đồ ăn. Nhìn hắn thành thạo thủ pháp, thật sự như cái lão nông dân. Hắn, chính là Thanh Thiên chân nhân, Vân Thương Tử nhắc nhở. Cùng ta suy nghĩ, có chút không ra thế nào đồng dạng. Triệu Bân vội ho một tiếng, trên dưới quét lượng đối phương, từ trên người của người này, hắn chỉ ngửi được hương thổ khí tức, không một chút nhi tu sĩ khí uẩn. Lại là trở lại nguyên trạng. Triệu Bân trong lòng như vậy nghĩ đến. Nếu không phải đạo hạnh cao thâm, nếu không phải đối đại đạo rất có lĩnh hội, tuyệt không có khả năng diễn xuất khí chất như vậy, chính là bị cầm tù lúc minh, từ bên ngoài nhìn vào không có gì cái lạ thường, kỳ thực là một tôn ngoan nhân. Người không thể xem bề ngoài, Triệu Bân thì thào một câu. Cho dù là một viên phàm nhân cổ tinh, cũng là ngọa hổ tàng long. Vãn bối Triệu Tử Long, xin ra mắt tiền bối. Triệu Bân chắp tay thi lễ. Lão hủ cái này không có như vậy nhiều phép tắc. Thanh Thiên chân nhân tùy ý bày tay, còn tại cầm bầu nước, tại vườn rau bên trong hắt phẫy, chỉ ở lơ đãng một nháy mắt, bên cạnh mắt quét Triệu công tử liếc mắt. Chính là như thế liếc mắt, để hắn có chút kinh ngạc. Lấy hắn bây giờ tu vi, càng nhìn không thấu cái này hậu bối. Đáng giá khẳng định là, tiểu tử này là một cái đặc thù huyết thống, về phần là cái kia một mạch truyền thừa, hắn tuyệt không nhìn ra, là hắn ẩn thế quá lâu, Tiên Tông lại thu một cái yêu nghiệt người tài. Hắn không nhận ra ta. Thấy Thanh Thiên chân nhân thần thái, Triệu Bân trong lòng hạ như thế cái kết luận. Cũng chính là nói, lão đầu nhi này hoàn toàn chính xác tại ẩn thế, đối với ngoại giới ân oán biết cũng không nhiều, tựa như chân dung của hắn,
thế lực đối nghịch cơ bản mỗi người một phần, nhận ra hắn người nhưng không phải số ít. Tầm lão hủ chuyện gì? Thanh Thiên chân nhân buông xuống bầu nước, ngồi trên mặt đất trên đầu móc ra tẩu hút thuốc. Nghĩ xin tiền bối cứu một người. Triệu Bân do dự một giây, mới mời ra bất niệm thiên. Thấy chi, còn tại nhét làn khói Thanh Thiên chân nhân, như quỷ mị giáng lâm. Hắn cùng Đại La Tiên Tông rất có nguồn gốc, tự nhận phải bất niệm thiên. Nguyên nhân chính là nhận ra, hắn mới kinh dị, lấy bất niệm thiên chi tu vi, như thế nào tổn thương thảm như vậy, mà lại, còn rơi xuống đỉnh phong tu vi, vô luận là tiên lực tinh khí, vẫn là bản nguyên tuổi thọ, đều đang chậm rãi sói mòn, đã nghiêm trọng tác động đến căn cơ. Hắn thu tẩu hút thuốc, hai ngón khép lại, đặt ở bất niệm thiên mi tâm. Đợi một phen nhìn lén về sau, hắn thần thái khó coi không ít, thương thế rất nghiêm trọng a. Ai tổn thương nàng? Thanh Thiên chân nhân hỏi, ngữ khí nhiều một vòng lãnh ý. Là Bát Đại Thánh Địa, Triệu công tử tuyệt không giấu giếm, thuận tiện còn đem nửa đường chặn giết một chuyện, dăm ba câu tường thuật tóm lược một bên, về phần hắn độ thiên kiếp sự tình mà. Bị hắn rất tự giác lướt qua. Lại là Bát Đại Thánh Địa. Thanh Thiên chân nhân hừ lạnh một tiếng, sát ý để thiên địa đều kết hàn băng. Xem đi, vị tiền bối này rất chính phái. Vân Thương tử ung dung cười một tiếng. Nhìn ra, Triệu Bân nhịn không được dùng mình một cái, bởi vì Thanh Thiên chân nhân sát ý, thật sự là quá khủng bố, chính đáng hay không phái hắn không biết, nhưng lão đầu nhi này, quả thực mạnh dọa người. Giận thì giận, người trước tiên cần phải cứu. Thấy Thanh Thiên chân nhân phất tay áo, liên miên tiên lực tung xuống. Không hổ là tiên vương, Triệu Bân xử xuất tất cả vốn liếng đều không thể làm gì sát ý, tại Thanh Thiên chân nhân cái này, đúng là nhẹ nhõm phủ diệt. Còn có bất niệm thiên trong cơ thể mấy đạo phản phệ lực lượng, cũng là trấn áp thô bạo. Nhưng, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử đều biết, muốn cứu bất niệm thiên, những cái này còn thiếu rất nhiều. Liền bọn họ cũng đều biết, Thanh Thiên chân nhân từ Yemen Nhi Thanh, có chút cái tổn thương, không phải 2-3 ngày liền có thể trị tốt, chỉ như vậy, là kéo quá lâu, thương thế đã chuyển biến xấu đến cực hạn. Ông, cùng với một tiếng vù vù, Thanh Thiên chân nhân chuyển ra một cái đại gia hỏa. Cái gọi là đại gia hỏa, chính là một cái vàng óng ánh đồng lô, khí thế rộng rãi, nó uy áp nặng như núi non, lấy ra một nháy mắt, ép Triệu công tử đều một trận lảo đảo, lại nhìn đồng lô nở rộ kim quang, còn lắc hai người bọn họ mắt bôi đen, đợi hai mắt thành thanh minh, hắn mới nhìn rõ ràng, đồng lô bốn phương, điêu khắc chính là tứ đại thần thú đồ đằng, trừ này chính là cổ xưa bí văn, tại trên đó lưu truyền. Thiên Vũ Tiên Lô, Vân Thương tử một tiếng kinh dị. Người rất biết hàng a. Triệu Bân hiếu kỳ đánh giá. Lô này là do trời vũ thần thiết chú tạo, chính là Thanh Thiên chân nhân bản mệnh khí, lực sát thương là hủy thiên diệt địa, năm đó trường sinh tiên tới luận đạo luận bàn, bị nhốt ở đây trong lò, lại còn bị thiệt lớn. Vân Thương tử càng nói càng phấn khởi, năm đó lão phu may mắn ở đây, nhìn rõ ràng. Thần thiết A, Triệu Bân hung hăng thổn thức. Từ bất niệm thiên chiến lực đến xem, trường sinh tiên nhất định càng mạnh. Có thể để cho trường sinh tiên kinh ngạc người, cùng cấp bậc sợ là không có mấy cái. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Thiên chân nhân cũng là một kẻ hung ác, chính là không biết, cùng lúc minh so sánh, có phải là còn kém chút nhi hỏa hầu, người kia mới là thật khủng bố, chế tài người đều tự mình hạ tràng chân áp. Siêu. Hai người đàm luận lúc, Thanh Thiên chân nhân đã xem bất niệm thiên để vào Thiên Vũ Tiên Lô. Xong, liền thấy trong lò giấy lên hư ảo liệt diễm, chính là Thanh Thiên chân nhân nguyên thần chi hỏa. Triệu Bân trong lòng minh bạch, Thanh Thiên chân nhân muốn luyện diệt khóa lại bất niệm thiên khô diệt lực lượng. Trừ đây, chính là thiên kiếp còn sót lại lực lượng, cùng giấu giếm nguyên thần phản phệ cùng băng lãnh sát ý, cái này xác thực có phần tốn thời gian, bởi vì dạng này chữa thương, cần tại không thương tổn bất niệm thiên điều kiện tiên quyết tiến hành. Nhà ngươi sư tôn quần áo vải vóc, rất rắn chắc a. Vân Thương tử đột nhiên đến một câu như vậy, món kia tiên y rất tà dị, lửa đều đốt không xấu. Hắn còn tìm nghĩ, như bất niệm thiên quần áo bị đốt diệt, xem chút nhi hương diễm hình tượng đâu. Triệu Bân không có trả lời, chỉ mắt liếc Vân Thương tử. Nếu không phải vĩnh hằng giới bị khóa, hắn chắc chắn đem cái thằng này xách ra tới, đường đường chính chính đánh cái nơ con bướm. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, bất niệm thiên quần áo. Hoàn toàn chính xác rất rắn chắc. Hắn đang nhìn Thiên Vũ Tiên Lô, Thanh Thiên chân nhân thì đang nhìn hắn. Lúc trước chỉ lo cho bất niệm thiên chữa thương, nghiễm nhiên xem nhẹ tiểu oa này. Tiểu tử này cũng có tổn thương, chẳng qua cũng không lo ngại,
để hắn rất là tò mò chính là, tiểu bối này trên thân, cất giấu một loại lực lượng thần bí, khóa hắn tử phủ, hắn cái này trong lúc nhất thời lại chưa nhìn ra lịch. Tiền bối, nàng bao lâu có thể tỉnh lại? Triệu Bân hỏi. Nhiều nhất 3 năm ngày. Thanh Thiên Chân Nhân cười nói, phật tay một gốc dược thảo đầu nhập vào trong lò đan, bị hắn rèn luyện ra tinh hoa, dung nhập bất niệm thiên trong cơ thể, bổ sung tiên lực tiêu hao. Ngươi, là tiên tông mấy đời đệ tử? Thanh Thiên Chân Nhân thuận miệng hỏi. Hắn chính là bất niệm thiên đồ nhi, đương đại đại la thánh chủ. Không đợi Triệu Bân ngôn ngữ, liền nghe Vân Thương Tử một tiếng gào to. Bất niệm thiên đồ nhi. Đại la tiên tông thánh chủ. Thanh Thiên Chân Nhân lông mày chọn lão cao, lần thứ nhất có chút trịnh trọng quét nhìn Triệu Bân. Đại la tiên tông là bực nào tồn tại, cho dù xuống dốc, cũng không phải bình thường thánh địa có thể so sánh, như thế nào chọn cái hậu bối làm thánh chủ, còn có, lấy bất niệm thiên bối phận, thu như thế cái tiểu bối, có phải là có chút không quá phù hợp. Không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc, Triệu Bân thầm mắng một tiếng. Sớm muộn phải biết, ta phải thẳng thắn gặp nhau. Vân Thương Tử lý do thoái thác chỉnh một bộ một bộ. Thanh Thiên Chân Nhân tuyệt không thu mắt, còn tại nhìn Triệu Bân, cũng tương tự đang tìm. Mới là ai đang nói chuyện, hắn chưa tìm được nửa điểm vết tích, giấu kín tại không gian. Kẻ này, bất phàm. Nhìn thật lâu, Thanh Thiên Chân Nhân đạt được như thế một cái kết luận. Hắn là hiểu rõ bất niệm thiên, nếu không phải kinh diễm hạng người, như thế nào nàng yêu ái. Hắn cũng là hiểu rõ Đại La Tiên Tông. Nếu không phải nghịch thiên yêu nghiệt, nào có tư cách làm thánh chủ. Trong cơ thể nàng còn sót lại thiên kiếp lực lượng, người cướp, Thanh Thiên Chân Nhân điềm nhiên như không có việc gì thu mắt, cũng là điềm nhiên như không có việc gì hướng lò đan đầu vào một gốc màu xanh tiên quả, hỏi vẫn là Triệu công tử. Tất nhiên là hắn kiếp, trọn vẹn dẫn tới 8 tôn nguyệt thần. Kiếp trung nguyệt thần chính xác bá đạo, đem chế tài người pháp tắc thân dẫm diệt 3 hồi. Tiểu tử này bị buộc đến sống chết trước mắt. Lại vẫn mở cực cảnh, cùng 8 thế hợp nhất nguyệt thần, chiến long trời lở đất, vãn bối đã khắc ấn hình tượng, quay đầu đưa cho tiền bối nhìn một chút. Vẫn là Vân Thương Tử, nghiễm nhiên đã thành một cái nói nhiều, hô to nói lớn không xong. Triệu Bân thì sắc mặt đen nhánh, con hàng này hôm nay rất không thành thật a. Cái gì đều hướng bên ngoài nói. Vân Thương Tử hô to nói lớn, Triệu công tử sắc mặt đen nhánh. Đi nhìn một bên Thanh Thiên Chân Nhân, lại trầm mặc dọa người. Hắn nên bị kinh đến, chấn kinh tên tiểu bối này thiên phú. Khó có thể tưởng tượng, thiên phú phải có nhiều nghịch thiên, khả năng dẫn xuất 8 tôn nguyệt thần pháp tắc thân, khả năng đỉnh lấy thiên kiếp mở bất tử bất diệt, hắn thật sự là ẩn thế quá lâu rồi. Trên đời lại ra như thế cái yêu nghiệt. Hắn cuối cùng là thu mắt, chuyên tâm thiên vũ tiên trong lò bất niệm thiên. Triệu Bân mặt ngoài dù không nói cái gì, âm thầm lại cho Vân Thương Tử mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Đừng ngạc nhiên. Tài không lộ ra ngoài biết hay không? Thanh Thiên Chân Nhân còn có thể đem ngươi ăn cướp hay sao? Vân Thương Tử xem thường, chắc chắn tiểu tử này khẩn trương quá mức. Chớ lại nói lung tung, Triệu Bân cảnh cáo một tiếng. Nhìn cho ngươi bị hù, Vân Thương Tử cũng là thức thời, dứt khoát không dám ngôn ngữ. Triệu Bân thì hít sâu một hơi, phụng trộm nhìn thoáng qua Thanh Thiên Chân Nhân. Lão đầu nhi này vẫn như cũ hiền lành ôn hòa, lại rất chuyên nghiệp. Chuyên tâm cho bất niệm thiên chữa thương. Liền cái này mất một lúc, hắn trước đây tiên trong lò, đầu vào 10 mấy chu tiên thảo, phẩm giai đều không thấp, trong đó có như vậy vài cọng, hắn thấy cũng không thấy qua, hơn phân nửa là ngoại giới đã tuyệt tích. Nhìn bất niệm thiên, bản mệnh khí tức đã ổn định không ít. Nàng thương thế dù khó giải quyết, nhưng tuổi thọ sói mòn cũng dừng lại. Phía sau chính là tu vi cảnh giới, cũng chậm rãi đình chỉ ngã xuống. Chữa thương còn phải là đỉnh phong tiên vương. Triệu công tử trong lòng một câu, thổn thức âm thanh rất nhiều. Đổi lại là hắn, chớ nói cứu bất niệm thiên, liên sát ý đều không thể ma diệt. Ngươi cùng Nguyệt Thần, ra sao quan hệ? Trầm mặc hồi lâu Thanh Thiên Chân Nhân, đột nhiên một câu. Nếu không phải nguồn gốc rất sâu, kiếp chung như thế nào ra 8 tôn Nguyệt Thần? Không dối gạt tiền bối nói, Nguyệt Thần từng đào qua mộ tổ tiên nhà ta. Triệu công tử há miệng tụ đến, vừa nói chuyện cái kia lời nói chân thành. Vân Thương Tử nghe, tàn hồn không khỏi run lên, cái này mẹ nó thật giả. Khẳng định là giả a. Triệu công tử nhiều cơ trí a. Bây giờ tiên giới thế cục này, hắn không nên cùng Nguyệt Thần dính líu quan hệ, sơ sót một cái, sẽ bị các đại lão mời đi uống trà, lại sơ sót một cái, toàn bộ Đại La Tiên Tông đều sẽ gặp nạn.
Như thế, kéo cái hoảng vẫn rất có cần thiết. Nhìn hắn cái này thần thái, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, ta cùng Nguyệt Thần không đội trời chung. Có lẽ là hắn diễn kỹ quá cao, Thanh Thiên Chân Nhân thật sự là tin như vậy 2-3 phần. Đừng nói, nào đó một thế Nguyệt Thần na, thật là có đạo nhân tổ mộ phần tật xấu. Có này đồ nhi, như Nguyệt Thần ở đây, nhất định có một câu nói như vậy. Đi, cứ làm như vậy, lão nương phụ trách bị người truy, người liền phụ trách hèn mọn phát dục. Nguyệt Thần thật đào qua mộ tổ tiên nhà ngươi. Làm sao, nàng cũng đào qua nhà ngươi. Vân Thương Tử cũng là nhàn nhức cả trứng, đối chuyện này có phần để bụng. Triệu công tử tất nhiên là giả ngu, nói cái gì cũng không thể vạch trần ra ngoài. Thanh Thiên Chân Nhân lại trầm mặc, ánh mắt sáng tối chập chờn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ khi thì bên cạnh mắt, nhìn một chút bên cạnh thân tiểu bối, khóa hắn tử phủ lực lượng thần bí, chớ không phải luân hồi lực lượng. Nên quá hiếu kỳ, hắn còn dòm nhìn mấy lần. Cho ra kết luận mà, cùng suy đoán cơ bản không sai biệt lắm. Đã là 8 tôn Nguyệt Thần pháp tắc thân, đã là thiên kiếp còn sót lại lực lượng, nhất định là liên quan đến luân hồi, trong truyền thuyết nữ thần minh, sớm đã ngộ ra luân hồi, không phải, nàng cũng sẽ không có cửu thế thần thoại. Tiểu hữu huyết thống, là cái kia một mạch truyền thừa. Thanh Thiên Chân Nhân cười nói. Vĩnh Hằng Tiên Thể, Vân Thương Tử lại không có buộc lại, thay Triệu Công Tử trả lời. Triệu Công Tử cái kia mặt na, lại đen như than cốc, này hàng thật không thành thật a. Khó trách. Thanh Thiên Chân Nhân một tiếng thổn thức, trong mắt còn có một vòng tinh quang lóe sáng. Khó trách Bất Niệm Thiên sẽ thu tiểu tử này làm đồ nhi, khó trách con hàng này có thể làm Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, nguyên là một mạch nghịch thiên huyết thống, tu vi không là vấn đề, bởi vì mạch này liền không có hời hợt hạng người. Vĩnh Hằng Giới. Thanh Thiên Chân Nhân lẩm bẩm ngữ, chỉ hắn chính mình nghe thấy. Lúc trước hắn còn tại tìm nói chuyện người kia, lần này không cần tìm. Định trốn ở Vĩnh Hằng Giới bên trong, kia là Vĩnh Hằng Tiên Thể một mảnh không gian tùy thân, cho dù hắn đỉnh phong tiên vương, cũng chưa chắc có thể tìm ra. Như hắn lường trước không kém, tiểu tử này Vĩnh Hằng Giới cũng bị khóa. Như hắn lường trước không kém, khóa Vĩnh Hằng Giới cũng là kia luân hồi lực lượng. Tiền bối, nhưng có biện pháp giải tử phủ cùng Vĩnh Hằng Giới? Vân Thương Tử hỏi. Vấn đề này, Triệu Công Tử cũng muốn biết, cũng không thể bị luân hồi một mực như vậy khóa lại. Tự nhiên là có, Thanh Thiên Chân Nhân hiền hòa cười một tiếng. Xong, hắn còn bồi thêm một câu, đợi lão phu chữa khỏi Bất Niệm Thiên. Dứt lời, hắn lại đi lò đan đầu vào một gốc tiên thảo, lấy nguyên thần chi hỏa rèn luyện tinh hoa. Triệu Bân không có quấy rầy, tìm một chỗ ngồi xếp bằng, 3 năm ngày thời gian không thể bỏ bê. Hắn tại củng cố động hư tu vi, một cảnh một thiên địa, quả nhiên là không giả, triệt để thăng cấp động hư cảnh, cũng không phải huyền tiên có thể so sánh. Như tử phủ bị giải khai, hắn lực lượng nhất định càng thêm bàng bạc. Làm sao nhìn giống luyện đan? Triệu Bân tâm thần xa vào, Vân Thương Tử lại tỉnh dậy. Như lời này, hắn đã nói thầm rất nhiều lần, nhìn Thanh Thiên Chân Nhân không ngừng hướng lò đan tung ra tài liệu luyện đan, cho dù ai nhìn, đều giống như tại luyện một lò đan dược, mà lại, đan dược phẩm giai còn không thấp. Là ta cô lậu quả văn, Vân Thương Tử trong lòng nói. Tiền bối phương pháp chữa thương. Hắn cái này làm vãn bối quả thực nhìn không thấu. 2 ngày, lặng yên mà qua. Triệu Bân tỉnh lại lúc, Thiên Vũ Tiên Lô chính quang huy bắn ra 4 phía. Hắn ngay lập tức tiến lên trước, có thể xuyên thấu qua Tiên Lô trông thấy Bất Niệm Thiên, khóa lại nàng khô diệt lực lượng, đã bị luyện diệt, thể phách còn sót lại sát ý cùng mấy đạo phản phệ lực lượng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lẽ ra, Bất Niệm Thiên cũng nên tỉnh lại. Nhưng nhìn nàng thần thái, nghiễm nhiên không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Triệu Bân trộm nhìn thoáng qua Thanh Thiên Chân Nhân, cái này lão tiền bối bình tĩnh khoan thai, không có gì dư thừa động tác, cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hướng lò đan bên trong, tung ra từng loại tài liệu luyện đan. Hắn chưa quấy dày, như giống cây lao đứng ở đó. Vĩnh Hằng Giới bên trong Vân Thương Tử, cũng trầm mặc không ít. Toàn bộ đảo nhỏ tự, vô luận ngày đêm đều là tĩnh dọa người. Tiền bối là một cái luyện đan sư đi, Triệu Bân hỏi một câu. Hơi có tạo nghệ, Thanh Thiên Chân Nhân cười một tiếng, vẫn là như vậy ôn hòa hiền lành. Tiền bối như vậy phương pháp chữa thương, trái ngược với cực luyện đan. Còn phải cảm tạ tiểu hữu, đưa tới như thế một cái đan dẫn. Thanh Thiên Chân Nhân lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên địa bầu không khí đều biến. Lúc trước hô to nói lớn Vân Thương Tử, giờ phút này cũng treo giữa không trung bất động,
người này ngụ ý rõ ràng, không phải tại chữa thương, mà là tại cầm bất niệm thiên. Luyện đan, cũng chính là trong truyền thuyết huyết đan. Tiền, tiền bối, cái này trò đùa nhưng không mở ra được. Vân Thương Tử cười ha ha. Lấy tiên vương làm đan dẫn, lão phu đã từng luyện qua, sẽ là một viên đoạt thiên tạo hóa đan. Thanh Thiên chân nhân cười một tiếng, nhưng hắn bây giờ ôn hòa cùng hiền lành, chiếu đến ánh trăng đã là biểu lộ ra khá là khiếp người. Nàng thế nhưng là người bạn cũ, Vân Thương Tử ngữ khí run lên một cái. Nhưng nàng, có thể giúp lão phu thành thần. Thanh Thiên chân nhân hiền hòa cười một tiếng. Ngươi, Vân Thương Tử bỗng nhiên nghẹn lời, âm thầm phiến chính mình hai bàn tay. Là hắn xem thường nhân tính tham lam cùng đê xê vọng, quỷ hiểu được như thế một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối, lại cũng làm như vậy hạ lưu sự tình, hết lần này tới lần khác, vẫn là hắn giới thiệu Triệu Tử Long đến, mà lại lúc trước, còn đem người Triệu Tử Long bí mật, run sạch sẽ, hắn đây là đào bao lớn một cái hố a. Nói đến Triệu Bân, đúng là đứng ở đó một chút không kéo. Hắn ngược lại là muốn động, lại bị Thanh Thiên chân nhân cấm gắt gao. Dưới ánh trăng đảo nhỏ tự, bình tĩnh tường hòa, nhưng cũng âm trầm khủng bố. Chỉ vì, cái kia nhìn như hòa ái dễ gần lão tiền bối, lộ ra sâm bạch răng nanh. Cũng trách hắn diễn kỹ quá tinh xảo, đem hai cái này hậu bối từ đầu tới đuôi hù chính là xoay quanh. Đại La Tiên Tông tốt xấu đối người có ân, như vậy báo đáp ân nhân. Đường đường đỉnh phong tiên vương, như vậy hành vi cũng không sợ hậu nhân chế nhạo. Thật sự cho rằng đem luyện thành huyết đan, ngươi liền có thể nghịch thiên phong vị thần minh rồi. Vân Thương Tử tên kia như ăn thuốc súng, thuận tiện còn đánh một ống gà con máu, này sẽ mắng hăng hái, hắn tín nhiệm vô điều kiện một cái tiền bối, đúng là bực này mặt hàng, quả thực ép không được hỏa nhi. Hắn mắng ngược lại là hăng hái, Thanh Thiên chân nhân căn bản không để ý. Hoặc là nói, Thanh Thiên chân nhân tìm không được vĩnh hằng giới vị trí chính xác. Nếu không phải như thế, chửi mẹ kia hàng chắc chắn chết vô cùng khó coi. Tiểu tử, oán ta. Vân Thương Tử cái này một câu, là đối Triệu công tử nói. Tài không lộ ra ngoài, Triệu Tử Long không phải không nhắc nhở qua hắn, nhưng hắn toàn bộ làm như gió thoảng bên tai, bây giờ ngược lại tốt, dẫn xuất Thanh Thiên chân nhân tham lam, thật xa chạy tới, sững sờ thành ngàn dặm tặng đầu người. Nếu bọn họ táng diệt ở đây, hắn khó từ tội lỗi. Như thế một cái hố to, chính là hắn tự tay đào. Hắn cũng là tiên vương, lại không nhìn thấu thế đạo hiểm ác. Triệu Bân không nói, chỉ hai con mắt trên dưới trái phải chuyển động. Có oán hay không Vân Thương Tử hắn không biết, hắn chỉ biết Thanh Thiên chân nhân, từ ngay từ đầu liền không có an cái gì hảo tâm, sợ là đang nhìn thấy bất niệm thiên kia một cái chớp mắt, lão gia hỏa này liền nghĩ tốt đem nó luyện thành đan. Hắn đoán một chút cũng không giả. Thanh Thiên chân nhân chính là như vậy dự định. Cho bất niệm thiên chữa thương là thật, muốn đem nó luyện thành đan cũng là thật, hắn đã từng có chút do dự, đang cứu người cùng luyện đan ở giữa vừa đi vừa về bàng hoàng, cho đến Vân Thương Tử một phen, hắn mới hạ quyết tâm, như một cái bất niệm thiên không đáng hắn vi phạm đạo tâm, kia lại thêm một cái vĩnh hằng tiên thể, chính là kiếm bổn không lỗ mua bán, luyện hóa hai người này, hắn có hy vọng phong thần. Nói cho cùng, vẫn là tham lam cùng đê xê vọng tại quấy phá. So sánh phong vị thần minh, giết hai cái người dâu ria. Nghĩ như vậy, hắn một tay bóp ấn quyết, thì bí pháp thần thông, có thể mỗi ngày vũ tiên trong lò, có pháp tắc dây xích đang bay trốn, đem ngủ say bất niệm thiên, trong trong ngoài ngoài trực tiếp khóa kín. Tung luyện hóa chúng ta, tiền bối cũng thành không được thần. Triệu công tử cuối cùng là mở miệng, nói có chút đứng đắn. Cái này cũng là lời thật, như nuốt một viên huyết đan liền có thể phong thần, vậy còn muốn đại đạo tác dụng gì? Nguyệt thần từng cùng hắn nói qua rất nhiều lần, cảm ngộ không tới nơi tới chốn, lại nhiều ngoại lực cũng chỉ là hư ảo bài trí. Việc này, không phải ngươi định đoạt. Thanh niên chân nhân cười, nhiều một vòng dày đặc. Nhìn hắn kia thâm thúy mắt, thì nhiều một vòng điên cuồng, hắn kẻ tại đỉnh phong tiên vương đã nhiều năm, từng thử qua rất nhiều phương pháp đi xung kích thần vị, đều không công mà lui, là hiện thực đem hắn ép lên tuyệt lộ, hắn muốn thành thần chấp niệm, đã thành một loại ma chướng. Ma chướng đến có thể không từ thủ đoạn. Hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần một cái kết quả. Thành thần, cái gì cái nhân quả đều là xem qua Vân Yên. Hắn phong thần con đường, sẽ chú định phủ kín máu và xương. Siêu. Hắn một cái nhẹ phẩy tay, đem Triệu Bân cũng ném vào tiên trong lò. Không đợi Triệu công tử đứng vững thân hình, liền bị một áp lực đáng sợ, nghiền khoanh chân trên mặt đất, tiếp theo chính là từng đầu pháp tắc dây xích.
cũng đem hắn thể phách trong ngoài khóa gắt gao, không thể động đậy. Tiền bối, tỉnh lại. Triệu Bân truyền âm, muốn tỉnh lại Bất Niệm Thiên. Nhưng, ngủ say Bất Niệm Thiên không có chút nào đáp lại, hoặc là nói tinh thần của nàng cùng tiềm ẩn ý thức, đều bị Thanh Thiên Chân Nhân phong, cũng như lúc này Triệu Bân, là một con đợi làm thịt con cừu non. Oanh! Thanh Thiên Chân Nhân nguyên thần chi hỏa mãnh liệt, bao phủ Triệu Bân. Tại luyện huyết đan trước đó, hắn trước tiên cần phải đem luân hồi lực lượng luyện hóa. Đỉnh Phong Tiên Vương thủ đoạn rất không tầm thường, khóa Triệu Bân nhiều ngày luân hồi lực lượng, lại thật sự có buông lỏng, dù sao đây là thiên kiếp còn sót lại lực lượng, không có đến tiếp sau tiếp tế, bị luyện hóa chỉ vấn đề thời gian. Chớp mắt lại 3 ngày, lặng yên mà qua. 3 ngày ở giữa, Vân Thương Tử tiếng mắng không ngừng. 3 ngày ở giữa, Thiên Vũ Tiên Lô liệt diễm hừng hực. Bị khóa trong đó Triệu Công Tử cùng Bất Niệm Thiên, từ không thể động đậy, mặc cho tài liệu luyện đan dung nhập, những cái kia đều là tinh hoa, cũng là luyện huyết đan thiết yếu một cái quá trình, bọn hắn đều là vật chứa. 3. Ngày thứ tư đêm, có một đạo thanh âm rất nhỏ vang vọng. Là Triệu Bân Tử Phủ giải phong, Thanh Thiên Chân Nhân giải khai. Mà khóa lại Tử Phủ luân hồi lực lượng, cũng bị cường thế luyện hóa, thành một đạo vô hình tiên quang. Thanh Thiên Chân Nhân vốn định đem nó cầm ra thật tốt nghiên cứu một phen, chưa từng nghĩ, luân hồi lực lượng vừa bị luyện hóa, liền chui vào Triệu Bân thể phách, dung nhập nó bản nguyên, tốc độ nhanh chóng liền hắn đều không kịp phản ứng. Quả thực thú vị, Thanh Thiên Chân Nhân một câu u cười. Cũng không sao, đợi đem nó luyện thành huyết đan, cái gì đều là hắn. Hắn như thế không sao, Triệu Công Tử thần sắc liền rất thống khổ, đừng nhìn chỉ một tia luân hồi lực lượng, lại tiềm ẩn bàng bạc lực lượng. Mờ mịt mà rộng rãi, đụng hắn thể phách một trận lốp bốp. 3. Vẫn là như vậy tiếng vang, đến hợp thời sấn cảnh. Bị phong tại trong lò Triệu Bân, lại mẹ nó thăng cấp. Tại Thanh Thiên Chân Nhân mà nói, đây cũng là một chuyện vui, vĩnh hằng tiên thể tu vi càng cao, luyện ra huyết đan phẩm chất liền càng tốt, hắn ước gì tên tiểu bối này một đường thăng cấp đến đạo hư cảnh đâu. Tử phủ bị giải khai, sau đó chính là vĩnh hằng giới. Thanh Thiên Chân Nhân cuối cùng thị lực, lại cũng không tìm được. Chỉ một điểm này, hắn liền cùng lúc minh cái kia ngoan nhân có chênh lệch không nhỏ, chỉ ít đến thời khắc này, hắn cũng không nhìn ra Triệu Công Tử chính là Hồng Trần Tiên, giác ngộ rất trọng yếu, tầm mắt có khi so giác ngộ quan trọng hơn. Trời không phụ người có lòng. Vĩnh hằng giới vẫn là bị tìm được. Thanh Thiên Chân Nhân bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, con người óng ánh sinh huy, lần thứ nhất thấy sống vĩnh hằng tiên thể, cũng là lần đầu tiên. Nhìn thấy cái kia so cát bụi còn nhỏ bé không gian, hoàn toàn chính xác đoạt thiên tạo hóa. Làm sao hắn tầm mắt có hạn, nhìn không thấu vĩnh hằng giới. Nhìn không thấu cũng không sao, luyện hóa về sau đều là hắn. Duy nhất khá là phiền toái chính là, khóa lại vĩnh hằng giới luân hồi lực lượng, so khóa tử phủ mạnh hơn, thêm nữa không gian hình thái quá nhỏ bé, luyện hóa sẽ rất tốn sức, ước chừng đoán chừng phải nửa tháng lâu. Hô! Triệu Bân thở dài một hơi. Kiệt lực ổn định tâm cảnh. Luân hồi lực lượng cường đại, đã hướng tới bình tĩnh. Không có lực lượng va chạm, hắn cuối cùng là có thể ngồi vững vàng thân hình, hai con mắt lại trên dưới trái phải chuyển động, rất rõ ràng thời khắc này tình cảnh, cho dù vĩnh hằng giới giải phong, hắn cũng vào không được vĩnh hằng giới. Vì sao vào không được lạc, pháp tắc dây xích khóa lại đâu? Thanh Thiên Chân Nhân thủ đoạn không cạn, đã tuyệt hắn tất cả đường lui. Hắn lại một lần kêu gọi Bất Niệm Thiên, kỳ vọng có thể tỉnh lại vị tiền bối này. Tiếc nuối là, Bất Niệm Thiên đã triệt để ngủ say, nửa chút ý thức đều là, cái gì đều bị phong ấn, cho dù có thể mở mắt ra, cũng chưa chắc có thể phá vỡ phong ấn, Thanh Thiên Chân Nhân thêm quá nhiều trói buộc. Nguyên thần chi hỏa thiêu đốt, đốt hắn bối rối bỗng hiện. Luyện hóa đã bắt đầu, trong đó cũng bao quát ý thức. Có như vậy một chút mất tập trung, hắn lại nhập mộng cảnh. Thường về thăm nhà một chút sao? Vân Yên khẽ nói cười một tiếng. Sư phó, có người đánh ta, Triệu Bân xông tới. Bị đánh, cũng là một loại thu hành. Không hổ đều là làm người sư tôn. Vân Yên nói câu nói này, không có chút nào không hài hòa cảm giác. 3 ngày 2 đầu chịu bỗng nhiên đánh, bị đánh nhiều liền da dày thịt béo. Không phải cùng ngươi nói đùa. Triệu Bân bĩu môi nói. Là nhà nào người? Vân Yên thuận miệng hỏi một câu. Thanh Thiên Chân Nhân. Triệu Bân một tiếng ho khan, dăm 3 câu còn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, thần sắc rất là xấu hổ, hắn đã nếm qua một lần thiệt thòi như vậy, bây giờ. Lại lên một lần làm. Người sao chạy đi tìm hắn, đó cũng không phải là người tốt.
quỷ hiểu được tên kia mặt người giả thú, diễn một trận vở kịch. Triệu Bân lại một tiếng ho khan, chuyện này oán hắn, là nên tìm Vân Yên hỏi một chút. Hắn thế gian sư phó, dù sao cũng là mộng tiên hóa thân, mộng tiên chính là đỉnh phong tiên vương, kiến thức rộng rãi, nó hóa thân sao có thể không biết bí mật, Vân Yên nói kia hàng không phải người tốt, thật đúng là không phải người tốt. Tử cục sao? Vân Yên xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nàng là có thần minh đóng dấu, nhất định thời hạn bên trong là có thể sử dụng siêu phàm thần lực, nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng phải có thể ra mộng, lần trước là đóng dấu trong bóng tối giúp đỡ, nhưng chuyện tốt bực này nhi cũng chỉ một cơ hội, nàng đối mộng đạo lĩnh hội không sâu, trong thời gian ngắn nghĩ ra mộng cảnh, căn bản không có khả năng. Nhưng có biện pháp tỉnh lại bất niệm thiên, Triệu công tử thử dò hỏi. Ngươi cho rằng Thanh Thiên chân nhân sẽ cho ngươi cơ hội sao? Vân Yên lo lắng nói. Hoàn toàn chính xác, Thanh Thiên chân nhân sẽ không cho Triệu Bân mảy may cơ hội, kia là một tôn chú ý cẩn thận tiên vương, động hư cảnh ở trước mặt của hắn, cái gì cái lòe lòe thủ đoạn, kia cũng là tốn công vô ích. Nhìn bây giờ chi cảnh huống, đây lại là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Không phải Triệu Bân không đủ yêu nghiệt, là địch nhân siêu hắn năng lực cực hạn. Nhưng còn có lời nói đối vi sư nói, Vân Yên lại nâng bút vẽ tranh, sợ là đã tiếp nhận tàn khốc hiện thực. Đối mặt một tôn thành danh đã lâu đỉnh phong tiên vương, động hư cảnh Triệu Bân, không có chút nào cơ hội. Triệu Bân như táng diệt, nàng cũng sẽ đi theo tan thành mây khói. Đã biết hẳn phải chết không nghi ngờ, sớm đem di ngôn bản giao thôi. Ta muốn đem ngươi treo trên cây. Còn tại suy tư như thế nào phá cục Triệu Bân, lại đến một câu như vậy. Vân Yên nghe chi, đôi mắt đẹp bỗng nhiên bốc lên lửa, một bàn tay hô quá khứ. Nhưng... không đợi nàng ngọc thủ chạm đến Triệu Bân liền đột nhiên biến mất, cũng không phải là hắn chủ động ra mộng, mà là một sức mạnh kỳ dị, quấy rầy hắn tâm thần cùng ý thức, lúc này mới trừ khử trong mộng. Lại về hiện thực, Triệu công tử chỉ cảm thấy nguyên thần một trận nhói nhói. Như thế một nháy mắt, hắn mi tâm còn lấp lóe một vòng sáng ngời. Như thế nhỏ bé biến hóa, Thanh Thiên chân nhân tuyệt không phát giác, hoặc là nói, hắn thời khắc này lực chú ý, tại hòn đảo bên ngoài. Có người giáng lâm vùng biển này, hơn nữa còn là một tôn không tầm thường tiên vương. Hắn lông mi một cái chớp mắt hơi nhíu, tùy theo một tay bóp ấn quyết. Sau đó liền thấy một tòa kết giới trống lên, bao lại toàn cái hòn đảo. Thanh Thiên đạo hữu, không chào đón bản cung sao? Hòn đảo bên ngoài, truyền đến một tiếng mờ mịt lời nói. Định mắt đi hướng nhìn, kia là một cái văn nhược tiểu thư sinh, a à không đúng, hẳn là một nữ tử, chỉ có điều nữ giả nam trang. Có một vài bức cổ xưa dị tượng, ở sau lưng nàng diễn hóa. Tốt quen mặt a, Vân Thương Tử một tiếng nói thầm, tựa như nhận ra người kia. Tốt quen mặt a, Triệu Bân cũng là thì thào một câu, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Có phải là ở đâu gặp qua? Triệu Bân lại nói thầm, cuối cùng tiên nhãn thị lực. Làm sao a, có tiên lô cùng kết giới hai tầng ngăn trở, nhìn không thế nào rõ ràng, cũng hoặc người kia, có che giấu bí pháp. Thậm chí một dung nhan tuyệt mỹ, khi thì sẽ mơ hồ mông lung một chút. Là nàng, Giao Nguyệt cung chủ, Vân Thương Tử một tiếng gào to. Ba tầng màn ngăn ngăn trở, người đây đều thấy rõ. Triệu Bân nhíu mày nói. Nhìn dị tượng a, Vân Thương Tử tàn hồn phiêu ở giữa không trung, nhưng nhìn thấy phía sau nàng kia vòng tử sắc mặt trăng, kia là Giao Nguyệt cung chủ tiên thiên bản mệnh dị tượng, từ khi ra đời liền có. Triệu Bân không nói, liền nhìn chằm chằm kia vòng tử sắc mặt trăng. Tiên thiên bản mệnh dị tượng, Giao Nguyệt cung chủ tuyệt không phải người bình thường. Hắn nguyên thần lại một trận nhói nhói, thậm chí tâm thần còn hoảng hốt một chút. Cảm giác giống nhau, Giao Nguyệt cung chủ cũng có, nguyên nhân chính là có này cảm ứng nàng mới giáng lâm viên này cổ tinh. Thiên sát cô tinh, giải rác bốn chữ, là Triệu Bân cùng Giao Nguyệt cung chủ trăm miệng một lời. Nàng là thiên sát cô tinh. Triệu Bân thì thào một câu, thế mới biết nguyên thần nhói nhói lý do. Thiên sát là cực kỳ hy hữu mệnh cách, hai cái cô tinh ở giữa sao có thể không có điểm cảm ứng. Quả nhiên có thiên sát cô tinh. Giao Nguyệt cung chủ cũng lẩm bẩm ngữ, thần thức lồng mộ toàn cái hòn đảo. Dò xét về sau, hắn xác định hòn đảo bên trong cất giấu một cái thiên sát cô tinh. Làm sao kết giới quỷ dị, từ bên trong nhìn ra ngoài rõ ràng, tự đứng ngoài trong chiều nhìn liền mơ hồ không chịu nổi, ai bảo đối phương là Thanh Thiên chân nhân đâu. Không chỉ là cái luyện đan sư, đối bầy trận cũng là rất có tạo nghệ. Ngọn gió nào đem Giao Nguyệt đạo hữu thổi tới, Thanh Thiên chân nhân ung dung cười một tiếng.
đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để tiếp. Mời Trăng cung chủ lời nói như tiên khúc dễ nghe. Lão phu còn tại bế quan, không tiện gặp khách. Thanh Thiên chân nhân cười nói, hắn cái này luyện đan đâu. Đương nhiên sẽ không để người ngoài tiến đến, mà lại, đối phương vẫn là một tôn tiên vương, cùng hắn cùng thuộc đỉnh phong chi cảnh. Sao như vậy không nể mặt mũi? Giao Nguyệt cung chủ bước liên tục nhẹ dơ lên, đúng là vừa sải bước qua kết giới. Nàng cử động này, để Thanh Thiên chân nhân trở tay không kịp. Hắn trong trí nhớ Giao Nguyệt cung chủ, cũng không có như vậy không hiểu quy củ. Bối rối phía dưới, hắn bận bịu hoảng đem Thiên Vũ Tiên Lô thu nhập tử phủ, cũng không thể để này nương môn nhi nhìn thấy, đảo không quấy rối tạm dừng không nói, như cho hắn truyền sắp xuất hiện đi, sẽ chọc cho ra phiền toái không cần thiết. Đạo hữu, làm hư quy củ, Thanh Thiên chân nhân đầy giấy không vui. Công việc tốt bị quấy nhiễu, luyện đan bị ép bỏ dở, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Đích thật là cái thế ngoại đào nguyên. Giao Nguyệt cung chủ bước liên tục nhẹ nhàng, hoàn toàn không cầm chính mình làm ngoại nhân, như một cái du khách, đi một đường nhìn một đường, khi đi ngang qua một mảnh vườn rau lúc, còn thuận tay hái được một cây dưa leo. Đừng nói, đỉnh phong tiên vương loại rau quả, hương vị còn được. Thấy không rõ, bị nhốt như tử phủ Triệu Bân, hai mắt ứa ra sao kim. Hắn hao hết tiền nhãn đồng lực, cũng không nhìn thấy được ngoại giới, đều bởi vì Thanh Thiên chân nhân tử phủ, có lực lượng thần bí ngăn cách che lấp, như Thanh Thiên chân nhân không cho hắn một loại nào đó đặc quyền, hắn cái gì cũng nhìn không được, ngay lập tức truyền âm cũng giống vậy che đậy. Tiểu tử, vĩnh hằng giới có buông lỏng, Vân Thương tử nhỏ giọng nói. Triệu Bân bận bịu hoảng nội thị, có thể thấy khóa lại tử phủ luân hồi lực lượng, phá một tia khe nhỏ. Mệnh không có đến tuyệt lộ. Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, cái này một tia khe nhỏ, chính là hy vọng chạy trốn. Hắn mặc dù bị khóa, mặc dù vào không được vĩnh hằng giới, nhưng vĩnh hằng giới bên trong người, lại có thể ra tới. Liền thí dụ như, Hạo Thiên con rối. Nếu là từ tử phủ công phạt, chưa chừng có thể cho Thanh Thiên chân nhân tử phủ, đâm ra một cái đại lỗ thùng. Đem khe hở xé mở, Triệu Bân bận bịu hoảng nói. Nhìn tốt a, Vân Thương tử nhập chủ tiên vương kiếm. Vì lấy công chuộc tội, hắn là phá lệ ra sức, hóa tàn hồn vì khí linh, đối kia một tia khe nhỏ, chơi mệnh đâm. Đồng dạng thân ở vĩnh hằng giới tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, cũng đều không có nhàn rỗi, một trái một phải cho Vân Thương tử trợ chiến, đem kia một tia khe nhỏ, sinh sôi xé mở một đạo khẩu tử. Bọn hắn làm cẩn thận từng ly từng tí, Thanh Thiên chân nhân nghiễm nhiên không hay biết cảm giác. Hắn cũng không rảnh phản ứng, hai cái bị phong ấn người, còn có thể cho hắn tử phủ đâm một cái lỗ thủng hay sao? Sự chú ý của hắn, vẫn là tại Giao Nguyệt cung chủ thân bên trên. Này nương môn nhi hôm nay có một chút khác thường, sợ không phải đến du sơn ngoạn thủy. Nói đến Giao Nguyệt cung chủ, đã giáng lâm phiến thiên địa này. Nàng thật đúng là cái chuyên nghiệp du khách, đã nói xong đến tiếp, nhưng đến nơi này, trái ngó ngó lại nhìn xem, thần thức cũng là vô hạn trải rộng ra. Từng tấc nhìn lén, giống như là đang tìm vật gì. Đạo hữu đang tìm cái gì? Thanh Thiên chân nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Tìm tướng công nhà ta. Giao Nguyệt cung chủ tùy ý một tiếng. Tướng công. Thanh Thiên chân nhân nghe, cái kia lông mày chọn lão cao. Giao Nguyệt cung môn quy hắn là biết đến, lên tới lão tổ hạ đến đệ tử, đều thuần một sắc nữ tử, mà lại cấm chỉ lấy chồng cùng song tu, thân là Giao Nguyệt cung cung chủ, còn có thể ngược gió gây án không thành. Nàng là đang tiêu khiển lão phu. Thanh Thiên chân nhân bừng tỉnh giống như minh bạch thứ gì, mặt mo nháy mắt xanh xám. Trên thực tế, người Giao Nguyệt cung chủ cũng không phải nói đùa, nàng thật sự là đến tìm tướng công. Nàng chính là Thiên Sát Cô Tinh, cũng không phải tìm Thiên Sát Cô Tinh phối đôi mà. Nói thực ra, nàng trước trước sau sau đã tìm đủ mấy trăm năm, hôm nay đi ngang qua mảnh tinh vực này, chợt có một vòng cảm ứng, lúc này mới xuống tới xem xét, thật là có Thiên Sát Cô Tinh. Cái này, làm sao có ý tứ? Về phần môn quy mà, yêu ai ai? Hôm nay lão phu không tiếp khách, mời. Thanh Thiên chân nhân ngữ khí có chút không tốt, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Trăm năm không gặp, sao biến như vậy hẹp hòi? Giao Nguyệt cung chủ còn tại bốn phía nhìn nhìn. Cái gọi là lệnh đuổi khách, nàng tạm thời coi là gió thoảng bên tai, khó được tìm được một cái sống Thiên Sát Cô Tinh, nàng cũng không bỏ được đi, dù là cái kia Thiên Sát Cô Tinh là nữ. Nàng cũng nhận, dù sao cũng phải để nàng nhìn một chút người kia. Giao Nguyệt, chớ bức lão phu động mạnh, Thanh Thiên chân nhân lạnh lùng một tiếng.
như vậy vội vã đuổi bản cung đi, chẳng lẽ có nhận không ra người hoạt động. Giao Nguyệt cung chủ cười nói, cuối cùng là từ bốn phương thu mắt, tiếp cận Thanh Thiên chân nhân, nói cho đúng, là tiếp cận con hàng này tử phủ. Nàng thần thức lật khắp toàn cái hòn đảo, cũng chưa thấy người thứ ba. Như vậy, chỉ một loại khả năng, lão gia hỏa này đem người ẩn nấp, hơn phân nửa liền ở trong cơ thể hắn tiểu thế giới. Thanh Thiên chân nhân bản tính, thế nhân có lẽ không biết, nhưng nàng lại môn thanh, đừng nhìn bề ngoài mặt mũi hiền lành, kỳ thực không phải cái gì hảo điều, chưa chừng, lại tại suy nghĩ luyện huyết đan. Cầm thiên sát cô tinh luyện huyết đan, ngươi là muốn lên trời ạ. Như vậy muốn đánh, lão phu như ngươi mong muốn. Thanh Thiên chân nhân một tiếng lạnh quát, tiên vương khí chàng toàn bộ triển khai. Hắn là làm thật, hủy diệt dị tượng, một bộ tiếp một bộ diễn hóa. Chủ yếu là nén giận, trước mặt vị này đến quá không phải lúc, hơn nữa còn đuổi không đi. Phải biết, hắn còn tại luyện đan, dây dưa lâu, bất niệm thiên cùng vĩnh hằng tiên thể đều sẽ xảy ra vấn đề, bọn hắn xảy ra vấn đề không sao, sẽ ảnh hưởng cực lớn huyết đan phẩm giai. Thả ta tướng công, bản cung liền đi. Giao Nguyệt cung chủ cũng là ngoan nhân, một chút không mang sợ, cũng là chiến lực toàn bộ triển khai, uy thế kinh khủng, áp sập nửa cái hòn đảo, đặc biệt là kia tử sắc mặt trăng, giấu đầy lực lượng hủy diệt. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, hai đại đỉnh phong tiên vương tại chỗ khai chiến. Thanh Thiên chân nhân đại thần thông, đêm tối lờ mờ, bị hắn diễn thành một mảnh thanh thiên, đạo tắc lôi cùng điện, bay múa trong đó, thành từng chuôi không gì không phá tiên kiếm, từ phía trên mà xuống đầy trời phách trảm. Giao Nguyệt cung chủ nhìn cũng không nhìn, một mình sau trăng tròn nở rộ tử sắc ánh trăng. Ánh trăng rất là kỳ dị, nàng liền tắm rửa trong đó, lôi cùng điện đều bị ánh trăng hóa diệt. Trăm năm không thấy, để ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có nhiều ít đạo hạnh. Thanh Thiên chân nhân hừ lạnh, lấy đạo hóa thành một tôn khổng lồ đồng lô, là thiên vũ tiên lô hình thái, lớn như núi cao. Nhanh nhẹn mà đứng Giao Nguyệt cung chủ, tại chỗ được thu vào trong đó. Sau đó, chính là Thanh Thiên chân nhân truyền thừa vẫn như cũ lấy tay tuyệt chiêu. Nhưng thấy trong lò liệt diễm hừng hực, muốn đem Giao Nguyệt cung chủ luyện diệt trong đó. Đáng tiếc, Giao Nguyệt cung chủ không phải Triệu Bân, cũng không phải hôn mê bất niệm thiên, nàng là một tôn tiên vương, hàng thật giá thật tiên vương, nghĩ bằng như vậy tiểu thần thông, liền nghĩ đưa nàng luyện diệt, còn kém xa lắm đâu. Phá! Giao Nguyệt cung chủ nhẹ môi hé mở, phất tay áo một đạo ánh trăng. Ánh trăng cô động thành kiếm, nhẹ nhõm đem hư ảo đồng lô chém thành hai nửa, liền đới Thanh Thiên chân nhân, cũng bị chấn một bước lui lại, trong mắt rất nhiều kinh hãi, còn nhớ kỹ trăm năm trước, người này kém hắn rất xa, lúc này mới ngắn ngủi trăm năm không thấy, Giao Nguyệt cung chủ đạo hạnh, lại tu sâu như thế. Sao còn đào ngũ? Giao Nguyệt cung chủ cười nói, tiếng nói theo như tiên khúc. Thanh Thiên chân nhân một cái chớp mắt thu thần, đã thấy một vòng tử sắc trăng tròn, treo cao tại mờ mịt trời xanh. Vẫn là tử sắc ánh sáng, tràn ngập ma lực, cũng là dấu đầy hủy diệt, vô tận đạo tác diễn trong đó. Thật đánh giá thấp ngươi. Thanh Thiên chân nhân cười lạnh một tiếng, vung cánh tay lên một cái, hừng hực liệt hỏa chỉ lên trời lăn lộn. Lần này không phải nguyên thần chi hỏa, mà là hắn đạo diễn biến, chỉ có điều lấy lửa hình thái hiện ra. Ông! Liệt diễm cùng ánh trăng va chạm, cũng là đạo cùng đạo tranh hùng. Tiếng ầm ầm lại lên, nửa bầu trời đều liên miên sụp xuống. Thanh Thiên chân nhân xách ra một cái thiết kiếm màu đen, như kinh mang xuyên thẳng trời tiêu, huy kiếm một đạo hồng câu, kinh khủng kiếm uy cùng kiếm ý, còn tại Giao Nguyệt đầu vai, vạch ra một đạo dày đặc máu khe. Cái này trăm năm, người quả nhiên không có nhàn rỗi. Giao Nguyệt không thèm để ý chút nào, cũng là tay cầm tiên kiếm, nghênh trời mà lên. Thanh Thiên chân nhân để nàng điệp máu, nàng lật tay liền còn đối phương một kiếm. Oanh, ầm, làm nóng người về sau. Tiên vương cấp đại chiến, chân chính kéo ra màn che. Hai đại đỉnh phong tiên vương một đông một tây, riêng phần mình chống ra một mảnh mênh mông đại giới, một phương, cuồn cuộn biển lửa càn quét càn khôn, trong lửa có dấu một mảnh cổ xưa tiên thổ, có núi non san sát, có hùng sông tung hoành, nhất chói mắt vẫn là một vòng thiêu đốt liệt diễm mặt trời, vạn đạo tia sáng phổ chiếu. Thanh Thiên chân nhân đứng trong đó, phảng phất giống như một tôn thần minh. Một phương khác, Quỳnh Lâu Ngọc Phú Tiên Khuyết Lăng Tiêu, càng có một vòng tử sắc trăng tròn treo cao hạo vũ, chiếu đại giới như một mảnh mộng ảo tiên vực, Giao Nguyệt cách đứng ở trăng tròn dưới, như vẽ bên trong người như mộng bên trong tiên, phong hoa tuyệt đại, diễn xuất bất kỳ một loại bí thuật nào đạo pháp, đều có thể xưng đoạt thiên tạo hóa. Hai phe đại thế giới va chạm,
thiên địa bỗng nhiên thành hỗn loạn. May đây là một viên phàm nhân cổ tinh, tươi thấy tu sĩ. Nếu như là tại tu đạo căn cứ, không biết được sẽ dẫn tới bao nhiêu người, đỉnh phong cấp tiên vương không phổ biến, đỉnh phong tiên vương ở giữa đại chiến, càng không phổ biến, hủy thiên diệt địa hình tượng tinh diệu tuyệt luân. Ngoại giới thân nhau, Triệu Bân bên này lại toàn vẹn không biết. Ai bảo hắn tại tiên vương tử phủ, mà lại hết thảy đều bị ngăn cách. Hắn giờ phút này, có vẻ như cũng không rảnh phản ứng bên ngoài, càng xem thêm hơn vẫn là hắn vĩnh hằng giới, khóa lại không gian luân hồi lực lượng, đang bị từng giờ từng phút xé mở, cho đến có thể để cho Hạo Thiên giết ra tới. Trong lúc đó, hắn từng thử nghiệm vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Chỉ cần bên ngoài tụ ra lôi đình kỳ lân, liền có thể nhìn lén thiên địa. Tiếc nuối là, mảnh thế giới này ngăn cách hắn dẫn lôi chi pháp. Ta nói, ngoại giới có phải là đang đánh nhau? Vân Thương Tử nói. Giao Nguyệt cùng Thanh Thiên có thủ sao? Triệu Bân một bên nhìn nhìn vừa nói. Hai người đều không phải loại lương thiện, cái này ai biết? Ngươi có biết, Giao Nguyệt cung chủ chính là Thiên Sát Cô Tinh. Thiên Sát Cô Tinh, Vân Thương Tử nghe một trận kinh dị, hiển nhiên không biết cái này bí mật, cho tới bây giờ cũng không có nghe người ta nói đến qua, nhưng Thiên Sát Cô Tinh cái này mệnh cách mà. Hắn vẫn là có chút nghe thấy, Giao Nguyệt cung chủ sẽ là cái này mệnh cách. Nhưng đã là Triệu Tử Long nói, hắn là vô điều kiện tin tưởng. Ngươi có thể thấy được qua Giao Nguyệt cung chủ, Triệu Bân lại hỏi. Nhất định phải gặp qua, Vân Thương Tử truyền một đạo hình ảnh. Hình ảnh bên trong chính là một cái nữ tử áo trắng, xinh cái kia dung nhan tuyệt thế. Triệu Bân thấy chỉ bỗng nhiên khẽ giật mình, gương mặt kia gò má hắn là vô cùng quen thuộc. Không thể đi, nàng cũng là một cái hóa thân. Triệu công tử đầu choáng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Coi là thật như thế, Nguyệt Thần năm đó hẳn là cùng hắn nói mới đúng, chẳng lẽ Tú Nhi đối với hắn có giấu giếm? Hay là các nàng hai người, chỉ là hai cái dáng dấp có chút giống nhau người, lại không hề quan hệ? Phải hay không phải, giết ra ngoài hỏi một chút liền biết. Nói đến giết ra ngoài, khe hở đã mở cũng đủ lớn. Hy vọng chi quang đã dấy lên, nhưng tử vong chi quang vẫn như cũ lồng mộ. Phải biết, hắn còn bị pháp tắc dây xích khóa lại đâu. Còn bị vây ở bầu trời này tiên trong lò, muốn cho Thanh Thiên chân nhân tử phủ đâm cái đại lỗ thủng, trước tiên cần phải phá pháp thì dây xích, lại xông ra thiên vũ tiên lô, nhiệm vụ này sợ là có chút gian khổ, bởi vì cơ hội chỉ một lần, mà lại không có quá nhiều thời gian. Pháp tắc dây xích giao cho lão phu, Vân Thương Tử nói. Ngươi được hay không a? Triệu Bân không ra thế nào tin tưởng lão già này. Nhất định phải đi, Vân Thương Tử một tiếng âm vang, cũng là lòng tin tràn đầy. Hỏa cướp là hắn tạo thành, chơi mệnh cũng phải bên trên, cho dù là hao hết góp nhặt hồn lực, cũng phải phá vỡ cái này xích sắt. Đương nhiên, đây cũng là vì mạng sống. Người tại dưới tuyệt cảnh, tiềm lực vô hạn. Triệu công tử không có nói thêm nữa, trong mắt lại trên dưới trái phải chuyển động, tại nhìn lén tử phủ càn khôn, ngay tại trước một cái chớp mắt, mảnh thế giới này biến có phần không bình tĩnh, cuồn cuộn tiên lực, chính tùy ý lăn lộn, trừ này chính là dị tượng cùng đạo uẩn, dị tượng một vài bước diễn hóa. Đạo uẩn thì là liên miên bay múa. Đây hết thảy dấu hiệu, đều tỏ rõ ngoại giới rất không bình tĩnh. Hắn dù không biết phát sinh cái gì, lại thanh niên trí thức trời đã chiến lực toàn bộ triển khai. Nếu không phải như thế, tử phủ cũng sẽ không như vậy dung chuyển, tại bọn hắn mà nói, đây là một tin tức tốt, Thanh Thiên hơn phân nửa cùng Giao Nguyệt khai chiến, mà Thanh Thiên lực chú ý, hơn phân nửa cũng không tại tử phủ. Mệnh không có đến tuyệt lộ, trời cũng giúp ta. Này một lời, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử chăm miệng một lời. Đã là ngoại giới đang đánh nhau, vậy bọn hắn thời cơ xuất thủ phải chọn tốt, phải làm cho Thanh Thiên không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, nháy mắt liền có thể giết ra ngoài, có thể ra ngoài liền có cơ hội sống sót. Thời khắc mấu chốt, hai người trí thông minh đều online. Muốn tìm phù hợp cơ hội, nhìn tử phủ động tính thuận tiện. Vân Thương Tử đã chuẩn bị thỏa đáng, thời khắc chuẩn bị hiến tế hồn lực. Lấy thôi động tiên vương kiếm chặt đứt xích sắt, Triệu Bân cũng nín thở, thời khắc chuẩn bị kêu gọi Hạo Thiên, cái gì đều phải một mạch mà thành. Oanh, ầm. Ngoại giới hôn thiên ám địa, tiếng ầm ầm vang vọng không dứt. Hai đại tiên vương thật sự quyết tâm, huyết quang nổ đầy trời khung. Giao Nguyệt cung chủ còn tốt, một lòng chỉ muốn đem Thiên Sát Cô Tinh mang đi, ngược lại là Thanh Thiên chân nhân mà. Hỏa khí thật rất lớn, một bên đại chiến một bên chửi mắng Giao Nguyệt cung chủ. Người mẹ nó có bị bệnh không? Ta trêu chọc ngươi, hơn nửa đêm không ở nhà đi ngủ, chạy nơi này tìm lão phu đánh nhau.
thả ta tướng công, bản cung liền rời đi. Vẫn là đồng dạng một câu, Giao Nguyệt còn nói một lần. Nàng nói chưa dứt lời, như vậy nói chuyện, Thanh Thiên tại chỗ sù lông, chắc chắn Giao Nguyệt đang tiêu khiển hắn, đường đường Giao Nguyệt cung cung chủ, hơn nửa đêm chạy hắn cái này tìm tướng công, truyền đi liền quỷ đều không tin. Càng nghĩ càng tức giận, Thanh Thiên chân nhân tại chỗ mở lớn. Đỉnh Phong Tiên Vương mở đại chiêu, dị tượng đều biến hình thái. Gặp hắn pháp tắc đạo uẩn nháy mắt quy nhất, tụ thành một đạo ánh vàng, mang theo vòng quanh hủy thiên diệt địa lực lượng, xẹt qua mênh mông thương khung, đây là hắn nghiên cứu nhiều năm sở ngộ chi pháp, lực sát thương đầy đủ mạnh. Giao Nguyệt xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, một kích này đầy đủ hủy nàng nền móng. Nhưng nàng cũng không phải là đóng, đem trăng tròn ngưng tụ thành một đạo tử quang. Ánh vàng từ đông hướng tây, ánh sáng tím thì từ tây hướng đông, tại thiên không vạch ra hai đạo hoa mỹ sắc thái, thương thiên đại địa bởi đó một trận ầm ầm, nhìn không được nó đáng sợ uy áp, kịch liệt rung chuyển. Oanh! Ánh vàng ánh sáng tím va chạm, trời xanh nổ tung một mảnh hủy diệt chi quang. Sau đó, chính là một đạo đen nhánh vầng sáng, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng tứ hải bát hoang lan tràn, chỗ đến, không gian từng tấc sụp đổ, liền toàn bộ biển cả nước, đều bị hao hết. Không có thắng bại, bởi vì hai người còn chưa phân ra thắng bại. Ánh vàng ánh sáng tím thành tình trạng giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Thanh Thiên chân nhân lộ vẻ dữ tợn, bàng bạc tiên lực ngập trời mãnh liệt, tuyệt diệt đạo tắc bay múa đầy trời, rất có một kích đả diệt ánh sáng tím tư thế, tiện thể chân, lại đem Giao Nguyệt cung chủ một kích trọng thương. Giao Nguyệt cũng là đồng dạng tâm cảnh, bản nguyên tiên lực là cuồn cuộn không dứt. Hai đại đỉnh phong tiên vương chính là như vậy giằng co, ai cũng không rơi vào thế yếu. Hai người như thế không sao, phiến thiên địa này xứng sở bị diễn thành một mảnh cấm khu, có vết nứt không gian bừa bãi tàn phá, có hủy diệt sấm sét bay vụt, thẳng có người ở trong đó, ngay lập tức liền sẽ bị ép thành cho. Liều tiêu hao. Triệu công tử thì thào một câu, hai mắt đã là cực điểm nhắm lại. Nhìn tử phủ động tĩnh, Thanh Thiên hiển nhiên điều động tất cả lực lượng. Như hắn đoán không sai, hai tiên vương bây giờ là cái cục diện bế tắc. Cục diện bế tắc tốt. Cục diện bế tắc chính là cơ hội. Ngay tại lúc này, Triệu Bân một tiếng lạnh quát, mắt tránh tinh quang. Lời còn chưa dứt, liền thấy Vân Thương Tử giết ra vĩnh hằng giới, thật sự thiêu đốt tất cả hồn lực, cực điểm thôi động tiên vương kiếm, chém về phía khóa lại Triệu Bân pháp tắc dây xích, kiếm uy vô cùng cường hoành. Cùng một giây lát, Hạo Thiên con rối cũng như kinh mang giết ra. Hắn dùng chính là phệ tiên đao, bổ về phía tiên nắp lò tử. Vân Thương Tử đầy đủ ra sức, thật sự là đoạn mất pháp tắc dây xích, Hạo Thiên có vẻ như so hắn càng ra sức, nghịch thiên một đao, đem tiên nắp lò tử bổ lộn ra ngoài, kim loại tiếng va chạm phá lệ thanh thúy. Hả? Còn tại cùng Giao Nguyệt rằng co Thanh Thiên chân nhân, thông suốt nội thị tử phủ. Lọt vào trong tầm mắt liền thấy một người áo đen, lọt vào trong tầm mắt liền thấy một đạo băng lãnh đao mang. Phốc! Tinh hồng huyết quang tùy theo chợt hiện, so ánh nắng càng chói mắt. Thanh Thiên chân nhân tử phủ, thật sự bị đâm cái lỗ lớn. Nếu nói tử phủ phá động là tiểu đả tiểu nháo, kia Giao Nguyệt một kích, cũng không phải là bình thường đau, bởi vì bị đánh trở tay không kịp, Thanh Thiên kế tục lực lượng không đủ, chưa thể chống đỡ cái kia đạo ánh vàng. Hắn không có chống đỡ không sao, bị Giao Nguyệt ánh sáng tím tại chỗ đánh tan. Ánh sáng tím lực sát thương dễ như trở bàn tay, một kích xuyên thủng khí lực của hắn. A! À, Thanh Thiên chân nhân một tiếng hét thảm, nửa bên thể phách đều nổ thành bùn máu. Giao Nguyệt cung chủ nhìn một mặt mộng, cái này mẹ nó chính là cái gì cái kiểu đoạn. Cho ta, mở. Không đợi Giao Nguyệt cung chủ phản ứng, liền nghe Thanh Thiên tử phủ bên trong truyền ra quát to một tiếng. Chính mình giải khai phong cấm Triệu Bân, đã cầm tiên vương kiếm, nháy mắt hiến tế trăm năm tuổi thọ, dùng cái này đổi lực lượng cường đại, chỉ vì thôi động tiên vương kiếm, bổ về phía khóa lại bất niệm thiên pháp tắc dây xích. Răng rắc. Lại là thanh thúy tiếng vang, phá lệ êm tai. Triệu Bân một kiếm bá thiên tuyệt địa, chặt đứt pháp tắc dây xích, đem còn tại ngủ say bất niệm thiên, thu nhập vĩnh hằng giới, mà hắn thì mang theo tiên vương kiếm giết ra thiên vũ tiên lô, cũng thoát ra tử phủ. Gặp hắn, Giao Nguyệt cung chủ không khỏi sững sờ. Nguyên là tiểu tử này, tại Thanh Thiên tử phủ dở trò. Nếu không phải Thanh Thiên ra biến cố, sẽ đánh nhiều tốn sức. Cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tiểu tử này chính là thiên sát cô tinh, cùng nàng là đồng dạng mệnh cách. Đừng nói, tiểu tử này dáng dấp còn thật đẹp trai, sách trở về làm tiểu tướng công tuyệt đối phù hợp.
mà mẹ nó. Triệu công tử một tiếng gào to, cả người đều không tốt. Là hắn ra tới có chút gấp, nghiễm nhiên quên mất đây là cái chiến trường, còn có tuyệt diệt chi uy còn sót lại, thậm chí một chút mất tập trung, gặp đại chiến dư chấn, nửa thân thể đều nổ thành xương máu. So hắn thảm hại hơn, là Hạo Thiên con rối. Hạo Thiên sớm ra tới một giây, tại chỗ thành tàn phế. Nhất khổ cực vẫn là Vân Thương Tử, lúc trước thiêu đốt tất cả hồn lực, hơi kém tại chỗ thăng thiên, nếu không phải hắn giấu ở Tiên Vương kiếm bên trong, có Tiên Vương pháp khí bảo hộ, lúc này hơn phân nửa đã táng diệt. Ta độn. Triệu Bân tâm niệm vừa động, độn hướng Vĩnh Hằng giới. Có lẽ là tư thế không có thế nào dọn xong, hắn cái này sửng sốt không tiến vào, không những không tiến vào, ngược lại đụng tường, kia đoàn một thanh âm vang lên, cũng là vô cùng êm tai, đụng cả người hắn đều không tốt. Không sai, Vĩnh Hằng giới lại bị khóa. Là luân hồi lực lượng, nhưng vẫn đi khép lại. Vân Thương Tử bọn hắn lúc trước phí sức đục mở cái khe nhỏ, giờ phút này đã không gặp, lại không có chút nào sơ hở, thiên kiếp còn sót lại lực lượng, chính là quỷ dị như vậy, luân hồi lực lượng cũng chính là như vậy tà dị. Nhữ đáng chết. Thanh Thiên chân nhân cuối cùng là đứng vững, tóc tai bù xù như ác quỷ. Hắn là gặp người, hắn so với ai khác đều rõ ràng, tự biết tử phủ phát sinh cái gì, nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới tiểu tử này có thể giải khai Vĩnh Hằng giới, đồng dạng không có tính tới tiểu tử này Vĩnh Hằng giới bên trong, lại tàng lấy một tôn Tiên Vương con rối, mà lại. Còn chuyên chọn hắn không rảnh quan tâm chuyện khác xuống tay. Tử phủ bị đâm cái lỗ lớn, dâu ria. Nhưng giao nguyệt công phạt, quả thực buồn nôn đến cực điểm. Đỉnh phong Tiên Vương lôi đình tức giận, thiên địa đều đi theo động rung động. Ngô! Triệu Bân chỉ cảm thấy hủy diệt chi uy tới người, thể phách đều muốn sụp đổ. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, có một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn vững vàng bảo vệ, kia là một mảnh trong sáng tử sắc ánh trăng, mộng ảo mà trong sáng, tháo bỏ xuống tất cả uy áp, lại còn đem hắn chuyển đến một phương. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại hiện thân nữa đã là Giao Nguyệt cung chủ thân bên cạnh. Khoảng cách gần, hai người mệnh cách lại tới cảm ứng, nhưng không còn là nhói nhói, mà là một loại rất cảm giác kỳ dị, tựa như là mùa đông khắc nghiệt, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, rất là hài lòng. Tiểu gia hỏa, bản cung tìm ngươi tìm thật đáng a. Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Triệu công tử không có đáp lời, hoặc là nói đến không kịp đáp lời, chính khom lưng ho ra đầy máu. Đỉnh phong Tiên Vương chiến trường, cũng không phải trò đùa, tuyệt diệt dư chấn đã diễn thành sát ý, ở trong cơ thể hắn tùy ý làm loạn, cho dù đến thời khắc này, thân thể của hắn còn tại từng tấc giải thể. Giao Nguyệt lại cười một tiếng, một tay đặt ở bả vai hắn. Nàng tiên lực mát mẻ hoàn mỹ, nháy mắt khử diệt sát ý. Oanh! Thanh Thiên chân nhân giết tới, một bước dẫm thương thiên sụp đổ. Giao Nguyệt cung chủ vẫn như cũ không sợ, Tiên Vương khí chàng toàn bộ triển khai, đụng Thanh Thiên chân nhân một trận lảo đảo, cùng là đỉnh phong Tiên Vương không giả, nhưng đối diện vị kia có vẻ như trạng thái không tốt, ân. Cũng chính là thương tích quá nặng, đã không sử dụng ra được đỉnh phong chiến lực, Giao Nguyệt mới một kích, suýt nữa phá hủy hắn căn cơ. Giao Nguyệt, nhữ khinh người quá đáng, Thanh Thiên chân nhân tức giận ngập trời. Là ngươi trước bắt ta tướng công, Giao Nguyệt cung chủ nghiêm túc nói. Ta, phốc, có lẽ là thương tích quá nặng, Thanh Thiên chân nhân một hơi thở gấp thuật, một hơi lão huyết phun bá khí ầm ầm, minh bạch, hắn cuối cùng là minh bạch Giao Nguyệt trong miệng tướng công. Là chỉ vị nào? Nguyên nhân chính là minh bạch, hắn mới có phần muốn chửi má nó. Đường đường Giao Nguyệt cung chủ, xấu môn quy liền thôi, còn mẹ nó trâu già gặm cỏ non. Lão nương vui lòng, ngươi trông coi sao? Giao Nguyệt cung chủ dù chưa ngôn ngữ, nhưng thần thái đại biểu hết thảy. Tướng công, Triệu công tử liền có một chút ngây ngốc. Là ta chưa tỉnh ngủ sao? Cái này mẹ nó năm nào sự tình. Ngươi, thật trâu bò a. Vân Thương tử cái kia thổn thức chặt lưới, cũng không biết Đại La Thánh chủ, cùng Giao Nguyệt cung chủ còn có một chân, khó trách này nương môn nhi tìm Thanh Thiên chân nhân đánh nhau, ý tứ này a. Hẹn gặp lại. Giao Nguyệt cung chủ kéo Triệu Bân, quay người liền muốn đi. Thừa dịp sắc trời còn sớm, tìm một chỗ giao lưu trao đổi tình cảm. Đi đâu? Thanh Thiên chân nhân tất nhiên là không làm, một bước vượt ngang hư vô. Hắn sau đó một câu, nhiều anh lôi vang vọng cửu tiêu, người có thể đi. Lưu hắn lại. Như bản cung cứng rắn muốn mang đi đâu? Giao Nguyệt cung chủ cười nói. Vậy liền không chết không thôi. Thanh Thiên chân nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh hắn,
hắn muốn bắt tướng công của ngươi luyện huyết đan. Vân Thương Tử một tiếng gào to. Oanh! Hắn một tiếng này gào to uy lực cũng không nhỏ, thiên không phá cái đại lỗ thủng. À không đúng, hẳn là bị người một chân dẫm cái lỗ lớn. Kia là một nữ tử, như từ trong mộng đến một nữ tử. Gặp nàng, Triệu Bân cùng Vân Thương Tử đều một trận mắt tiểu, thế giới này thật nhỏ a. Thế nào lại gặp được mộng tiên, nói là gặp được không xác thực cắt, cô nương kia nhi chính là chạy cái này đến, lại là tự mang định vị. Mộng tiên là hàng phút cuối cùng, nhưng ánh mắt có chút kỳ quái. Cái này, là cái gì cái cục diện, lúc trước có người tại cái này đánh nhau. Đúng, khẳng định có người tại cái này đánh nhau, thanh thiên đều bị đánh kia hùng dạng. Sao Nguyệt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mộng tiên nhẹ môi hé mở. Bản cung thật tốt chút năm không gặp ngươi. Sao Nguyệt cười nói. Nhiều năm không thấy, lại thu đến đỉnh phong. Ngươi giấc mộng này chi đạo, càng phát ra thanh kỳ. Hai đại nữ tiên vương rất có tư tưởng, ngươi một lời ta một câu nói chuyện rất vui vẻ. Thân là nơi đây chủ nhân thanh thiên chân nhân, lại bị gạt tại một bên, ở đây là thuộc hắn hình thái thảm, cũng liền thuộc khó xử nhất, cùng là đỉnh phong tiên vương, mộng tiên thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện cũng không đánh. Hôm nay, thật đúng là náo nhiệt, Giao Nguyệt có chút bên cạnh mắt. Thiên không lại phá cái lỗ lớn, lại có một người giáng lâm phiến thiên địa này. Kia là một cái lão giả, người xuyên bát quái tiên bào, khí tức huyền ảo phi thường. Cái đó là, Diễn Thiên lão đạo. Vân Thương Tử tàn hồn run lên. Hắn không có nhận lầm, đích thật là Diễn Thiên lão đạo, Diễn Thiên một mạch lão tổ một trong. Lúc trước thôi Diễn Triệu công tử, chính là vị này, thuật tính toán đoạt thiên tạo hóa. Hắn đến đây cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, là đến tìm vĩnh hằng tiên thể, sở dĩ có thể tìm được cái này, thanh thiên chân nhân không thể bỏ qua công lao, là hắn luyện hóa luân hồi lực lượng, thậm chí che lấp có khuyết điểm. Cái này, cái gì cái cục diện? Diễn Thiên lão đạo cũng như mới mộng tiên, ánh mắt có chút kỳ quái. Cái này chim không thèm ị phàm trần cổ tinh, lại có ba tôn tiên vương, hơn nữa còn đều là đỉnh phong cảnh tiên vương, thật vừa đúng lúc, hắn cũng còn nhận ra, tùy tiện sách ra tới một vị, đều là thỏa thỏa ngoan nhân. Hắn chính là Diễn Thiên lão đạo. Triệu Bân trong lòng một câu, ánh mắt có hàn quang lấp lóe. Nếu không phải Diễn Thiên âm thầm quấy phá, hắn cùng Bất Niệm Thiên gì đến như vậy chật vật. Hắn vô ý thức nhìn lén bốn phương, Diễn Thiên lão đạo đến, bát đại tiên vương có phải là cũng tại lân cận, dù sao bọn hắn là cùng một ruột, ngày xưa tại táng tiên chi hải, còn suýt nữa đem bọn hắn diệt. Nhìn qua, hắn tuyệt không thấy những người khác ảnh. Cũng hoặc là hắn đạo hạnh quá thấp, như đối phương có tâm giấu kín, hắn là tìm không ra. Diễn Thiên lão đạo cũng đang nhìn, lão mắt cực điểm nhắm lại. Lúc trước khoảng cách quá xa, tính không thế nào thanh. Lần này cùng ở tại một phiến thiên địa, mới biết che lấp vĩnh hằng tiên thể chính là loại lực lượng nào, chính là trong truyền thuyết luân hồi lực lượng, hắn tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không chấn kinh, đã là liên quan đến Nguyệt Thần, kia thiên kiếp còn sót lại lực lượng, sao có thể không cùng luân hồi dính dáng. Về phần bát đại thánh địa tiên vương, tự nhiên không có tới. Vĩnh hằng tiên thể là cái bánh trái thơm ngon, hắn cũng không muốn người khác tới chia cắt chiến quả. Có thể để hắn không ngờ đến là, Giao Nguyệt cung chủ, mộng tiên cùng thanh thiên chân nhân lại cũng tại. Giao Nguyệt cung chủ ra cái giá, người này lão phu muốn. Diễn Thiên lão đạo vuốt vuốt sợi râu, trong miệng người này tất nhiên là chỉ Triệu Bân. Như không đánh mà thắng liền có thể mang đi vĩnh hằng tiên thể, hắn không ngại tiêu ít tiền. Giao Nguyệt cung chủ chỉ cười không nói, tuyệt không về Diễn Thiên lão đạo, mà là bên cạnh mắt nhìn về phía mộng tiên, nếu nàng đoán không sai, mộng tiên cũng là vì tiểu gia hỏa này mà đến. Này nương môn nhi cũng không phải người hiền lành. Quả nhiên, mộng tiên cũng mở miệng, ta cùng vị tiểu hữu này. Rất là hữu duyên. Không hổ là trong mộng tiên, nói chuyện chính là hàm xúc, bắt người liền nói bắt người, hết lần này tới lần khác nói hữu duyên. Nhìn thanh thiên chân nhân, gương mặt già nua kia đã không phải mặt, một cái Giao Nguyệt cung chủ liền đủ khó giải quyết, lại tới một cái mộng tiên cùng Diễn Thiên lão đạo, mà lại hai người mục tiêu, đều là tiểu tử kia. Như thế cũng tốt. Đã có mục đích giống nhau, vậy liền liên thủ. Trước cầm xuống lại nói, về phần chiến lợi phẩm làm sao chia cắt, đều là hậu sự. Đạo hữu ý như thế nào? Diễn Thiên lão đạo ung dung cười một tiếng, còn đang chờ Giao Nguyệt cung chủ đáp án, dễ nói dễ thương lượng tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, như đối phương không cho mặt, vậy liền đánh thôi. Há miệng liền mua ta tướng công, sao như vậy nghịch ngợm?
Giao Nguyệt lấy ra một gương soi mặt nhỏ, nhàn nhã xử lý mái tóc. Nàng cái này một lời không quan trọng, nghe Diễn Thiên lão đạo lông mày trao lên, liền trong trẻo lạnh lùng mộng tiên, nghe đều không khỏi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, đều biết Giao Nguyệt cung môn quy, cấm chỉ lấy chồng cùng song tu, thân là Giao Nguyệt cung chủ, đây là tại ngược gió nhi gây án sao? Là trâu già gặm cỏ non sao? Tiêu khiển ta chờ, Diễn Thiên lão đạo cười lạnh một tiếng. Đừng cùng ta gào to, bản cung tính tình không tốt. Giao Nguyệt cung chủ còn đang xử lý mái tóc, lúc nói chuyện, căn bản liền không nhìn Diễn Thiên lão đạo, từ đầu đến cuối, nhìn con hàng này đều không thế nào thuận mắt. Đổi xong cái này, nàng vẫn không quên trêu chọc Mộng Tiên. Muội tử như cũng coi trọng tướng công nhà ta, bản cung cho phép hắn nạp cái tiểu thiếp. Thật sao, nàng phen này ngôn ngữ không sao, chỉnh Diễn Thiên lão đạo sắc mặt đen kịt, cũng chỉnh Mộng Tiên thần thái băng lãnh. Chúng ta đều là đỉnh phong tiên vương, đều là cùng bối phận người, vì sao liền ngươi như vậy tài năng xuất chúng lạc? Tiểu tử, ngươi rất có nữ nhân duyên mà. Vân Thương Tử một tiếng thổn thức. Mẹ ta kể, càng nữ nhân xinh đẹp càng nguy hiểm. Triệu Bân hít sâu một hơi. Oanh! Ầm ầm! Phiến thiên địa này không bình tĩnh, đều bởi vì đỉnh phong tiên vương uy áp. Diễn Thiên bị một trận tốt đối, tâm tình từ khó chịu, lại đã thay đổi chú ý, không định dùng tiền mua. Có vẻ như động mạnh càng thêm trực tiếp, còn có Mộng Tiên, bị một phen trêu chọc, cũng là hỏa khí trùng thiên. Giao Nguyệt cung chủ khá là cường thế, vẫn là một chút không mang sợ. Tam đại đỉnh phong tiên vương khí thế đối kháng, thiên địa lại bắt đầu sụp đổ. Cùng với một tiếng oanh minh, bị không để ý tới Thanh Thiên chân nhân, cũng gia nhập vào, tuy là bị thương nặng, nhưng khí chàng vẫn như cũ rất khủng bố, khí thế cùng Mộng Tiên cùng Diễn Thiên liên kết, cưỡng ép áp chế Giao Nguyệt. Tiền bối, nơi đây không nên ở lâu. Giao Nguyệt cung chủ dù không sợ, nhưng Vân Thương Tử sợ. Giao Nguyệt không đáp lời nói, liền Vân Thương Tử đều có thể nhìn ra là cái gì cái cục diện, thân là Giao Nguyệt cung chủ nàng, như thế nào lại nhìn không ra, nàng cũng không phải là không muốn đi, mà là đi không được, từ Diễn Thiên lão đạo giáng lâm nháy mắt kia, nàng liền đi không được, nếu không phải như thế, nàng sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ. Nếu không thế nào nói là đỉnh phong tiên vương, nhìn chính là thông thấu. Nhìn phiến thiên địa này, đã biến hình thái, không còn là biển cả, cũng không còn là tàn tạ hòn đảo, mà là đã mắt thường tốc độ rõ rệt, hóa thành một tòa cổ xưa thành trì, trong thành cung điện lầu các, đều hàm ý liên tục xuất hiện, còn có cổ xưa đạo âm, vang vọng trong đó, trừ này chính là ảo diệu dị tượng. Đây là, Diễn Thiên đạo trường, Vân Thương Tử một tiếng kinh dị. Cái gì là Diễn Thiên đạo trường? Triệu Bân một bên nhìn nhìn vừa nói. Diễn Thiên đạo trường sáng tạo từ Diễn Thiên một mạch khai sơn thủy tổ, nó tiền thân chính là Diễn Thiên thủy tổ chỗ tu hành, hắn tọa hóa trước đó, đem chỗ tu hành luyện thành một vùng không gian, cũng chính là bây giờ Diễn Thiên đạo trường, nó hình thái không đồng nhất, lại tự thành một càn khôn, đọa thân trong đó, không khác bị cấm nhập hốn thần kết giới. Nguyên đến có chuẩn bị a. Triệu Bân sắc mặt khó coi một điểm, cuối cùng là minh bạch Giao Nguyệt cung chủ vì mà không đi. Sợ là sớm tại Diễn Thiên lão đạo giáng lâm kia một cái chớp mắt, đã mở Diễn Thiên đạo trường. Rất tốt, Thanh Thiên chân nhân trong lòng nhe răng cười. Diễn Thiên đạo trường đều mở, Giao Nguyệt hôm nay đi không được. Lần này ba người bọn hắn đánh một cái, có vẻ như không có lý do thua. Lưu hắn lại, đồng ý ngươi toàn thân trở ra. Diễn Thiên lão đạo nhàn nhạt một tiếng. Không cho, Giao Nguyệt cung chủ cuối cùng là thu tấm gương, tiện tay xách ra tiên kiếm. Sau đó, nàng còn bồi thêm một câu, bản cung nửa đời sau, liền chỉ vào hắn vui sướng. Triệu công tử nghe, khóe miệng không khỏi kéo một cái. Vị tiền bối này nói chuyện, thật mẹ nó có học vấn. Không đợi hắn có chút cử động, liền cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng. Là Giao Nguyệt cung chủ, thuận tay đem hắn thu nhập nàng tử phủ, đỉnh phong tiên vương muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng không liền phải thanh thanh chàng tử mà. Lấy hắn động hư lại tu vi. Bất kỳ cái gì một cái dư chấn đều có thể dây hắn. Nếu như thế, hôm nay liền chớ đi, Diễn Thiên lão đạo hừ lạnh. Gặp hắn vung cánh tay lên một cái, có một đạo khổng lồ bát quái trận đồ tại thiên khung vải liệt. Bát quái trận đồ cực quỷ dị, có huyền dị quang phổ chiếu, càng có hóa diệt lực lượng bay múa. Luận thôi diễn, bản cung không kịp ngươi, luận đấu chiến. Ngươi được không? Giao Nguyệt cung chủ thản nhiên nói, nhìn cũng không nhìn bát quái trận đồ. Đưa tay một kiếm thành tiên sông, cho trận đồ bổ một cái vỡ nát. Diễn Thiên lão đạo rên lên một tiếng, bị chấn một bước lui lại. Hắn am hiểu là suy tính diễn hóa,
đấu chiến hoàn toàn chính xác không ra thế nào đi. Nhưng, hôm nay bọn hắn cũng không phải là đơn đấu, còn hai tôn tiên vương trợ chiến. So sánh hắn bát quái trận đồ, mộng tiên diễn hóa xuất một đóa liên hoa, liền càng có lực lượng hủy diệt, hoa là hư ảo, cũng là mộng ảo bên trong tiềm ẩn quỷ quyệt lực lượng. Khó lòng phòng bị. Giao Nguyệt trong lòng một quát, sau lưng có tử sắc mặt trăng diễn hóa. Độc chiến, chiến lực của nàng cùng mộng tiên là không phân sàn sàn nhau. Mặt trăng tím cùng bạch liên hoa hai hai hóa diệt, ai cũng không làm gì được ai. Diệt. Thanh thiên chân nhân công phạt đến, một đạo hủy diệt lôi đình ngang qua cửu tiêu. Giao Nguyệt cung chủ muốn đi gấp, làm sao một cỗ trói buộc ra thân, cấm thân thể nàng trì trệ. Là diễn thiên lão đạo tên kia, tự biết không địch lại Giao Nguyệt cung chủ, hắn dứt khoát lui ra phía sau đánh phụ trợ, hắn cái này một đạo trói buộc, đến đích thật vừa đúng, tuy chỉ một nháy mắt, đã đầy đủ lôi đình giết tới. Phốc, đỏ bừng huyết quang chợt hiện, Giao Nguyệt vai ngọc bị xuyên thủng. Không đợi nàng đứng vững thân hình, mộng tiên tựa như quỷ mị giáng lâm, ngón tay ngọc nhỏ dài quanh quần mộng ảo chi quang, lại cho Giao Nguyệt tạo một đạo máu khe, đáng sợ dư uy thành sát ý, tại thể nội tùy ý làm loạn. Cong, Giao Nguyệt cung chủ lật tay một kiếm, chém lui trong mộng tiên. Đúng lúc gặp thanh thiên mang theo quyển sát khí mà đến, bị nàng một trưởng vung mạnh lộn ra ngoài, treo ở hư không diễn thiên, thì tay nhặt một sợi màu đen khí, từ phía trên bổ xuống, xuyên thủng Giao Nguyệt hộ thể tiên lực. Oanh, ầm, đơn giản thăm dò về sau, tứ đại đỉnh phong tiên vương đều chiến lực toàn bộ triển khai. Mênh mông mờ mịt thiên khung, bởi vì hắn bốn người bị chia làm bốn phương đại giới, đều riêng phần mình diễn xuất đạo tướng, một lần lại một lần va chạm, đụng trời xanh sụp đổ, cũng chấn diễn thiên đạo trường ầm ầm. Không khó nhìn thấy, Giao Nguyệt cung chủ triệt để rơi xuống hạ phong. Trái lại đối diện ba người, khí thế một cái so một cái cường hoành. Đặc biệt là thanh thiên chân nhân tên kia, như ăn thuốc súng, thuận tiện còn đánh một ống gà con máu, ra tay chính là sát sinh đại thuật, liều mạng công phạt, nếu không phải Giao Nguyệt cung chủ, hắn sớm đã luyện ra huyết đan. Bên ngoài nên đánh nhiều nhiệt hỏa. Tiên vương kiếm cự chiến, là Vân Thương Tử đang nói chuyện. Triệu công tử chạy ngay ngắn, cuối cùng thị lực nhìn ngoại giới. Làm sao, hắn đạo hạnh không tốt, không nhìn thấy được tiên vương tử phủ, hoặc là nói Giao Nguyệt chưa cho hắn đặc quyền, nhưng không cần đi xem, liền biết bên ngoài là ba đánh một đội hình, Giao Nguyệt sợ là đánh không lại a. Một cái khác mộng tiên đâu, kêu đi ra trợ chiến, Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Cái gọi là một cái khác mộng tiên, tất nhiên là chỉ Vân Yên, lần trước chính là nàng đánh lui mộng tiên. Triệu Bân hít sâu một hơi, nếu có thể kêu đi ra, thanh thiên chân nhân sớm bị bạo trùy. Ta, thật sự là một cái tai tinh sao? Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, chỉ hắn một người nghe thấy. Từ nhập tiên giới, phàm là cùng hắn dính quan hệ người, phần lớn đều có ách nạn, thiên sát cô tinh mệnh, thật sự là đi đến đâu khác đến đó. Lúc trước là bất niệm thiên, bây giờ lại là Giao Nguyệt cung cung chủ. Đang nghĩ lúc, hắn đột tuyệt nguyên thần một trận nhói nhói. Lại là thiên sát mệnh cách, cùng một vị khác thành cảm ứng. Hắn nơi này có kịch liệt đau nhức, Giao Nguyệt nơi đó đồng dạng có, chính là một trận này xảy ra bất ngờ đâm nhói, để Giao Nguyệt tâm thần một cái chớp mắt hoảng hốt, bị thanh thiên chui cái chỗ trống, nghênh thiên chảm nàng một kiếm. Ngô! Giao Nguyệt một tiếng than nhẹ, nhói nhói đến càng thêm mãnh liệt. Nhìn tử phủ bên trong Triệu Bân, sắc mặt cũng là nhiều hiển đau khổ. Không khó nhìn thấy, hắn mi tâm có một vệt quang tại giống như ngầm hiệt, tại cái này một vòng ánh sáng thấp thoáng phía dưới, có một đạo cổ xưa tiên văn, từng giờ từng phút khắc họa ra tới, không biết đại biểu cái gì ngụ ý. Ngươi, thiên sát cô tinh, Vân Thương Tử bỗng nhiên sững sờ. Loại kia tiên văn hắn nhận ra, là chuyên môn thiên sát một mạch bí văn. Triệu công tử không có bắt chuyện, giờ phút này có vẻ như cũng không rảnh đáp lời, từ này đạo bí văn khắc ra, cả người hắn đều biến rất kỳ quái. Nhất chói mắt chính là hắn kia như thác nước tóc đen, lại hóa thành một mảnh huyết hồng, quanh thân rong chơi tiên lực, cũng bởi đó lột xác thành từng sợi sát khí. Đó cũng không phải cực cảnh, là một loại khác trạng thái quỷ dị. Hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể có một cỗ lực lượng cường đại đang thức tỉnh. Ngô! Giao Nguyệt một tiếng than nhẹ, lại một lần đẫm máu trời xanh. Nguyên thần bên trong đến đâm nhói, để nàng không vững vàng tâm cảnh. Phong! Diễn thiên lão đạo bắt lấy cơ hội, lại tế bát quái trận đồ. Giao Nguyệt cung chủ một chút mất tập trung, bị vây ở trận đồ bên trong, không đợi nàng nhảy thoát ra tới,
Mộng Tiên cùng Thanh Thiên liền một trái một phải giết tới, đều dùng phong cấm chi pháp, ra chỉ kia bát quái trận đồ, có từng đạo pháp tắc xen lẫn xích sắt, khóa lại Giao Nguyệt cung chủ, không thể động đậy. Bởi vì nàng bị phong, Trấn Thiên Oanh cũng theo đó chôn vùi. Mộng Tiên thần sắc đạm mạc, đứng ở hư không tựa như ảo mộng. Nhìn Thanh Thiên cùng Diễn Thiên diện mục, liền biểu lộ ra khá là tà ác, đặc biệt là Thanh Thiên, tựa như một ác quỷ, cười cái kia sâm bạch răng hết đường, xấu hắn chuyện tốt, phải trả chảy máu một loại đại giới. Giao ra hắn, Mộng Tiên nhẹ môi hé mở. Giao Nguyệt trầm mặc không nói, bình tĩnh có chút dọa người. Chính là tại bực này trong bình tĩnh, nàng hình thái cũng có biến hóa, kia như là sóng nước ba búi tóc đen, đúng là từng sợi hóa thành huyết hồng, tiên lực lột xác sát khí, liền tử nguyệt đều thành huyết nguyệt. Đồng dạng một đạo tiên văn, cũng tại nàng mi tâm khắc họa. Thấy chi, ở đây ba tôn tiên vương đều hai mắt nhắm lại. Thiên sát cô tinh, giải rác bốn chữ, tam đại tiên vương là trăm miệng một lời. Tuyệt sẽ không nhìn lầm, kia là thiên sát một mạch chuyên môn bí văn, nguyên nhân chính là chưa nhìn lầm. Ba người mới chấn kinh, Giao Nguyệt cung cung chủ, đúng là thiên sát cô tinh mệnh cách, trước đó đều chưa từng nghe thấy. Oanh! Ba người kinh dị lúc, có oanh tiếng vang triệt chân trời. Là bát quái trận đồ tan vỡ, bị Giao Nguyệt cung chủ cưỡng ép chấn diệt, đã là mở thiên sát bí văn, tự có lực lượng cường đại khôi phục, chính là cái này lực lượng cường đại, giúp nàng một lần phá này bát quái. Thì ra là thế, Giao Nguyệt cung chủ lẩm bẩm ngữ cười một tiếng. Hai cái thiên sát cô tinh gặp mặt. Quả nhiên có thần kỳ sự tình. Nàng lĩnh hội mấy trăm năm, đều không thể khắc ra thiên sát bí văn, nguyên lai không phải ngộ tính của nàng không đủ, là thiếu một cái khác thiên sát cô tinh, giữa bọn hắn cảm ứng, chính là bí văn chìa khóa. Hắn nội thị tử phủ, có thể trông thấy tiểu gia hỏa kia. Bọn hắn giờ phút này, đã là giống nhau như đúc trạng thái. Đây chính là thiên sát trạng thái, trong thời gian ngắn chiến lực cực điểm tăng thêm. Yêu chết ngươi! Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Liền nói đi, thiên sát khác ai cũng sẽ không khác thiên sát cô tinh. Hai người bọn họ này xui xẻo hài tử, góp một khối chính là cơ duyên tạo hóa. Tiền bối, thuận tiện hay không thả ta ra ngoài. Triệu công tử một bên vuốt tay áo, một bên kêu gọi Giao Nguyệt. Hắn hôm nay hỏa khí rất lớn, nhu cầu cấp bách tìm người thiết tiết lửa. Không dám. Giao Nguyệt một cái nhẹ phẩy tay áo, thật cho hắn thả ra. Dĩ nhiên không phải thả hắn ra bị đánh, là thả hắn ra trợ chiến, như người ngoài nghe chi chắc chắn ngơ ngác, động hư tiểu bối có thể cùng đỉnh phong tiên vương chiến. Đáp án, là phủ định. Nhưng, thiên sát cô tinh là một ngoại lệ. Hai bọn họ đồng xuất thiên sát bí văn, cũng không phải bày biện nhìn, không chỉ có thể mở thiên sát trạng thái, còn có thể độ truyền lực lượng, nói trắng ra đồng khí liên chi, nàng có bao nhiêu chiến lực, hắn liền có bao nhiêu lực lượng, bọn hắn chênh lệch. Đơn giản là thể phách cường độ, đấu chiến tâm cảnh cùng đạo cảm ngộ. Đương nhiên, làm như vậy là muốn trả giá đắt, tuổi thọ. Hai người cùng có ăn ý, 500 năm tuổi thọ bọn hắn vẫn là liều lên, dù sao cũng tốt hơn bị vây ở Diễn Thiên đạo trường. Thời gian lâu dài, đối phương chắc chắn có giúp đỡ tới, sớm rời đi mới là thượng sách. Oanh! Triệu công tử một bước ra tử phủ, rơi xuống đất vang một tiếng bang. Đừng nói, cùng hình thái hai người đứng một khối. Thật đúng là rất xứng. Cái này, mắt thấy Triệu Bân hình thái, mắt thấy Triệu Bân mi tâm bí văn, tam đại tiên vương đều sững sờ. Cái này, cũng là một cái thiên sát cô tinh đi, cùng Giao Nguyệt cung chủ có ngang hàng mệnh cách. Thật làm cho lão phu ngoài ý muốn, Diễn Thiên lão đạo trong lòng một câu. Thôi Diễn này tiểu bối lâu như vậy, hắn lại không biết đối phương là thiên sát cô tinh. Đồng dạng tâm cảnh, Mộng Tiên cũng có. Mà lại so Diễn Thiên lão đạo càng ngoài ý muốn. Phải biết, cái này gọi Triệu Bân người, là nàng hóa thân đồ nhi, nàng từng có hóa thân ký ức, tuyệt không thấy thiên sát, hay là nói, Vân Yên chết quá sớm, không có gặp phải phía sau tên vở kịch. Đáng chết! Thanh Thiên chân nhân sắc mặt, liền phá lệ khó coi. Là hắn bắt Vĩnh Hằng tiên thể, cũng là hắn đem Vĩnh Hằng tiên thể xem như đan dẫn, lại luyện vài ngày, đến cũng không biết tiểu tử kia là thiên sát cô tinh. Bây giờ hiển hóa, quả thực trở tay không kịp. Tướng công nhà ta, còn nén lòng mà nhìn. Giao Nguyệt xoa xoa tiên kiếm, tiếng nói mờ mịt như tiên khúc. Lần này, ba tôn đỉnh phong tiên vương đều lại không sách tiêu khiển một chuyện, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối, Giao Nguyệt cung chủ có vẻ như cũng không có tiêu khiển bọn hắn, thiên sát phối thiên sát, cái này mẹ nó tuyệt phối a. Thanh Thiên lão nhi giao cho ta. Không phải người một nhà,
không tiến một nhà cửa. Triệu công tử cũng đang sát kiếm, sát hắn tiên vương kiếm, đây là một tôn tiên vương pháp khí, động hư cảnh thôi động tiên vương kiếm rất tốn sức, nhưng bây giờ thiên sát lực lượng bằng bạc, sách thanh kiếm này phá lệ tiện tay. Nói, hắn lại tại thiên sát trạng thái cơ sở bên trên mở tuyệt cảnh. Như thế cái trạng thái, tam đại tiên vương đều không quá mức kinh dị, sớm biết con hàng này huyết mạch. Giao Nguyệt cung chủ nhìn, thì xinh đẹp lông mày trao lên, đây là trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể sao? Có phải là nhìn hắn càng thuận mắt, Vân Thương Tử một lời nói chân thành. Ừm, Giao Nguyệt lại nở nụ cười xinh đẹp, đâu chỉ thuận mắt, nàng liền hai người bọn họ sau khi chết chôn cái kia đều nghĩ kỹ. Lão cẩu, đơn đấu. Triệu công tử đã liền xông ra ngoài, thẳng đến Thanh Thiên chân nhân. Cái này âm thanh lão cẩu, kêu Thanh Thiên chân nhân cái kia lửa giận ngập trời. Hắn hẳn là phẫn nộ, bởi vì hôm nay xui xẻo nhất chính là hắn, con vịt đã đun sôi bay, một trận nghịch thiên tạo hóa không có, còn bị đánh một cái bán thân bất toại, đều là bái tiểu tử này ban tặng. Phách thiên trảm. Triệu Bân đã đến, một kiếm lăng thiên, chém ra trăm trượng kiếm mang. Thật sự cho rằng được tiên vương lực lượng, liền có thể cùng lão phu so chiêu. Thanh Thiên chân nhân một tiếng nhe răng cười, như tấm bia to sừng sững bất động, chỉ thủ hộ chi quang lồng mộ toàn thân, chặt. Lão phu liền đứng cái này khiến ngươi chặt, nếu có thể phá ta chi phòng ngự, lão tử theo họ ngươi. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu công tử một câu thâm trầm. Lúc đầu hắn một kiếm này là đang thử thăm dò, căn bản không động toàn bộ lực lượng. Đã Thanh Thiên như vậy nể tình, vậy thì có cần phải chiến lực toàn bộ triển khai? Ông! Trăm trượng kiếm mang bá thiên tuyệt địa, không gian đều bị chặt sụp đổ. Sau đó, chính là màn ngăn tiếng vỡ vụn. Bên trên một cái chớp mắt còn tràn đầy tự tin Thanh Thiên chân nhân, cái này một giây, thủ hộ chi quang liền phá diệt, sừng sững mà đứng hắn, mạnh mẽ bị đánh ầm vang quỳ xuống đất. Mạnh như vậy, Diễn Thiên lão đạo trong lòng giật mình, hai cái thiên sát cùng chỗ một phiến thiên địa, như vậy tà dị sao? Mộng Tiên chưa ngôn ngữ, lại xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, thế gian giết đi lên hồng trần tiên, quả nhiên có đủ nghịch thiên, Thanh Thiên chân nhân cho dù bị thương rất nặng. Nhưng hắn vẫn như cũ là một tôn đỉnh phong tiên vương a. Sư tôn, ta nhặt cái bảo bối. Giao Nguyệt thì thào nhắc lại cười một tiếng. Sư tôn dù không tại, nhưng sư tôn năm đó lời nói, nàng lại nhớ rõ. Nếu như thế gian còn có thiên sát cô tinh, đó nhất định là cái thông thiên triệt địa hạng người. Mới một kiếm, nàng bừng tỉnh giống như nhìn thấy một tôn thần minh tại quật khởi. A, Thanh Thiên chân nhân một tiếng gào thét, thông suốt đứng lên. Bị ba ba đánh mặt, tôn này tiên vương mặt mũi có chút không nhịn được, mặt mò cái kia nóng bỏng, tiên vương bão nổi, tung bản thân bị trọng thương, khí chàng vẫn như cũ bá thiên tuyệt địa, chấn Triệu công tử đạp đạp lui lại. Giết! Thanh Thiên chân nhân nghiến răng nghiến lợi, mang theo quyền ngập trời huyết sát mà tới. Triệu Bân một điểm không sợ, sách kiếm liền bên trên, chính diện ngạnh cương tiên vương. Ngươi về sau, liền họ Triệu. Nên gọi ngươi Triệu Thanh Thiên đâu? Vẫn là nên gọi ngươi Triệu chân nhân đâu. Không quan trọng, dù sao lão phu là ngươi nhị đại gia. Triệu công tử phụ trách đánh nhau, Vân Thương tử liền phụ trách gào to. Thanh Thiên chân nhân tâm tình rất khó chịu, hắn còn tức sôi ruột đâu. Cái này một trận trêu chọc không sao, Thanh Thiên chân nhân bị làm phát bực, đúng là tại chỗ mở cấm pháp, lúc trước bị Giao Nguyệt đánh nát dị tượng đại giới, giờ phút này lại tái tạo ra tới, nở rộ một mảnh hủy diệt chi quang. Vĩnh Hằng Tiên vực, mở. Triệu Bân quát một tiếng âm vang, cũng chống lên mình dị tượng đại giới. Hắn tu vi tuy thấp đạo hạnh dù cạn, nhưng cảm ngộ lại không tầm thường, nhìn dị tượng bên trong nhất sơn nhất thủy, đều phảng phất giống như tươi sống, tựa như một mảnh chân thực đại thế giới, cố ý uẩn quanh quẩn có đạo âm vang vọng. Oanh! Hai phe đại giới nghênh thiên tướng đụng, oanh tiếng vang triệt cửu thiên. Không khó nhìn thấy, hai thế giới đều đang sụp đổ, sơn sơn thủy thủy đều thành khô diệt. Tịch diệt lôi điện bay múa, vô luận là Triệu Bân vẫn là Thanh Thiên, đều đứng không thế nào ổn, đều gặp dị tượng lớn phản phệ. Tới, Triệu Bân cưỡng ép đứng vững, lại bước ra Vĩnh Hằng Tiên vực, giết vào Thanh Thiên đại giới. Thấy một màn này, chớ nói giấu tại Tiên Vương kiếm Vân Thương tử, liền cái khác ba tôn Tiên Vương đều chấn kinh, tiểu tử này là cường thế đến đâu, vậy mà giết vào đối phương đại giới, đây chính là Thanh Thiên sân nhà. Nói lên Thanh Thiên, diện mục cái kia càng lộ vẻ dữ tợn. Đối phương dám giết tiến đến, rõ ràng xem thường hắn a. Nói cho cùng, đây là Triệu công tử đấu chiến tâm cảnh nguyên nhân,
đó là một loại có ta vô địch tín niệm, cho dù tại đối phương sân nhà, cũng tin tưởng vững chắc có thể giết bại Thanh Thiên, bên này chiến qua thần ngoan nhân. Muốn chết! Thanh Thiên chân nhân vung cánh tay lên một cái, lấy núi non dị tượng từ phía trên đè xuống. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, nghịch thiên một kiếm bổ đi lên, sinh sôi đem tòa kia 8.000 trượng cự nhạc, bổ cái vỡ nát, liên đới Thanh Thiên chân nhân, cũng bị chấn rên lên một tiếng, đầy dẫy đều là kinh dị sắc, tiểu tử này cái gì quái thai, tại hắn dị tượng đại giới bị áp chế, lại còn có như thế chiến lực mạnh mẽ. Đại La Thiên tay, Triệu Bân một trường từ phía trên phủ xuống, trường uy rộng rãi bàng bạc. Thanh Thiên một tiếng lạnh quát, lại tay nhặt một đạo màu đen khí, cô động thành kiếm khí, bổ ra trường ấn, hắn chi kiếm ý vô song, đáng sợ dư chấn, tại Triệu Bân trên bờ vai vạch ra một đạo máu khe. Nho nhỏ động hư, cũng dám cùng tiên vương tranh hùng. Thanh Thiên chân nhân một câu cô quạnh, đúng là hóa dị tượng là đen ngầm. Đây là không gian chi pháp, hắn đem Triệu Bân kéo vào hắc ám không gian. Giao Nguyệt thấy chi, xinh đẹp lông mày không khỏi khẽ nhăn mày, tựa như nhận ra này bí pháp, cũng biết này bí pháp chi khủng bố, như đối không gian lĩnh hội không sâu, định bị hóa diệt tại khăng khít trong bóng tối, sẽ hài cốt không còn. Nàng muốn giết tới cứu viện, làm sao diễn thiên cùng mộng tiên không phải bài trí. Hai đại đỉnh phong tiên vương lại chiến lực toàn bộ triển khai, trái phải công phạt mà tới. Lấy hai bọn họ lực lượng, có lẽ bắt không được Giao Nguyệt, nhưng bọn hắn chỉ cần đem nó ngăn chặn thuận tiện, chờ Thanh Thiên giải quyết vĩnh hằng tiên thể, vẫn là ba đánh một cục diện, kém nhất cũng có thể chờ đến viện quân, dù sao đây là tại diễn thiên trong đạo trường, trong thời gian ngắn, Giao Nguyệt là đi không ra mảnh thế giới này. Oanh, ầm, tiên vương cấp đại chiến, vẫn như cũ hủy thiên diệt địa. Khác với lúc đầu chính là, lần này hợp lực công phạt Giao Nguyệt, hai đại tiên vương đều cảm thấy phí sức, chỉ vì cũng Giao Nguyệt mở thiên sát bí văn, đã có chiến lực gia trì, thiên sát lực lượng là dễ như trở bàn tay. Trở về, Giao Nguyệt một tiếng khẽ nói, đang kêu gọi Triệu Bân. Thanh Thiên lúc trước nói không giả, có tiên vương lực lượng, không có nghĩa là liền có thể cùng tiên vương so chiêu, liều căn cơ nội tình, vĩnh hằng tiên thể còn kém một cái thiên địa, làm không tốt sẽ táng trong không gian. Một thế giới khác không có hồi âm, hoặc là nói không gian đã cùng ngoại giới ngăn cách. Triệu Bân bị nhốt vào dị tượng trong bóng tối, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là đen như mực. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Trong bóng tối vang lên yếu ớt tiếng cười, phảng phất giống như tới từ địa ngục, tự mang khạc khạc âm trầm, lại phương hướng không đồng nhất, tìm không được đầu nguồn. Tất nhiên là Thanh Thiên chân nhân đang nói, đây chính là vĩnh hằng tiên thể chính mình đưa tới cửa. Tại mảnh này trong bóng tối, hắn hoàn toàn có thể đem giải quyết, không cần cùng người chia cắt chiến lợi phẩm. Người thuộc rùa đen, Vân Thương Tử lại mắng lên, có loại ra tới đánh. Lời này dễ dùng, Thanh Thiên thật sự ra tới, như quỷ mị vừa hiện, mấy chục đạo pháp tắc xích sắt bay tán loạn, như điện xà, hướng Triệu Bân quấn quanh mà đến, phong ấn con hàng này, so cái gì đều thực sự. Triệu Bân trong lòng cười lạnh, một bước phi thân sau đột. Hắn không người phát giác. Hắn bỏ chạy lúc cố ý chậm nửa nhịp. Nguyên nhân chính là hắn bán cái này sơ hở, mới bị pháp tắc xích sắt bắt được, tại chỗ bị khóa chết. Cái này xấu hổ. Vân Thương Tử một tiếng ho khan, tại không dám gào to. Triệu Bân diễn kỹ tinh xảo, ra vẻ dẫy dụa, muốn phá vỡ pháp tắc xích sắt trói buộc. Không đợi hắn tránh thoát, Thanh Thiên chân nhân liền đã từ trong bóng tối đi ra, tay mang theo đẫm máu sát kiếm, một tấm máu thịt be bét mặt mo, so lệ quỷ càng dữ tợn. Con vịt đã đun sôi, có mất mà được lại. Có loại thả ta, tái chiến 800 hiệp, Triệu Bân lạnh lùng một tiếng. Phép khích tướng đối lão phu vô dụng, Thanh Thiên chân nhân lộ sâm bạch răng. Vậy liền thay cái phương pháp, mắt thấy Thanh Thiên đánh tới, Triệu công tử không khỏi cười, cười sán lạn, nhưng hắn cái gọi là sán lạn, rơi vào Thanh Thiên chân nhân trong mắt, cũng không phải là bình thường khiếp người. Phá! Triệu Bân trong lòng một quát, mạnh mở hộ thể thiên cương. Thiên cương bên trong, hắn còn thêm thiên sát lực lượng cùng vĩnh hằng bản nguyên, một kích vỡ nát pháp tắc xích sắt, đúng lúc gặp Thanh Thiên giáng lâm, chân trước còn chưa đứng vững, chân sau liền bị lực lượng cường đại chấn lật ra đi. Cong! Triệu Bân như bóng với hình, lấy tiên nhãn thuấn thân giết tới. Sau đó một đạo huyết quang, biểu lộ ra khá là chói mắt, một viên đẫm máu đầu lâu, lăn nhập trong bóng tối, kia là Thanh Thiên chân nhân thủ cấp, bị Triệu Bân bổ xuống, bản mệnh nguyên thần cũng bị thương nặng. Nhữ đáng chết. Thanh Thiên chân nhân tức giận, một trường vung mạnh lật Triệu Bân.
Cho dù không có đầu lâu, cái thằng này vẫn như cũ rất sinh mãnh. Hắn lấy không gian chi lực cô đọng thành kiếm, đuổi theo Triệu công tử chém ra ngoài, ngang qua Cửu Tiêu kiếm uy cùng kiếm ý, suýt nữa bị Triệu Bân sinh bổ. Oanh! Không gian thế giới ông run lên, có một vòng huyết sắc mặt trời treo cao thương miểu. Vẫn là Thanh Thiên chân nhân thần thông, huyết sắc ánh nắng chiếu sáng vô biên hắc ám, phàm quang phổ chiếu chi địa, đều là cực điểm hóa diệt, mới ổn định thân hình Triệu Bân, tại chỗ bị băng diệt nửa bên thân thể. Được hay không a? Vân Thương Tử tàn hồn run run. Nhất định phải đi, Triệu Bân cưỡng ép tái tạo thể phách. Đồng dạng tên vở kịch, Thanh Thiên chân nhân nơi đó cũng đang trình diễn, bị chặt đầu sọ, cũng không phải tái tạo mà. Chẳng qua so sánh Triệu Bân sức khôi phục, hắn còn kém chút ý tứ, trường sinh quyết chính là tái sinh chi pháp. Lão cẩu, để mạng lại. Triệu Bân vừa sải bước qua hắc ám, sách tiên vương kiếm giết tới. Trong lúc đó, hắn còn từng ngự động tiên lôi, chỉ lên trời bổ đi lên, đem kia vòng nở rộ huyết quang mặt trời, đánh cho tan thành mây khói, cực điểm hóa diệt ánh nắng, cũng bởi đó mất nên có uy lực. Thấy Triệu Bân đánh tới, Thanh Thiên chân nhân lại lui vào trong bóng tối. Hôm nay thật sự là đánh lên đầu, trong trong ngoài ngoài đều tổn thương quá thảm. Hắn cần một cái thở dốc thời gian, trốn hắc ám tạm lánh rất có cần phải. Đi đâu? Triệu Bân đi theo đuổi vào hắc ám, mà lại ngắm nhiều chuẩn. Hắn tiên nhãn có thể làm truy tung, có thể chính xác khóa chặt vị trí. Ngươi! Thanh Thiên chân nhân nguyên thần không khỏi run lên, tiểu tử này là chó sao? Đáp lại hắn thì là Triệu Bân một ngọn gió lôi quyết, một kiếm xuyên thủng thể phách. Cút! Thanh Thiên chân nhân tế bản mệnh khí, cũng chính là Thiên Vũ Tiên Lô. Cái này lò cực kỳ bá đạo, tại chỗ đụng Triệu Bân máu xương bay tứ tung. Cút! Triệu Bân cái này một chữ, gào thét so Thanh Thiên càng vang dội. Gặp hắn một cái thần long bãi vĩ, chấn lật trời Vũ Tiên Lô. Chặt nó! Vân Thương Tử một tiếng mắng to, tiên vương kiếm cự chiến. Không cần hắn nhắc nhở, Triệu công tử cũng đã nhào tới, tay cầm tiên vương kiếm, hướng chết chém vào tiên lô, đã là bản mệnh pháp khí, này tiên lô nếu là chịu trọng thương, Thanh Thiên chân nhân cũng không tốt gì. Hoàn toàn chính xác, Thanh Thiên chân nhân rất thất vọng, phản vệ một đạo tiếp một đạo. Vốn là trạng thái không tốt, lại tới một màn như thế, là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đánh chết ngươi! Triệu Bân dũng mãnh vô song, lại một lần giơ lên tiên vương kiếm. Nhưng, không đợi tiên kiếm rơi xuống, liền cảm giác một cỗ quỷ dị lực lượng, càng đem tiên vương kiếm tách rời ra ngoài, thành một vệt ánh sáng ném vào trong bóng tối, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả đóng dấu đều bị ngăn cách. Vân Thương Tử rất có dự kiến trước, sớm thoát ra tiên vương kiếm. Hắn cũng sẽ tìm địa phương, làn khói nhi chui vào Triệu công tử thể phách. Thanh Thiên, ngươi sẽ không ít mà. Triệu Bân cười lạnh một tiếng. Hôm nay, ta nhất định chém ngươi. Thanh Thiên chân nhân còn tại lui lại. Hắn ngược lại không ngốc, chính mình phi thân lui lại, lại làm cho bản mệnh khí xông về phía trước. Tung không tiên vương kiếm, đồng dạng diệt ngươi. Triệu Bân tay không tấc sắt mà đến, đánh Thiên Vũ Tiên Lô là ong ong thẳng run. Trước sau chẳng qua ba quyền, tiên lô liền bị oanh lật, có thể nghe Thanh Thiên tiếng rên rỉ, bị chặt đầu không sao, khó chịu nhất vẫn là Giao Nguyệt lúc trước tuyệt diệt một kích, đó mới là bị thương nặng căn bản đầu nguồn. Nếu không phải như thế, hắn sẽ sợ sợ một cái nho nhỏ động hư cảnh. Là cái gì cũng không đáng kể, Triệu Bân đã thuận truy tung giết tới. Thanh Thiên cuối cùng là tái tạo ra mặt sọ, lại một lần càn quét huyết sát hải dương, một cái sóng biển chìm Triệu Bân, huyết sát là hắn phục dụng huyết đan luyện, không chỉ cô quạnh băng lãnh, còn nặng nề như đại sơn cự nhạc. Vây nhốt ta! Triệu Bân như dao long vọt người mà ra, lật tay chính là một đạo chu tiên quyết. Thanh Thiên Phật tay đánh diệt, mi tâm u quang lóe sáng, nguyên thần kiếm phách chạm mà ra. Triệu công tử tránh không kịp, chịu cái tấm tấm dòng dã, nguyên thần bị đánh ra một đạo lớn vết rách, may có Giao Nguyệt thủ hộ chi quang, không phải Thanh Thiên một kích này, đủ có thể đem hắn chân thân chém thành hai khúc. Thu! Thanh Thiên chân nhân gọi đến bản mệnh khí, đã là đỉnh lò mở rộng, sức cắn nuốt cực mạnh. Triệu Bân một bước không có đứng vững, bị hút tới, nhưng hắn lanh lợi. Tại bị kéo đi vào nháy mắt, thì di thiên hoán địa chi pháp, cùng Thanh Thiên chân nhân đổi vị trí, lúc này mới có thể thoát thân. Hắn cái này thoát thân, Thanh Thiên đúng như lại nhập đầu lâu. Cũng là cùng một nháy mắt, hắn lại từ đồng lô độn ra tới. Quang minh thân, Triệu Bân như hóa thân mặt trời, thể phách nở rộ vạn đạo tia sáng.
Lần này Đổi Thanh Thiên trở tay không kịp, bị lắc hai mắt bôi đen. Triệu Bân Từ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm ra tay bá đạo, chém vào Thanh Thiên thể phách, lại một lần trọng thương nó nguyên thần, xong còn bổ một quyền, lốp bốp âm thanh phá lệ êm tai. Ngày 13 tháng 12, ghi khắc lịch sử, chớ quốc sỉ. Oanh, ầm. Tam đại tiên vương đấu chiến, diễn thiên đạo trường oanh tiếng vang đầy trời. Giao Nguyệt cung chủ chính xác bá khí, một chọi hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại mặt khác hai tiên vương, liên tiếp đẫm máu trời xanh, đặc biệt là không sở trường đánh nhau diễn thiên, không chỉ một lần bị Giao Nguyệt đặc thù chiếu cố. Thanh Thiên lão nhi, diễn thiên lão đạo có lẽ là bị đánh kinh, không chỉ một lần kêu gào. Hắn đang kêu gọi Thanh Thiên chân nhân, liền một tên tiểu bối đều bắt không được. Thanh Thiên chân nhân ngược lại là có đáp lại, lại là một tiếng tiếp theo một tiếng phẫn nộ gào thét, nghe Giao Nguyệt nhíu lông mày, như đoán không sai, lão già kia bị trùy, bằng không thì cũng sẽ không gào thét như vậy bá khí ầm ầm. Thật dài mặt, Giao Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, vĩnh hằng một mạch quả nhiên không phải đóng. So sánh hắn, Mộng Tiên cùng Diễn Thiên sắc mặt liền phá lệ khó coi, bọn hắn liên thủ bắt không được Giao Nguyệt, cũng không liền phải tìm người trợ chiến. Hết lần này tới lần khác Thanh Thiên chân nhân như xe bị tuột xích, bị tiểu bối bạo truy. A, à, lại là Thanh Thiên rít lên một tiếng, chứa đầy hận cùng giận. Xong việc, liền thấy hắc ám thế giới một mảnh tiếng ầm ầm. Định Nhãn như vậy nhìn lên, mới biết là Triệu Bân cùng Thanh Thiên một đông một tây, mở bí thuật đối oanh, đao mang kiếm quang cộng thêm trưởng ấn quyền ảnh, đầy trời bắn bay, va chạm ánh lửa trong bóng đêm biểu lộ ra khá là chói mắt. Nhìn hai người hình thái, kia là một cái so một cái thê thảm. Lại nói Thanh Thiên lão nhi, toàn thân trên dưới đều máu xương lộ ra ngoài. Triệu công tử so hắn càng huyết tinh, nghiễm nhiên đã không gặp nửa điểm hình người, dù có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, cũng theo không kịp thụ thương tốc độ, nhưng hắn chiến ý vô song, đánh so tiên vương còn cường thế hơn. Nguyên nhân chính là hắn cường thế, mới đem Thanh Thiên ép phát cuồng. Vĩnh hằng tiên thể nội tình, đổi mới hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng. Lão Phu, là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Vân Thương Tử một câu, nói là ý tứ sâu xa. So sánh độc chiến tám tôn nguyệt thần, cái này đều nhỏ tình cảnh, có quan hệ vĩnh hằng truyền ngôn cái nào đều không phải nói suông, này một mạch đều cái đỉnh cái ngoan nhân, một đời mới vĩnh hằng tiên thể, muốn nghịch thiên quật khởi. Cho ta, giết! Cùng với Thanh Thiên chân nhân một tiếng về sau, toàn bộ hắc ám đều một trận lắc lư. Có thể thấy đen nhánh thương miểu. Có một con đẫm máu đại thủ từ phía trên bắt tới, nặng nề như núi lớn, tại trước mặt nó, Triệu Bân nhỏ bé như sâu kiến, nhịn không được uy áp, xương đùi đều răng rắc một tiếng đứt gãy. Thiên ngoại ma tưởng, Vân Thương Tử một tiếng trầm ngâm. Triệu công tử dù chưa ngôn ngữ, lại nghe qua loại này bí pháp. Nói đến, này thiên ngoại ma tưởng cùng bàn nhược nuôi nhốt đại Phật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lấy Thanh Thiên đỉnh phong tu vi. Lại cũng chỉ kêu gọi một cái tay, có thể thấy được hoàn chỉnh ma tượng mạnh bao nhiêu. Oanh! Trong điện quang hỏa thạch, ma tượng đại thủ đã giáng lâm. Triệu Bân một bước độn mở, lấy bản nguyên cô đọng hai bàn tay to, nắm lấy con kia ma tượng đại thủ, liều mạng ra bên ngoài túm. Năm đó hắn cùng bàn nhược đấu thời gian chiến tranh, liền từng đem đại Phật lôi ra ngoài dừng lại bạo quảng. Ông! Hắn như thế kéo một cái, hắc ám thế giới lại một trận lắc lư, lắc Thanh Thiên cũng không đứng vững. Cũng không đợi hắn đứng vững, Triệu công tử liền đem thiên ngoại ma tượng mời ra tới, chính xác khổng lồ như cự sơn, cặp kia to lớn đồng tử, tựa như một cái vạc rượu, lóe ra huyết tinh mà khô diệt u quang. Oa! Vân Thương tử một tiếng kinh hô, quả thực mở rộng tầm mắt. Nhìn Thanh Thiên chân nhân, cũng bị cả kinh là đầy rẫy ngơ ngác. Chính là tại hai người bọn họ nhìn chăm chú, Triệu công tử đem thiên ngoại ma tượng, mạnh mẽ nện xuống đất, đập hắc ám đều sụp ra một từng đường vết rách. Có sen lẫn chi quang tự đứng ngoài bắn vào, phá lệ chói mắt. Phốc, Thanh Thiên chân nhân một hơi không có thở thuận, tại chỗ phun lão huyết. Thiên ngoại ma tượng là cùng hắn liên kết, phản vệ rất bá đạo. Oanh, Triệu Bân khí huyết bốc lên, lần thứ hai bạo quảng thiên ngoại ma tượng. Cũng không biết cái đồ chơi này cái gì tạo, không phải bình thường cứng rắn. Không sao, Triệu công tử liền thích chống quảng. Nhiều quảng như vậy mấy lần. Cái gì đều có thể nện cái tan nát. Quả nhiên, tiếng tạch tạch rất nhanh vang lên. Lớn như vậy ma tượng, thật sự băng vết rạn. Từ cái này thứ một vết nứt, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, toàn bộ ma tượng đều giống như kết mạng nhện,
vết rách một đạo tiếp một đạo nổ tung, có máu tươi dâng lên, có ô gào thét trong bóng đêm vang vọng. Còn không nát. Triệu Bân một cái sức eo hợp nhất, lại là một cái bạo quảng. Nói thổi liền theo, thiên ngoại ma tượng ầm vang nổ thành một mảnh bay múa, máu tươi như mưa như muốn vẩy, đem hắc ám đều nhuộm đỏ, hủy diệt quang còn sót lại một hai đạo lôi điện, cũng theo đó cô quạnh. Phốc, tự học đạo đến nay, thanh thiên chân nhân liền cái này miệng máu phun bá khí. Thiên ngoại ma tượng bị nện nát, hắn tiên vương thân thể tại chỗ sụp đổ nửa bên. Đến ngươi, vừa quảng diệt ma giống Triệu Bân, càn quét thiên sát mà tới. Hắn sợ là giết đỏ cả mắt, cả người đều đã thành điên cuồng trạng thái, không chút nào kế đại giới công phạt, trong tay tuy không binh vũ khí, lại là quyền quyền đến thịt, một đường đánh thanh thiên đứng cũng không vững. A, à, thanh thiên kêu gào, cũng không biết là giận vẫn là kinh. Cũng hoặc là đau, bởi vì hắn tàn tạ tiên vương thân thể, đang bị cái này vĩnh hằng tiên thể tiểu bối, đánh nứt thành từng khúc, thịt xương nhuộm máu tươi băng như hắc ám, nổ thành từng mảnh máu cho. Kẻ này, thật bá đạo tâm cảnh. Giấu tại Triệu Bân thể phách phân thương tử tàn hồn, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là duy nhất quần chúng, nhìn cũng rõ ràng nhất, từ thiên ngoại ma tượng bị tiểu tử này ngã nát, Triệu Tử Long chiến ý liền mạnh đến cực hạn, mặc cho thanh thiên bí pháp nhiều lần ra, cũng đỡ không nổi hắn một đôi kim quyền, hắn được chứng kiến bất niệm thiên một trưởng phá vạn pháp, bây giờ cũng chứng kiến một quyền phá vạn pháp. Diệt! Triệu Bân lại đấm ra một quyền, tiềm ẩn vô song tiếp thiên chi uy. Thanh thiên chân nhân thân thể tại chỗ nổ diệt, liền đới hư ảo bản mệnh nguyên thần, cũng bởi đó băng diệt nửa bên, nhìn vân thương tử cái kia hãi hùng khiếp phía, đỉnh phong tiên vương A. Lại bị tiểu bối đánh thảm như vậy. Cứu ta! Thanh thiên bị đánh sợ, đúng là quay người thoát ra hắc ám. Ngoại giới còn tại đại chiến ba tôn vương, tại cùng một giây lát bên cạnh mắt, thấy thê thảm như thế thanh thiên chân nhân, cũng đều không khỏi giật mình, tại chính mình sân nhà, đỉnh phong tiên vương lại bị đả diệt thân xác. Mà lại, đối phương vẫn chỉ là động hư cảnh. Chỉ có điều, mượn chính là tiên vương lực lượng. Chính xác phế vật. Diễn thiên lão đạo hừ lạnh một tiếng, cách không nhô ra đại thủ. Giao Nguyệt cung chủ từ không cho hắn cơ hội, huy kiếm đem đại thủ chảm diệt. Nàng ngăn lại diễn thiên, lại chưa thể ngăn lại mộng tiên óng ánh ngọc thủ đã mò về thanh thiên, tôn này tiên vương cũng không thể chết, hắn như táng diệt, muốn đối phó Giao Nguyệt sẽ vô cùng tốn sức. Cho ta vào đi. Không đợi mộng tiên ngọc thủ chạm đến thanh thiên, liền thấy trong bóng tối có một đạo xích sắt thoát ra. Là Triệu Bân lấy bản nguyên ngưng pháp tắc xích sắt, khóa thanh thiên chân nhân, lại đem túm về hắc ám, thậm chí mộng tiên một tay bắt không, lại muốn thi cứu lúc, Giao Nguyệt tuyệt diệt một kiếm đã chém tới. Mộng tiên bận bịu hoảng bứt ra, cưỡng ép né qua tuyệt sát. Đợi nàng lại nhìn hắc ám lúc, cũng chỉ thừa oanh minh. Ầm ầm bên ngoài, chính là thanh thiên kêu rên. Đợi ầm ầm chôn vùi, chính là tiếng kêu thảm thiết trừ khử. Hắc ám đang dần dần rút đi, chỉ còn một đạo huyết sắc nhân ảnh từ bên trong đi ra, dẫn theo chảy máu tiên kiếm, tất nhiên là Triệu Bân, huyết y máu phát hắn, cực giống địa. Ngục đi ra một tôn tu la. Thanh thiên chết rồi. Mắt thấy Triệu Bân rút kiếm mà ra, mộng tiên cùng diễn thiên lão đạo đều nhíu mày. Không ai cho đáp án, vĩnh hằng tiên thể còn sống chính là đáp án, thanh thiên chân nhân định đã tan thành mây khói. Không sai, thanh thiên chân nhân chết rồi, chết cực kỳ phiền muộn. Tốt bao nhiêu một trận nghịch thiên tạo hoa, sửng sốt diễn biến thành huyết kiếp ách nạn, huyết đan không có luyện thành, còn đem chính mình mệnh góp đi vào, nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, hắn lại chính mình sân nhà, táng tại một cái động hư cảnh trong tay, nhìn chung tam giới, sợ lại tìm không ra một cái so hắn lung túng hơn, như lại đến một lần, một trường bổ vĩnh hằng tiên thể, cũng là chấm dứt. So sánh mộng tiên cùng diễn thiên, Giao Nguyệt cười vẫn như cũ yên nhiên. Nàng từng coi là một trận tử cục, mạnh mẽ bị diễn sống. Cái này tiểu tướng công không sai, giờ phút này thật sự là càng xem càng thuận mắt. Giải khai đạo trường. Triệu Bân lạnh lùng một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm diễn thiên lão đạo. Đồ một tôn đỉnh phong tiên vương, hắn chi sát khí đã là vô cùng kinh khủng, cho dù máu me khắp người, chiến ý cùng khí chàng lại còn tại kéo lên, tựa như một tôn cái thế đại ma đầu. Ma đạo lực lượng cuồn cuộn không dứt. Kỳ thực, hắn là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Hắn diệt thanh thiên không giả, nhưng cũng tổn thương vô cùng thảm trọng,